Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 121, Tiêu Nhị Ca phạm bướng bỉnh. Tiêu Phàm, Tiêu Thiên hai anh em đi tới trước sofa, cho lão cha thỉnh an vấn an. Tiêu Phàm vẫn như cũ không chậm không nhanh, mới vừa rồi còn bay dương nhảy thoát, miệng lưỡi trơn tru Tiêu Thiên, trở nên muốn bao nhiêu quy củ liền có bao nhiêu quy củ, phảng phất nháy mắt liền biến thành người khác như. Tiêu Trạm trừng mắt, thói quen nghĩ muốn giáo huấn hắn vài câu, lập tức giống là nhớ ra cái gì đó, đem đến bên miệng răn dậy nuốt trở vào, uy nghiêm gật gật đầu, nói, trở về rồi. Đều ngồi đi, Tiêu Phàm theo lời ngồi xuống, Tiêu Thiên lại hết nhìn đông tới nhìn tây, nói ta đi pha trà. Kỳ thật Tiêu Thiên chính là cái lớn mèo lười, nhưng để hắn quy củ ngồi tại lão cha trước mặt, áp lực thực tế quá lớn, còn không bằng lao động. Nói, cũng không cùng Tiêu Trạm gật đầu, co cẳng liền chạy. Tiêu Trạm sầm mặt lại, hừ một tiếng, cả giận nói, không có định tính. Tiêu Phàm mỉm cười nói, cha, người đều sẽ thay đổi, cho Tiêu Thiên một chút thời gian. Lục thúc thúc đều cải biến. Tiêu Trạm nhìn Tiêu Phàm một chút, trong lòng hiện lên một vòng nồng đậm lo nghĩ. Trước mấy ngày Tiêu Phàm đã từng ngay trước lão gia tử mặt nói qua, có quan hệ Lục Hồng làm việc tùy hắn đi làm. Lúc ấy Tiêu Trạm cũng không có thật lưu ý, coi như Tiêu Phàm là ăn nói lung tung. Ngay cả hắn đều không có cách nào thuyết phục Lục Hồng, Tiêu Phàm lại lấy ở đâu loại bản lãnh này. Thế nhưng là, vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, Lục Hồng thật đúng là đổi chủ ý, chủ động gọi điện thoại cho hắn, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Chẳng lẽ trong lúc này thật có Tiêu Phàm đẩy tay? Bất quá Lục Hồng giống như không có nói tới Tiêu Phàm trên thân, chỉ là cùng Tiêu Trạm trò chuyện chút lúc tuổi còn trẻ chuyện lý thú, tựa hồ cố ý muốn tiếp tục cùng Tiêu gia giữ gìn mối quan hệ, củng cố song phương đồng minh. Tiêu Trạm bởi vậy đặc biệt đừng cao hứng. Chuyện này, ngươi làm. Tiêu Trạm thoảng qua trần chờ một lát, hỏi, thanh âm trong bất chi bất giác ép thấp chút. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, là ta làm. Lục thúc thúc mấy năm gần đây được cái đầu đau mau bệnh, ở lâu không dứt, ta cho hắn nhìn một chút, thanh nguyên nhân bệnh tìm ra. Tiêu Phàm vốn không phải cái thích khoe thành tích tính cách, nhưng lần trở lại này chủ động tại Tiêu Trạm trước mặt nói đến Lục Hồng tình huống, lại là có mình suy tính. Lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc, trời cơ bị hoàn toàn che đậy, Tiêu Phàm suy tính không ra sau này toàn cả gia tộc hưng suy biến hóa, vậy cũng chỉ có thể từ trên căn bản nghĩ biện pháp, thừa dịp lão gia tử khỏe mạnh, dốc hết toàn lực lớn mạnh Tiêu hệ thực lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Trạm làm người chính trực đoan chính là quá nghiêm túc, tại đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết về điểm này, có tiên thiên không đủ. Tiêu Phàm quyết định tự thân xuất mã, giúp lão cha một thanh. Trước đó, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều chính trị đánh cờ kinh nghiệm, lập tức tham dự vào dạng này cao tầng mặt chính trị vòng xoáy bên trong, cùng Tiêu Trạm nhiều câu thông liền trở nên 10 điểm tất yếu. Vô luận là tại tư lịch, lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng phương diện, hắn đều không thể cùng Tiêu Trạm đánh đồng, chỉ có thể từ bên cạnh hiệp trợ. Tại vấn đề trọng đại, hai cha con nhất định phải bảo trì cao độ nhất trí. Tỷ như lần này hắn giúp Lục Hồng chữa bệnh, Lục Hồng thái độ chuyển biến, nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng mà, Lục Hồng sau này thái độ như thế nào, lại không tốt cầm. Thông tục tới nói, đây là làm một cú hay là trường kỳ sinh ý, còn chờ thương thảo. Tại phương diện này, Tiêu Trạm kinh nghiệm xa so hắn già dặn, khẳng định biết như thế nào lợi dụng cái này ân tình mang tới thời cơ, đem Lục Hồng một lần nữa tranh thủ về Tiêu hệ trận doanh, ít nhất cũng phải bảo trì lấy lúc trước cái loại này chặt chẽ đồng minh quan hệ. Đối với mình cũng không am hiểu lĩnh vực, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không ra vẻ hiểu biết. Trên thế giới này, căn bản liền không khả năng có ai là vạn năng. Liền lên tạo không ra một cái chính hắn nâng không nổi đến cầu. Người chỉ tốt Lục Hồng bệnh đau đầu, đang bưng nước trà đi tới Giản Tú Hoa vừa vặn nghe tới Tiêu Phàm cùng Tiêu Trạm đối thoại, không chịu được hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò. Tiêu Thiên vừa cười vừa nói, mẹ, cái này có cái gì nha? Ca cho người ta chữa bệnh nhưng lợi hại, bình thường bác sĩ, ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Phương diện này, Tiêu Thiên thế nhưng là có thân thể sẽ. Tiêu Trạm lại trừng tiểu nhi tử một chút, nói chuyện chính là như thế thiết mục cây nhà lá vườn, không có chút nào chú ý. Cái này muốn đến nơi bắt đầu làm việc làm, địa phương đồng chí còn tưởng rằng toàn bộ lão Tiêu nhà đều là như vậy trình độ đâu. Tiêu Thiên rụt cổ một cái, cười hắc hắc, sát bên sofa ngồi xuống. Nhìn ra được, lão cha hiện tại không tâm tư đến dạy bảo hắn, như vậy ngồi một hồi không sao. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, đúng vậy à, mẹ, Lục thúc thúc cái này bệnh đau đầu rất cổ quái, dùng hiện đại y học kiểm tra thủ đoạn, căn bản là cha không ra nguyên nhân bệnh,
hắn bị tật xấu này dày vò nhiều năm. Trước mấy ngày đi bái kiến một vị nào đó đại lãnh đạo thời điểm, trực tiếp liền phát bệnh, ảnh hưởng thật không tốt. Lục Thúc Thúc là cái rất hiếu thắng tính cách, may mắn thế nào phát sinh trùng hợp như vậy, quả thật làm cho trong lòng của hắn 10 điểm khó chịu. Giản Tú Hoa tại Tiêu Trạm bên người ngồi xuống, hỏi, hiện đại y học thủ đoạn đều kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh, người lại là thế nào cho hắn điều tra ra. Tiêu Phàm trong nhà thỉnh thoảng sẽ thi triển một chút hắn trung y cùng thuật châm cứu, bất quá Giản Tú Hoa thân thể rất khỏe mạnh, Tiêu Phàm chỉ chữa trị cho nàng qua hai về bệnh vặt, Giản Tú Hoa từ cũng phát giác không ra, nhi tử y thuật đến cỡ nào thần kỳ cao minh. Giản Tú Hoa xuất thân hào môn, vẫn luôn kiên trì cho rằng, thân thể có mau bệnh nên đi tổng bệnh viện. Nơi đó tập trung cả nước cấp cao nhất đại phu, tốt nhất chữa bệnh thiết bị cùng chân quý nhất dược vật. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, nghiêm cách huyết, Lục Thúc Thúc đau đầu, không tính là bệnh, mà là nhận hắn văn phòng phong thủy bố cục ảnh hưởng, dẫn đến trong cơ thể hắn âm dương mất cân đối. Loại tình huống này, bình thường chữa bệnh thiết bị đúng là không tra được. Tiêu Trạm lông mày nhẹ nhàng nhau. Tiêu Phàm dù nhưng đã dùng sự thực hướng hắn chứng minh, phong thủy kham dư loại này lực lượng thần bí đúng là tồn tại, nhưng Tiêu Trạm mấy chục năm chịu giáo dục, chỗ kiên trì tín ngưỡng, để hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chuyển biến quan niệm của mình. Quái lực loạn thần, hắn còn là rất khó toàn bộ tiếp nhận. Bất quá tương đối mà nói, Tiêu Trạm thái độ đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như đặt trước kia, Tiêu Phàm chỉ cần nhắc lên lời này đầu, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải nghiêm khắc gian dạy. Tiêu Phàm mục đích, chính là muốn từng bước chuyển biến phụ thân quan niệm. Dù sao hắn hiện tại đã không phải là một người trốn đi lẳng lặng tu luyện. Đã nhập hồng trần thế, sau này không thể tránh né muốn ở trước mặt mọi người hiện ra một chút có quan hệ phong thủy kham dư, y bốc tinh tượng thủ đoạn, nếu như luôn luôn bị lão tử nhà mình hiểu lầm thậm chí là căm thù, cũng xác thực có rất nhiều không tiện. Ta hôm trước chuyên đi một chuyến Lục Thúc Thúc văn phòng, giúp hắn canh chừng nước bố cục đổi bỗng nhúc nhích, lại cho hắn mở cái toa thuốc. Chỉ cần chiếu đơn uống thuốc, nhiều nhất 6 tháng, hắn cái kia đau đầu mau bệnh liền sẽ không tái phát làm. Giản Tú Hoa kinh ngạc nói, người Lục Thúc Thúc cũng tin tưởng cái này. Tin tưởng, Tiêu Phàm rất khẳng định nói, ca giúp hắn thanh mau bệnh chỉ tốt, hắn khẳng định tin tưởng a. Tiêu Thiên ở một bên ngắt lời nói, kỳ thật chính hắn đối phong thủy kham dư nhất khiếu bất thông, cũng chưa chắc tin tưởng. Bất quá huynh đệ một thể, thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên phải đứng ra giúp đỡ Tiêu Phàm nói chuyện. Tiêu Trạm nguyết hắn một cái, khẽ nói, người đừng quản những này, trước quản tốt chính ngươi. Tiêu Phàm, người kia cái đề nghị, cùng hắn có nói hay chưa? Hắn lúc nào đi Hồng Sơn thôn? Tiêu Thiên lập tức không hiểu thấu, nói kiến nghị gì a, ca? Đi Hồng Sơn thôn làm cái gì? Tình cảm Tiêu Phàm còn không có cùng hắn nhắc qua đâu. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, là như vậy, Tiêu Thiên. Ta cho ra ra cùng ba ba đề nghị, người đi La Châu huyện làm việc, cụ thể chức vụ đi, ta đề nghị là Hồng Sơn trấn phó trấn trưởng hoặc là phó thư ký, kiêm nhiệm Hồng Sơn thôn đảng chi bộ bí thư. Đó là chúng ta quê quán, người trở về rèn luyện cũng tốt. À, Tiêu Thiên liền ngây người, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đây cũng là hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, nằm mơ cũng không có nghĩ qua muốn đi Hồng Sơn thôn khi cái gì chi bộ bí thư. Bỗng nhiên từ xa hoa trụy lạc kinh sư chi địa, bị trục xuất đến thâm sơn cùng cốc Hồng Sơn thôn đi, kia thật đúng là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ca, không đợi dạng này chơi a, đây là chơi ta đâu. Chốc lát, Tiêu Thiên không lo được phụ mẫu ở đây, lớn tiếng ồn ào, đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút kích động. Nói bậy, Tiêu Trạm chính là một tiếng gào to, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Làm sao nói đâu, cái gì gọi là chỉnh ngươi? Ngươi là đảng viên cán bộ. Làm việc nên phục tùng tổ chức an bài, đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Ta dù sao không đi, thôn bí thư chi bộ ta lại không làm được, cũng không muốn làm. Tiêu Thiên cưỡng tính tình đi lên, cứng cổ nói. Tiêu nhị ca phạm bướng bỉnh, Thiên Vương lão tử cũng ép không phục hắn. Mắt thấy Tiêu Trạm tức đến xanh mét cả mặt mày, một trận êm đẹp gia đình tụ hội, lại muốn tan rã trong không vui, Giản Tú Hoa liền tăng cường hòa giải. Tiểu Thiên, ngươi không nguyện ý đi Hồng Sơn thôn, vậy ngươi nói một chút. Người nguyện ý đi đâu làm việc? Nếu không, không làm thôn bí thư chi bộ cũng được, người ngay tại trong trấn làm việc tốt. Kỳ thật Giản Tú Hoa cũng là lần đầu nghe tới đề nghị này, trong lòng cũng không phải là 10 điểm tán thành. Tiêu Thiên hoàn khố là hoàn khố, nhưng làm mẫu thân, ai nguyện ý nhi tử rời đi bên cạnh mình? Tiêu Trạm quát, người đừng nuông chiều hắn, cái này không có gì tốt cỏ kè mặc cả. Tổ chức bên trên an bài như vậy, ai cũng phải phục tùng. Giản Tú Hoa lấy ánh mắt ngừng lại tiểu nhi tử lần nữa ồn ào,
uyển chuyển nói, lão Tiêu, đây không phải trong nhà sao? Trước thương lượng một chút, không có gì tốt thương lượng, hai 14 15 tuổi người, làm công tác còn muốn chọn 3 lấy 4. Hắn muốn không rời đi hoàn cảnh này, cả một đời đều học không được tốt, cả một đời là cái đồ hỗn trướng. Tiêu Thiên một gương mặt vẫn như cũ đỏ bừng lên, quai hàm cắn lại cắn, cho thấy phải cực không phục. Tiêu Nhị Ca là hoàn khố một chút, ở đơn vị làm việc thế nhưng không có bỏ hoang. Đương nhiên, đơn vị cũng không có bao nhiêu an bài công việc cho hắn đi làm, nhưng đó là đơn vị lãnh đạo sự tình, không phải hắn Tiêu Thiên sai. Tiêu Phàm nói, cha, chuyện này, hay là ta đến xử lý đi. Tiêu Thiên, cho ngươi một tháng thời gian, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghĩ thông suốt, chúng ta liền đi Hồng Sơn. Không cần, đừng bảo là một tháng, liền xem như một năm, 10 năm, ta cũng sẽ không muốn thông. Tiêu Thiên lập tức cứng rắn nói, cái kia cũng không nhất định. Thiên địa vạn vật thời khắc đều tại phát sinh lấy biến hóa, trên thế giới này liền không có nhất định sự tình. Tiêu Phàm cười cười, không chậm không nhanh nói, lộ ra tính trước kỹ càng. Chương 122, giới cổ vật nhân tài kiệt xuất. Những năm gần đây, thủ đô bất động sản phát triển tốc độ cực nhanh, từng cái hoa viên tiểu khu còn như măng mọc sau mưa, thỉnh thoảng tại cổ lão hoàng thành các ngõ ngách xông ra. Thiên Nguyên cư xá khai thác thời gian tương đối dài, bình thường đến nói. Càng là khai phát phải sớm cư xá, đẳng cấp càng thấp, các hạng nguyên bộ công trình cũng tương đối tụt hậu. Phần cứng kiến thiết nha, luôn luôn theo thời gian trôi qua không ngừng đổi mới thay đổi triều đại. Nhưng Thiên Nguyên cư xá tuyệt đối là một ngoại lệ, làm thủ đô hơi sớm khai thác đẳng cấp cao nhất tòa nhà một trong, dù coi như thời gian trôi qua nhiều năm, Thiên Nguyên cư xá vẫn như cũ là thủ đô xa hoa tòa nhà đại danh từ. Thiên Nguyên cư xá lúc trước thiết kế tôn chỉ, chính là 50 năm không lạc hậu. Đương nhiên 50 năm không lạc hậu, có lẽ có khoa trương thành phân, xem như nhà đầu tư một cái mánh lới. Tại cái này khoa học kỹ thuật đại bạo phát, các cái lĩnh vực đều cao tốc thay đổi thời đại, sau 50 năm, toàn bộ thế giới cũng không biết biến thành bộ dáng gì đâu. Một cái bất động sản công ty thiết kế đoàn đội, thật muốn có thể dự liệu được 50 năm sau hết thảy, đây không phải là kỳ tích, cũng không phải thần thoại, càng không phải là yêu nghiệt, mà là nằm mơ. Nhưng trong vòng 10 năm hoặc là trong vòng 20 năm không lạc hậu, lại là có khả năng. Thiên Nguyên cư xá cũng không đang nháo thành phố, mà là tại vùng ngoại thành. Chí ít tại lúc trước khai thác thời điểm, là tại vùng ngoại thành. Bất quá thành phố thủ đô thành phố khuếch trương tốc độ thực tế quá nhanh, mấy năm trôi qua, nơi này đã không thể xem như vùng ngoại thành, bắt đầu dung nhập chủ thành khu. Đối với dạng này phát triển tốc độ, Lưu Bát Gia không phải rất hài lòng. Hắn không phải ngại phát triển quá chậm, mà là ngại phát triển quá nhanh. Theo tốc độ này phát triển tiếp, dùng không được mấy năm, Lưu Bát Gia lại muốn dọn nhà. Lưu Bát Gia không thích ở tại khu náo nhiệt, thậm chí không thích ở tại thành khu, hắn thích ở tại sơn thanh thủy tú, xuất hành nhanh gọn địa phương. Ở tại khu náo nhiệt, vừa ra khỏi cửa liền kẹt xe, thực tế rất làm người nhức đầu. Tại thủ đô giới siêu tầm đồ cổ, Lưu Mặc Lưu Bát Gia quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Chân chính người trong nghề đều rất rõ ràng, thủ đô xa hoa nhất đồ cổ thị trường giao dịch, không tại Lưu Ly nhà máy, mà tại Lưu Bát Gia trong nhà. Lưu Mặc tại Lưu Ly nhà máy có cửa hàng, mà lại không chỉ một nhà, quy mô rất lớn, sinh ý làm được càng lớn, nhưng chân chính tinh phẩm, đều cất giữ tại hắn dưới mặt đất giữ tươi kho. Thiên Nguyên cư xá lớn nhất xa hoa nhất biệt thự, chính là Lưu Bát Gia chỗ ở. Đương nhiên, chủ xí nghiệp không phải hắn, thậm chí toàn bộ cư xá chủ xí nghiệp cùng thường ở nhân viên đăng ký sách bên trên, đều không có Lưu Mặc danh tự. Đơn thuần từ trên tư liệu hiểu rõ, Thiên Nguyên cư xá không có để cho Lưu Mặc hộ gia đình. Đây cũng là Lưu Bát Gia nhất quán tác phong. Trước kia hắn ở tại thủ đô một tòa cổ xưa 7 tiến vào lớn trong tứ hợp viện, nhà cấp 4 hộ gia đình danh sách bên trên, cũng không có tên của hắn. Thậm chí toàn bộ thủ đô hộ tịch trong tư liệu, cũng không tìm tới Lưu Mặc người này. Tại công an cơ quan, Lưu Bát Gia cũng không tồn tại. Lưu Mặc là cái rất cẩn thận rất người cẩn thận, vô luận là ai. Kho bảo hiểm bên trong cất giữ lấy đếm không hết quốc bảo cấp bậc đồ cổ, đều sẽ thay đổi hết sức cẩn thận. Lưu Mặc cơ hồ hận không thể đem mình giả dạng làm một cái ba ba, làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp đem hắn xem như không khí. Thiên Nguyên cư xá chữ thiên số một biệt thự, xâm nghiêm đề phòng, siêu ra tưởng tượng của mọi người. Nhìn qua, biệt thự này trừ quy mô lớn một chút, chiếm diện tích rộng lớn chút, cùng xung quanh cái khác biệt thự, cũng không có quá nhiều khác nhau. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một cái ý đồ tiếp cận biệt thự chung quanh 10 mét trong vòng người hoặc là cỗ xe, đều lọt vào nghiêm mật đến cực điểm giám sát. Lưu Mặc biệt thự này bên trong,
cài đặt toàn thế giới trước hết nhất tiến vào điện tử giám sát thiết bị, cùng một cái tinh anh bảo an đoàn đội. Cái này tinh anh bảo an đoàn đội hỏa lực cường đại, tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng ra được. Nói như vậy, trừ phi đến nguyên một chi trang bị đầy đủ quân đội, mới có thể đem biệt thự này đánh hạ tới. Danh xưng Đông Phương đệ nhất thần thâu trộm vương chi vương Gia Cát Ánh Huy, đã từng không chỉ một lần đánh qua Lưu Mặc chủ ý, kết quả mỗi lần đều đụng đến đầu rơi máu chảy, sát phũ mà đi. Bất quá Lưu Mặc ngược lại là rất bội phục Gia Cát tướng quân, cái này tiểu tặc cũng là thật là có bản lĩnh, trong đó có một lần, kém chút liền bị hắn thành công xâm nhập dưới mặt đất kho bảo hiểm, nếu không phải bị một cái bảo an nhân viên ngẫu nhiên phát giác, kia một lần nói không chừng Gia Cát Ánh Huy liền phải tay. Nếu thật là như vậy, Lưu Bát Gia tổn thất sẽ rất thảm trọng. Gia Cát Ánh Huy tiểu tặc này, cho tới bây giờ đều không có tặc phẩm, lòng tham không đủ, nhìn thấy đồ tốt tuyệt đối sẽ càn quét mà đi. Lưu Bát Gia dưới mặt đất kho bảo hiểm đồ tốt, quả thực không ít, tùy tiện lấy đi 3 năm dạng, Lưu Mặc liền muốn đấm ngực dẫm chân. Lưu Mặc không thèm để ý tiền, hắn để ý là đồ vật. Hắn là thật thích những cái kia đồ cổ, theo Lưu Bát Gia tự xưng, những cái kia đồ cổ đều có linh hồn, mỗi một kiện đồ cổ tại Lưu Bát Gia trong mắt đều là sống, hắn có thể cảm giác được bọn chúng linh hồn tồn tại, thậm chí cùng đồ cổ linh hồn câu thông. Tại có chút đồng hành nghe tới, Lưu Mặc đây là ra vẻ thần bí, từ cao thân phận. Đều là hồ ly ngàn năm, người chơi cái gì Lưu trai? Cái này nói nhảm ngươi liền dỗ dành chim non đi, nhưng cũng có chút đồng hành đối này tin tưởng không nghi ngờ, không vì cái gì khác, liền vì Lưu Bát Gia hôm nay tại giới cổ vật thân phận và địa vị. Tại sao là Lưu Mặc mà không phải người khác trở thành kinh thành giới cổ vật lão đại, mà không phải người khác? Không có chút đặc thù bản sự, Lưu Mặc không có khả năng hoàn toàn dựa vào vận khí trèo lên cuộc đời mình đỉnh phong. Nghe nói cực ngọc cao nhân có thể mở thiên nhãn, nhìn thấu tảng đá nội bộ. Vậy tại sao Lưu Bát Gia liền không thể mở trời mà thôi, câu thông đồ cổ linh hồn đâu? Hết thảy đều có thể có thể. Lưu Bát Gia không cần dựa vào giả thần giả quỷ đến từ cao thân phận, thật không cần, không có chút nào cần. Có thể đi tiến vào Lưu Mặc biệt thự người, đều là ít càng thêm ít. Tuyệt không phải ngươi có tiền hoặc là có quyền, Lưu Gia đại môn liền sẽ vì ngươi mở ra. Tiền, Lưu Bát Gia cơ bản không thèm để ý quyền, vậy phải xem quyền lực của ngươi lớn đến bao nhiêu. Lớn đến trình độ nhất định, vậy liền không cần ngươi đến nhà, Lưu Mặc sẽ chủ động đi bái phỏng ngươi, đưa lên ngươi muốn đồ cổ chân tàng. Nghe nói có một vị bờ biển đến ngàn tỷ phú hào, muốn đi tiến vào Lưu Mặc dưới mặt đất kho bảo hiểm thưởng thức một chút, hoa hơn 1 triệu chuẩn bị quan hệ, đừng bảo là dưới mặt đất kho bảo hiểm, hắn ngay cả biệt thự đại môn còn không thể nào vào được. Đối với những này quang có tiền nhà giàu mới nổi, Lưu Mặc chính mắt cũng không nguyện ý nhìn một chút. Quá tục khí, chân chính sẽ chơi đồ cổ, kia cũng là cao nhân. Hơn 1 triệu, cái này nhà giàu mới nổi cũng liền đủ tư cách tại bên ngoài biệt thự bên cạnh đi dạo vài vòng, vòng tròn còn không thể chuyển quá nhiều, lắc lư thời gian không thể quá dài, không phải, Lưu Bát Gia sẽ không cao hứng. Gây Lưu Bát Gia sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải thường phi thường nghiêm trọng, bất quá hôm nay, biệt thự mở rộng cửa chính, Lưu Bát Gia tự mình đứng tại cửa ra vào chờ đón, 10 điểm khách khí đem một vị người mặc màu xanh nhạt đường trang, màu đen dày vài nam tử trẻ tuổi cùng hắn đồng dạng trẻ tuổi bạn gái, cung cung kính kính nghênh tiến vào biệt thự. Lưu Bát Gia biệt thự này, Tiêu Phàm đến số lần không phải rất nhiều. Mỗi một lần đại giá quang lâm, đều sẽ có được Lưu Mặc tối cao quy cách lễ ngộ. Đa số thời điểm, là Lưu Mặc chủ động đi thất tinh lều trà chờ Tiêu công tử. Không có người biết Lưu Bát Gia vì cái gì đối Tiêu Phàm như thế kính cẩn khách khí, thậm chí đều không rõ ràng vị này nhã nhặn nho nhã người trẻ tuổi chân thực lai lịch. Bảo an đoàn đội người phụ trách từng chiếm được Lưu Mặc chính miệng phân phó, mặc kệ Tiêu một thiếu lúc nào đến biệt thự, đều phải lấy tối cao quy cách tới tiếp đãi. Nếu như Tiêu một ít đến thời điểm, Lưu Mặc không ở nhà, nhất định phải ngay lập tức điện thoại liên lạc, Lưu Mặc sẽ lập tức gấp trở về. Cho nên, mỗi một vị bảo an nhân viên thậm chí biệt thự tạp dịch, đều có thể một mực ghi nhớ Tiêu Phàm tướng mạo cùng Tiêu một thiếu xưng hô thế này. Vô luận Tiêu một thiếu là một mình đến đây, hay là mang theo đồng bạn cùng một chỗ tới, đều sẽ không nhận nửa điểm kiểm tra cùng trở ngại. Không đủ Tiêu Phàm chưa từng có làm qua khách không mời mà đến, mỗi lần tới Thiên Nguyên cư xá, đều sẽ sớm hẹn trước, gọi điện thoại cùng Lưu Mặc câu thông qua đi, xác định Lưu Mặc ở nhà, mới sẽ tới. Như bức người, đều có quy củ của mình cùng thể thống. Lưu Bát Gia trực tiếp đem Tiêu một thiếu cùng tân cô nương nghênh tiến vào Mực Hiên. Đi tiến vào biệt thự, càng thêm có thể bản thân cảm nhận được Lưu Mặc nhà này tòa nhà chiếm diện tích rộng lớn. Mực Hiên là một cái độc lập tồn tại viện lạc, là hoàn toàn phảng phất cổ kiến trúc,
giường cột chạm trổ, tường đỏ ngói xanh, vô cùng có cổ ý. Gần sát một vài mẫu lớn tiểu hồ nhân tạo, thấp thoáng tại trong rừng trúc, thanh phong từ đến, xào sạc trận trận, khiến người biết bao tâm thần thanh thản. Mà cái này nhân tạo hồ, cũng là thuộc về chữ thiên số một biệt thự tài sản riêng. Lưu Mặc độc nhất vô nhị có được, tuyệt không cùng cái khác chủ xí nghiệp chia sẻ. Sở dĩ Lưu Bát Gia có thể như thế đặc thù, nhưng không phải là bởi vì tiền hắn nhiều, mà là bởi vì hắn bản thân liền là Thiên Nguyên cư xá nhà đầu tư phía sau màn đại lão bản, thậm chí có thể nói, toàn bộ Thiên Nguyên cư xá thiết kế, chính là vây quanh chữ thiên số một biệt thự triển khai. Ưu tiên thỏa mãn chữ thiên số một biệt thự thiết kế yêu cầu, là thiết kế đoàn đội nhiệm vụ chủ yếu nhất. Nếu như chữ thiên số một biệt thự thiết kế chưa thể thông qua, toàn bộ cư xá thiết kế phương án lại hoàn mỹ, đều sẽ bị không chút do dự địa đánh chết rơi. Nếu như không phải là bởi vì Lưu Mặc cần sinh hoạt tại một cái trong tiểu khu, cần trong khu cư xá có cái khác chủ xí nghiệp tới làm vật làm nền cùng yểm hộ, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên cư xá tất cả đều dùng cho số một biệt thự kiến thiết cũng có thể. Đúng vậy, Lưu Bát Gia cần yểm hộ. Tại châu Á, có thể đem đồ cổ sinh ý làm được Lưu Mặc trình độ như vậy, tuyệt không có khả năng là hoàn toàn sạch sẽ trong sạch. Trừ cùng trên quan trường đại nhân vật cùng hoàn khố vòng tròn bên trong đại ca nhóm bảo trì quan hệ tốt đẹp, thời thời khắc khắc vì chính mình lưu đường lui cũng là nhất định. Đây cũng là Lưu Mặc tại trước đây ít năm chuyển ra lớn nhà cấp 4 nguyên nhân. Nhà cấp 4 tại thành phố thủ đô bên trong khu vực phồn hoa nhất, tràn đầy nét cổ xưa, phong thủy cách cục cũng là cực giai, chỉ có một điểm không đủ lý tưởng, đó chính là ngõ hẻm nhỏ giao thông thực tế không đủ tiện lợi, vạn vừa phát sinh không lường được ngoài ý muốn. Lưu Mặc rất khó kịp thời rời đi thành phố thủ đô cao chạy xa bay, rất có thể bị người ngăn ở trong ngõ hẻm, đến cái bắt rùa trong hũ. Lưu Bát Gia cũng không hy vọng đi cục cảnh sát bên trong cùng người đấu trí đấu dũng. Hắn tôn trọng tự do, càng có tiền càng người thành công, mới càng có thể cảm nhận được tự do đáng ngưỡng mộ. Thỏ khôn tam quật, cổ có minh huấn, chơi nhiều năm như vậy đồ cổ, đối lịch sử quen thuộc như vậy, Lưu Mặc không có khả năng không khắc sâu để ý tới câu nói này nội hàm. Trong lịch sử, phàm là không hiểu được đạo lý này cự kiêu đại hào, đa số hạ tràng đều rất khó nhìn. Có lẽ hắn đối Tiêu Phàm như thế kính cẩn khách khí, cũng bởi vì Tiêu Phàm họ Tiêu duyên cớ. Chương 123, Vạn Thọ Đế Quân di vật. Mực Hiên mặc dù không phải dưới mặt đất kho bảo hiểm, nhưng cũng trần liệt không ít hơn tốt mặt hàng. Có thể tiến vào biệt thự này đồ cổ chân bảo, lại không thể có giống nhau là phổ thông, nếu không, chẳng phải là làm bẩn Lưu Mặc Lưu Bát Gia to lớn tên tuổi. Tiêu Phàm đứng tại từng dãy tản ra nhàn nhạt mùi thơm màu nâu nhạt giá gỗ trước, ngắm nghía trên giá gỗ từng kiện tinh mỹ đồ cổ. Kỳ thật Mực Hiên bên trong trưng bày hàng này sắp xếp giá gỗ, bản thân thật ghê gớm bảo bối, chính là chính tông Khang Hy năm bên trong hoàng gỗ hoa lê đồ dùng trong nhà. Dựa theo hiện tại giá thị trường, cùng loại này vượt qua 20 phân đến 30 công phân đường kính tròn tài cùng dài tấm vật liệu, mỗi một cân giá cả liền vượt qua 6.000 nguyên. Đơn thuần tính nguyên liệu giá. Mực Hiên cái này mấy hàng giá gỗ, liền giá trị mấy triệu nguyên chi cự. Nếu như lại đem đồ cổ giá trị tính đi vào, kia là chân chính giá trị liên thành. Lưu Bát Gia tuyệt không phải là hư danh hạng người. Chính là bởi vì hoàng gỗ hoa lê đồ dùng trong nhà chân quý, bình thường có được như vậy một kiện đồ dùng trong nhà, liền xem như hảo phú nhà. Phàm là hoàng gỗ hoa lê đồ dùng trong nhà người sở hữu, không khỏi là trân trọng chân giấu đi, làm chấn trạch chi bảo. Ước chừng cũng chỉ có Lưu Bát Gia có dạng này thủ bút, đem một bộ này giá trị liên thành Khang Hy năm bên trong hoàng gỗ hoa lê đồ dùng trong nhà lấy ra làm hàng bình thường đỡ dùng. Những cái kia lần đầu bước vào Mực Hiên khách nhân, vừa vào cửa liền bị cái này hào phóng vô so đại thủ bút chấn động phải đầu óc choáng váng. Không cần nhìn trên kệ đồ cất giữ, cũng đã đối Lưu Bát Gia sùng bái sát đất. Mà Mực Hiên bên trong cái bàn mấy giường, cũng đều là hoàng gỗ hoa lê chế thành đồ cổ. Bày ở ngoài sáng Mực Hiên. Đều đã như thế rung động lòng người, thật không biết Lưu Bát Gia dưới mặt đất kho bảo hiểm bên trong, đến cùng cất giữ lấy cái dạng gì hiếm thấy chân bảo. Có người thậm chí nói, Lưu Bát Gia đồ cất giữ, có lẽ so đại nội nhà bảo tàng còn muốn chân quý. Một ít, không có ý tứ A, khoảng thời gian này, không có đặc biệt hiếm có vật. Lưu Mặc Hầu ở Tiêu Phàm bên người, mỉm cười nói, mặt mũi tràn đầy áy náy. Lưu Bát Gia hơn 40 tuổi bộ dáng, dưới hàm giữ lại khoảng 2 tấc sợi râu. Cùng tóc của hắn đồng dạng, đen nhánh tỏa sáng, vóc dáng bên trong các loại, thân eo thẳng, không có một tơ một hào thịt thừa, tinh khí thần tràn trề. Hắn trang phục cũng cùng Tiêu Phàm tương tự, màu đỏ tía đường trang, màu đen dày vải. Lưu Mặc miệng nói lấy xin lỗi, trong đầu âm thầm kinh ngạc. Tiêu Phàm dĩ vãng đến nhà,
tuyệt đại đa số đều là ứng Lưu Bát Gia mời mà đến, Lưu Bát Gia một khi làm tới mới mẻ hiếm có vật, liền sẽ cho Tiêu Phàm gọi điện thoại, mời hắn tới giám thưởng một phen. Tại thủ đô giới cổ vật, chân chính để Lưu Mặc tán thành giám thưởng đại sư không nhiều, Tiêu Phàm là trong đó một vị. Nhất là cùng đạo gia truyền thừa có liên quan cổ vật, Tiêu Phàm giám thưởng năng lực càng là số một. Vị này tiêu một ít, tựa hồ đối với đạo gia vật có không hề tầm thường năng lực nhận biết, bất kỳ cái gì cùng loại cổ vật một qua hắn tay, liền không có đánh qua mắt. Điểm này, ngay cả Lưu Mặc đều nhìn mà than thở. Đồ cổ có linh hồn, tại Lưu Mặc trong mắt, câu nói này tuyệt đối là thật, không mang nửa điểm hư giả. Vô luận người khác tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, Lưu Mặc chính là dựa vào cái này thiếp tay sự tình lập nghiệp. Tiêu Phàm tựa hồ có cùng hắn tương tự năng lực, có đôi khi, Lưu Mặc cũng âm thầm may mắn, Tiêu Phàm không có đem tinh lực chủ yếu đặt ở đồ cổ phía trên, nếu không, chỉ sợ Lưu Bát Gia sẽ đụng phải mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, chưa hẳn có thể lấy được hôm nay dạng này huy hoàng thành tựu cùng vô thượng địa vị. Nếu bàn về đối đồ cổ giám thưởng phân biệt năng lực, Lưu Mặc tự nhận không tại Tiêu Phàm phía dưới. Làm sao người ta họ Tiêu A, Tiêu Phàm nếu như cùng hắn trở thành đối thủ cạnh tranh, lưng tựa lão Tiêu gia hàng hiệu tử, quyền lực lớn bổng vung vẩy, Lưu Mặc vô luận như thế nào đều không chịu đựng nổi. Cũng may Tiêu Phàm chỉ là cái người chơi. Đối mặt kẻ trâu bò như vậy, Lưu Bát Gia phá lệ cẩn thận một chút, hoàn toàn là lựa chọn chính xác. Lần này, Lưu Bát Gia vẫn chưa phát ra mời, Tiêu Phàm chủ động cùng hắn liên hệ, nói muốn đi qua nhìn một cái. Lưu Mặc nhiệt tình tiếp đãi đồng thời, cũng có chút thấp thỏm, không biết Tiêu Phàm làm sao phá lệ. Tiêu Phàm vẫn chưa tại Hoàng Gỗ Hoa Lê đỡ trước dừng lại quá lâu, như là Lưu Mặc lời nói, trên giá gỗ đều là chút lão vật, Tiêu Phàm trước kia đều dám thưởng qua, không thấy mới mẻ đồ chơi. Một ít, mời ngồi, Lưu Mặc ân cần mời, lại hướng Tân Lâm đầy cõi lòng áy náy gật đầu làm lễ, lúc này mới tại Tiêu Phàm đối diện Hoàng Gỗ Hoa Lê khắc hoa trong ghế ngồi xuống. Lưu Bát Gia cũng không phải người bình thường, ánh mắt kia độc cực kỳ. Cứ việc Tân Lâm cho tới bây giờ đều lặng yên đi theo Tiêu Phàm sau lưng, Tiêu Phàm ngồi nàng đứng, quy củ thủ rất nghiêm. Nếu như đổi lại người, khẳng định liền đem vị này nha hoàn bỏ qua. Lưu Bát Gia không thể như vậy không có trình độ. Tân Lâm kia giấu mà không lộ đỉnh tiêm cao thủ khí độ, chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cũng không biết Tân Lâm là giang hồ nhân sĩ, hay là xuất từ cục cảnh vệ đại nội cao thủ. Lưu Mặc không có đi điều tra, hắn biết rõ hiếu kỳ hại mèo chết đạo lý, có ít người bí mật, là tuyệt đối không thể đi điều tra. Hiểu rõ Tân Lâm thân phận chân thật, chỉ là để hắn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, nhưng cũng có thể bởi vậy đưa tới, lại là phiền phức ngập trời. Thăm dò Tiêu gia con cháu cơ mật, hậu quả gì cùng nghiêm trọng. Có lẽ liền sẽ bị người nắm cán, để người tìm tới xuất thủ đối phó lý do. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Lưu Bát Gia ngàn tỷ gia tài cùng chân quý cất giữ, đỏ mắt thèm ăn nhiều người đi. Cho người ta một cái mượn cớ, có khả năng chính là tai họa ngập đầu. Mỗi lần Tân Lâm theo hầu mà đến, Lưu Mặc đều chưa từng đối nàng mất cấp bậc lễ nghĩa. Tân Lâm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không chịu ngồi xuống, kia là nàng sự tình, mất cấp bậc lễ nghĩa, chính là Lưu Bát Gia không có ánh mắt. Bày ra tại trước mặt hai người, là một cái cổ hương cổ sắc mộc án, chất liệu cũng là hoàng gỗ hoa lê, điêu thành cổ thụ cuộn rễ, thọ tinh hiến đào hình dạng. Hoàng gỗ hoa lê từ trước đến nay khuyết thiếu đại tài, căn này khắc gỗ án cũng là lắp lên mà thành, làm thành trạm khắc gỗ dáng vẻ. Hoàng gỗ hoa lê trên bàn, trưng bày một bộ ngâm nghệ thuật uống trà đồ uống trà. Lưu Mặc tự mình pha trà, có thể tiến vào mực hiên khách nhân, nguyên bản liền ít càng thêm ít, dù là như thế, khách nhân đãi ngộ cũng vẫn như cũ chia làm tam lục cửu chờ. Bình thường khách nhân chỉ có thể tại mực hiên thăm một chút, liền được mời ra ngoài. So sánh vì khách nhân trọng yếu, có thể tại mực hiên ngồi tạm một lát, từ chuyên môn trà nghệ sư pha trà khoản đãi. Tiêu Phàm dạng này khách nhân, thuộc về tôn quý nhất một loại, Lưu Bát Gia tự mình pha trà. Từ khi Lưu Mặc đem đến Thiên Nguyên cư xá về sau, hưởng thụ qua loại đãi ngộ này tôn quý khách nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhanh, thanh mùi thơm khắp nơi. Một ít, mời, Lưu Mặc đem một chén vàng cam cam nước trà, nhẹ nhàng đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. Tạ ơn, Tiêu Phàm mỉm cười nói tạ, nâng chung trà lên, uống một ngụm. Lưu Mặc bồi tiếp, thấy Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không đề cập tới này đến mục đích, Lưu Bát Gia cũng liền nói năng thận trọng, tuyệt không mở miệng hỏi thăm. Lưu Mặc loại này giang hồ lão điểu, rất rõ ràng cùng loại người nào liên hệ hẳn là sử dụng loại phương thức nào. Tiêu Phàm nhìn qua nhã nhặn nhu hòa, kỳ thực là loại kia cực kỳ cầm được định chủ ý người. Có việc từ sẽ chủ động mở miệng, nếu không, hỏi cũng là hỏi không.
Lưu Tổng, ta chỗ này có cái đồ chơi nhỏ, ngươi nhìn một cái, cho giá đi. Tiêu Phàm uống hai hớp trà, mỉm cười nói. Đây cũng là Tiêu Phàm chỗ đặc biệt, bình thường nghiệp nội người, đều tôn xưng Lưu Mặc vì bát gia mà bất danh. Tại thủ đô giới cổ vật, bát gia là cái đặc biệt xưng hô, vừa nhắc tới bát gia, chỉ chính là Lưu Mặc, sẽ không là người khác. Nhưng Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều gọi hô Lưu Mặc vì Lưu Tổng, 10 điểm chính quy. Lưu Mặc cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Tiêu Phàm là lão Tiêu gia đích trưởng tôn, hưởng thụ phó sử cấp đãi ngộ cán bộ quốc gia, từ không thể đem mình cùng giang hồ nhân sĩ lẫn lộn, có mất thể thống. Bất quá nghe Tiêu Phàm lời nói, Lưu Mặc lại là hơi sững sờ giật mình. Làm sao, Tiêu Phàm hôm nay chủ động đến nhà, chính là muốn bán đồ cho hắn. Đây thật là có chút kỳ quái. Tân Lâm tiến lên một bước, đem một cái màu xanh đồng pha tạp hình tròn vật, đưa cho Lưu Mặc. Lưu Mặc ngay cả vội vàng hai tay tiếp tới, theo mắt quét qua, sắc mặt biến hóa, nói, một ít, đây là Vạn Thọ Đế Quân vật, cái này hình tròn vật, là một mặt gương đồng, đường kính ước chừng 5 cm, cực mỏng, độ dày không đến nửa công phân, điêu khắc cực kỳ tinh xảo bát quái đồ án cùng Vạn Thọ Đế Quân chữ cổ truyện. Bát quái gương đồng là đạo giáo trong truyền thừa so khá thường gặp một loại pháp khí, nhưng mặt này gương đồng như thế quy cách, có thể coi là rất phi hình. Bình thường đạo giáo sử dụng kiếm bát quái pháp khí, đường kính đều tại 20 cm trở lên. Cái gọi là Vạn Thọ Đế Quân, tại đạo giáo truyền thừa sử thượng cũng là một vị đại đại nhân vật nổi danh. Người này không phải chân chính đạo sĩ, mạnh mẽ, chính là một vị hoàng đế, vạn ngồi chi tôn Minh Thế Tông gia tính hoàng đế Chu Dày Thông. Đại Minh tuyệt đại đa số hoàng tín ngưỡng đạo giáo, lấy gia tính hoàng đế là nhất, cơ hồ đạt tới điên cuồng trình độ. Gia tính hoàng đế tại vị thời gian thật dài, trước sau 45 năm. Gia tính hoàng đế ở ngoài sáng hướng lịch thay mặt hoàng đế bên trong đại đại hữu danh, nó một là bởi vì hắn tiền nhiệm, Minh Vũ Tông hoàng đế Chu Chính Đức giày chiếu là nổi danh hoang đường hoàng đế, dù long hí phượng nguyên hình nhân vật, hậu thế có rất nhiều chính đức hoàng đế bơi sông Nam sách tạp lục cùng sân khấu hí kịch. Chu Giày Chiếu chết sớm, không còn thừa điêu, Chu Giày Thông lấy chính đức hoàng đế đường đệ thân phận, từ bên ngoài phiên mà thừa kế đại thống. Thứ hai là bởi vì hắn tại vị trong lúc đó, ra một vị đại tham quan, trong lịch sử nổi tiếng Thanh Từ Tể tướng Nghiêm Tung chính là hắn một tay đề bạt. Đại Minh trong lịch sử, Nghiêm Tung so Chu Giày Thông càng thêm nổi tiếng. Làm một hoàng đế, Chu Giày Thông nhất không thể tha thứ chính là hắn mê luyến đạo giáo, hơn 20 năm cơ hồ không để ý tới triều chính, toàn từ gian tướng Nghiêm Tung cầm giữ. Cùng Tống Huy Tông đồng dạng, Chu Giày Thông cho mình phong rất nhiều đạo giáo phong hào, trong đó nổi danh nhất chính là Vạn Thọ Đế Quân. Cả ngày giá tại Tử Cấm Thành đốt đan luyện thủy ngân, truy cầu con đường trường sinh. Mặc dù Chu Giày Thông lúc tại vị, hồ đồ lười biếng, không để ý tới triều chính, ngay lúc đó Đại Minh triều cùng thiên hạ bách tính thâm thụ nó khổ, nhưng ở sau khi hắn chết mấy trăm năm, hắn còn sót lại một chút đạo giáo pháp khí, lại thành có chút chân quý lịch sử văn vật. Cũng coi là vô tâm cắm liễu liễu xanh Tiêu Phàm mỉm cười nói, đúng, đây là trước kia ta đãi đến một cái đồ chơi nhỏ, lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng là hàng nhái, ta thuận tay ra mua. Lưu Mặc cười nói, những người này cũng là có mắt không biết kim khảm ngọc. Lưu Tổng, người nghiệm một chút hàng, một ít, ngài đây là đang đánh ta mặt, Vạn Thọ Đế Quân pháp khí, từ ngươi một thiếu trong tay ra, còn có thể là giả. Lưu Mặc nghiêm mặt nói, Tiêu Phàm đối đạo giáo pháp khí dám thưởng năng lực, không người có thể đưa ra phải. Chí ít Lưu Bát Gia là cho rằng như vậy. Chương 124, cách sống khí. Tiêu Phàm cười nói, pháp khí là thật, cũng là Minh Thế Tông ngự dụng vật. Bất quá vẫn là muốn mời Lưu Tổng nghiệm một chút hàng. Thấy Tiêu Phàm nói như thế, Lưu Bát Gia cũng cảm thấy kinh ngạc, lần nữa thưởng thức lên kia mặt tiểu tiểu bát quẻ gương đồng, hai cái ngón tay cái, chậm rãi tại trên mặt kính đẩy qua, hai mắt khép hờ, dụng tâm cảm thụ. Vừa rồi hắn đã nghiệm nhìn qua, Tiêu Phàm cũng nói được rõ ràng, đúng là Minh Thế Tông Chu Giày Thông pháp khi dùng qua. Bất quá nghe Tiêu Phàm ý tứ trong lời nói, bát quái này gương đồng tựa hồ còn có chút huyền cơ. Lưu Mặc lại không thể gọi người khinh thường, đồ cổ giám định, Lưu Mặc nhưng là chân chính đại hành gia. Đẩy một cái vừa đi vừa về, Lưu Mặc a một tiếng, sắc mặt trở nên 10 điểm ngưng trọng, lại lần nữa lấy ngón tay cái tại trên mặt kính chậm rãi chuyển rời. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, cũng không thúc giục. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Lưu Mặc rốt cục thở phào một cái, mở mắt ra, vui mừng nói, một ít, đây là kiện sống pháp khí. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, mặt này Minh Thế Tông ngự dụng bát quái gương đồng, đúng là hắn nhiều năm trước nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được,
cùng rất nhiều hàng nhái hỗn cùng một chỗ, bị Tiêu Phàm từ đó chọn ra. Mặt này cỡ nhỏ bát quái gương đồng, nhưng thật ra là một cái vật trang sức, đeo ở trên người, trừ tà khu ma sử dụng. Tiêu Phàm đãi đến về sau, đặt ở chỉ thủy xem mật thất chậm rãi bồi dưỡng, mười mấy năm trôi qua, cái này gương đồng đã sớm bị kích hoạt, thành vì một kiện cách sống khí, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần đạo gia nguyên lực, có trừ tà khu ma, ninh thần hộ thân kỳ hiệu. Người bình thường là kiểm nghiệm không ra, cũng liền Lưu Mặc dạng này mọi người, mới có thể cảm giác được. Một ít, cái này vật, người thật nhường cho ta. Lưu Mặc có chút kinh nghi bất định hỏi, dạng này cách sống khí, tại chính thức người trong nghề trong mắt, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối, nó chỗ chân quý, vượt xa phổ thông đồ cổ chân bảo. Bình thường đến nói, cho dù ai có bảo bối như vậy, đều sẽ trịnh mà trọng chi đeo tại nhà mình trên thân, lấy trừ tà hộ thể, nào có nhượng lại đạo lý. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, Lưu Tổng, ta hiện tại cần dùng tiền, ngươi cho giá đi. Mặt này gương đồng, tại trong mắt người bình thường, tự nhiên là chân quý đến cực điểm, tại Tiêu Phàm mà nói, cũng chỉ bình thường. Thân là đại thuật sư, đẳng cấp này pháp khí với hắn mà nói, cũng không nhiều lớn công hiệu. Lưu Mặc lập tức đại hỉ, cũng không dám nói gì một ít đi dùng tiền một mực mở miệng loại hình lời khách khí, như vậy tại Tiêu Phàm trước mặt nói ra, quả thực chính là trực tiếp đánh mặt. Lưu Bát gia không thể như thế không có ánh mắt. Một ít, ngài là đại hành gia, cũng biết bảo bối như vậy, kỳ thật là bảo vật vô giá, có tiền cũng mua không được. Đã một ít có tâm muốn thành toàn ta lão Lưu, vậy ta liền chiếm cái này cái đại tiện nghi. 3 triệu, một ít đi là cảm thấy không thích hợp, cứ mở miệng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói tốt, thành giao. Lưu Mặc là người thông minh, mở ra giá cả 10 điểm công bằng. Như là Lưu Mặc lời nói. Dạng này cách sống khí thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng, nhưng mỗi người mệnh tại riêng phần mình trong lòng giá cả cũng khác nhau. Giống Lưu Bát gia dạng này ngàn tỷ phú hào, ra bao nhiêu tiền vì chính mình bảo mệnh hắn đều sẽ không cảm thấy quá đắt. Mà tại xa xôi vùng núi đen quặng mỏ, một cái thợ mỏ xuống giếng chết, có lẽ chính là mấy ngàn vạn thanh khối tiền an bài hậu sự. Thấy Tiêu Phàm gật đầu, Lưu Mặc lập tức từ trong túi móc ra chi phiếu mỏng, ký 1 chương 3 triệu chi phiếu, hai tay đưa cho Tiêu Phàm. Cười rạng rỡ nói, một ít, không có ý tứ không có ý tứ, ta chiếm tiện nghi lớn. Tiêu Phàm tiếp nhận chi phiếu, chuyển tay giao cho Tân Lâm. Đổi xe Mercedes tiền có, đã muốn lịch hồng trần đại kiếp, biến thân làm hoàn khố, kia liền không thể thiếu tiền. Cũng may vô cực môn vốn liếng giàu có, Tiêu Phàm có thể dùng sức giày vò, nhất thời bán hội cũng giày vò không đổ. Lưu Mặc vuốt vuốt kia mặt vừa mới tới tay bát quái gương đồng, yêu thích không buông tay. Cùng loại cách sống khí. Lưu Bát gia cũng không chỉ một kiện, nhưng dạng này chân bảo, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lưu Bát gia dù coi như mình tạm thời không dùng được, người nhà cũng có thể cần dùng đến. Cùng đại đa số kẻ có tiền đồng dạng, Lưu Mặc tại trên quan hệ nam nữ đối yêu cầu của mình cũng không nghiêm ngặt. Thân mật nữ không ít người, trong đó mấy vị đều vì hắn sinh con dưỡng cái, xem như cái đại gia tộc. Tự nhiên, những này không thể bày lên mặt đài, chỉ có thể tự mình một người vụng trộm vui. Ngay vào lúc này, một tên dáng người yểu điệu, diện mạo mỹ lệ hai mười mấy tuổi nữ tử, chậm rãi đi đến, lộ ra cực kỳ già dặn, mỉm cười trước hướng Tiêu Phàm cùng Tân Lâm gật đầu ra hiệu, sau đó mới đối Lưu Mặc nói, Bát gia, có khách nhân đến thăm. Lưu Mặc song mi nhăn lại, nói, để bọn hắn trước chờ lấy. Cũng không hỏi là khách nhân nào, nếu thật là địa vị không dưới Tiêu một thiếu quý khách, thư ký tự sẽ có đặc biệt nhắc nhở. Đương nhiên, có thể tại hắn cùng Tiêu một uống ít trà nói chuyện phiếm thời điểm tiến đến thông báo khách nhân, cũng sẽ không quá phổ thông. Nếu không, thư ký căn bản cũng không dám tiến vào tới quấy rầy hắn. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Lưu Tổng, đã đều là khách nhân, vậy liền mời tiến đến cùng một chỗ tâm sự đi. Nói đến, đây cũng là cái yêu cầu quá đáng. Đến chính là người ta Lưu Bát gia khách nhân, không phải Tiêu một thiếu khách nhân. Tiêu một ít đi cùng Lưu Bát gia khách nhân gặp mặt, tại lý không hợp. Nhưng đã Tiêu Phàm nói như thế, Lưu Mặc từ không thể cự tuyệt, Tiêu một thiếu mặt mũi, không phải tốt như vậy gọt. Lưu Mặc lập tức quay đầu phân phó nói, mời bọn họ tiến đến. Được rồi, thư ký dịu dàng đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Ha ha, Bát gia, người tốt, biệt lai vô dạng. Chỉ chốc lát, một cái thô hào thanh âm vang lên, tiếng bước chân nặng nề, chấn động đến toàn bộ mực hiên tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng run run, có thể thấy được đến khách nhân, là một vị hùng củ củ đại hán. Rất nhanh, trước cửa tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mực hiên cửa chính đứng sừng sững lấy núi nhỏ đồng dạng một đầu tráng hán, thân cao thúc tầm 1m9, bàng khoát eo tròn, khôi ngô cường tráng,
thô thô xem xét, cùng Thảo Nguyên Lang Vương Bột Nhi thiếp đỏ thủ hạ kia vị kia đại lực thần A Cổ Lạp cũng không khác nhau lắm. Ha ha, là Vương đại ca. Nhìn thấy tên này như ngọn núi tráng hán, Lưu Mặc cũng đứng dậy, hướng hắn ôm quyền làm lễ, mang trên mặt một tia chuyên nghiệp hóa tiếu dung. Từ Lưu Mặc lễ tiết bên trên cũng có thể nhìn ra được, vị này Vương đại ca tính được so sánh vì khách nhân trọng yếu. Nhưng Lưu Mặc đối với hắn có rất rõ ràng tâm lý ưu thế. Vương đại ca nhanh chân vào cửa, ôm quyền hoàn lễ, ánh mắt phung mạnh, lập tức hơi hơi có chút chố mắt. Làm sao còn có khách nhân khác tại? Không phải là Lưu Bát gia gần đây mời tới giám thưởng chuyên gia. Lưu Bát gia sinh ý là càng làm càng lớn, Lưu Ly nhà máy bên kia mấy cửa hàng, đều là hồng hồng hỏa hỏa, mỗi ngày ra vào đồ cổ chân bảo không phải số ít, Lưu Bát gia không thể nào làm được việc phải tự làm, vậy sẽ mệt chết. Dưới tình huống như vậy, lương cao mời một ít đảm nhiệm giám thưởng sư đến giúp đỡ đánh chút kinh doanh, liền lộ ra 10 điểm tất yếu. Đối với dạng này giám thưởng đại sư, Lưu Bát gia đồng dạng đều sẽ rất khách khí, đãi chi lấy lễ. Đây cũng không phải là phổ thông xí nghiệp mời nhân viên quản lý, lão bản có thể cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng. Mời làm việc quốc sĩ, từ muốn lấy quốc sĩ chi lễ đối đãi. Nhưng sau một khắc, Vương đại ca liền biết mình nghĩ lệch. Tiêu một ít, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Vương Nhạn Vương đại ca, là ta khách quen, chúng ta có sinh ý vãng lai. Vương đại ca, vị này là Tiêu một thiếu. Từ Lưu Bát gia dẫn giới thứ tự trước sau đến xem, Vương Nhạn lập tức liền hiểu được, vị này Tiêu một ít tại Lưu Bát gia trong suy nghĩ địa vị, xa hơn mình xa, mà lại chỉ là giới thiệu cái xưng hô, ngay cả danh tự đều không có, càng chưa từng dính đến cái khác nội dung, thí dụ như ở nơi nào phát tài loại hình. Chỉ có cực kỳ khách nhân tôn quý, mới xứng đáng dạng này lễ tiết. Nước ta từ xưa có là tôn giả húy giảng cứu. Tiêu một ít, người tốt, Vương Nhạn lại hướng Tiêu Phàm ôm quyền, thu âm thanh khí quyển nói. Nghe giọng nói, tựa hồ là đến từ Đông Bắc Hán Tử. Nhìn niên kỷ, Vương Nhạn hẳn là so Lưu Mặc còn nhỏ hơn mấy tuổi, Lưu Mặc gọi là Vương Đại Ca, chỉ là lễ tiết tính. Vương Đại Ca tốt, Tiêu Phàm cũng đứng dậy hoàn lễ, khách khách khí khí. Vương Nhạn không phải một người đến, sau lưng còn đi theo hai cái tùy hành nhân viên. Vóc dáng cùng Vương Nhạn tương đối, vậy liền kém xa. Một người trong tay mang theo một cái màu đen vali mật mã, tuổi ước chừng trên dưới 30 tuổi. Một cái khác trực tiếp liền lôi kéo một cái cỡ lớn tay hãm bao, vóc dáng không cao, dáng người đơn bạc, cái này tay hãm bao có lẽ phân lượng cực nặng, tên nhỏ con kéo đến thở hồng hộc, không ngừng đưa tay lau mồ hôi. Bất quá nhìn kỹ lại, cái này tên nhỏ con nam nhân cũng là mi thanh mục tú, dáng dấp 10 điểm chu chính. Chỉ là quần áo cách ăn mặc tương đối quê mùa, nếu là đổi một thân trang phục, nói không chừng chính là cái lớn thụ nữ hài tử hoan nghênh tuấn nam soái ca. Vương đại ca. Lại mang vật gì tốt đến rồi. Không đợi Lưu Mặc mở miệng, Tiêu Phàm lại vừa cười vừa nói. Lưu Mặc thầm kinh hãi, không biết Tiêu Phàm là loại nào dụng ý, hôm nay có đảo khách thành chủ manh mối. Lại không biết hắn là làm sao thấy được Vương Nhạn là đến đưa hàng. Vương Nhạn không rõ nội tình, thấy Tiêu Phàm ngồi tại Mực Hiên cùng Lưu Bát gia thưởng thức trà, Lưu Bát gia đối với hắn lại 10 điểm khách khí, còn tưởng rằng Tiêu Phàm cùng Lưu Bát gia là cùng một bọn, lập tức cười ha hả nói, đồ tốt chưa nói tới. Chỉ là chút tươi mới lão vật, hai vị nói không chừng sẽ thích. Tươi mới lão vật, lời này nghe có chút kỳ lạ, nhưng là tại đồ cổ giám thưởng giới, đồ cổ văn vật liền được xưng là lão vật. Cái gọi là mới mẻ, đó chính là trước kia chưa từng lộ mặt qua. Vương Nhạn dáng người khôi ngô cường tráng, dương cương chi khí 10 phần, nhưng hắn vừa vào cửa, Tiêu Phàm lập tức liền ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ rõ ràng mốc meo khí tức. Cỗ khí tức này, chỉ có thường xuyên cùng cổ mộ táng liên hệ người mới có thể nhiễm. Vương Nhạn có lẽ có thể giấu giếm được người bình thường cảm giác, tại Tiêu Phàm dạng này đại tướng sư trước mặt, cơ hồ chính là trần trụi không mảnh vải che thân. Nói trắng ra, Vương Nhạn chính là trộm mộ. Đương nhiên, khách khí một điểm nói, hắn là cái văn vật thương nhân, hoặc là cái văn vật con buôn, chỉ là lên không được bàn tiệc. Tại Lưu Bát gia trong nhà nhìn thấy một cái trộm mộ tới cửa thủ tiêu tang vật, thực tế quá bình thường cực kỳ. Chỉ cần ngươi có món hàng tốt, khác đều không trọng yếu. Lưu Bát gia có là biện pháp đem những này lai lịch bất chính đồ vật tắm đến sạch sẽ. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Vương đại ca, đồ vật lấy ra ngó ngó đi. Trong lúc này, Lưu Bát gia không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm lấy Tiêu Phàm mặt làm giao dịch này. Không phải, chính là vào chỗ chết đắc tội Tiêu Phàm. Chương 125, đường dần bút tích thực. Vương Nhạn hướng về sau vung tay lên. Hai tên tùy tùng liền đem vali mật mã cùng lớn tay hãm bao mở ra.
vừa mắt là một bao lớn giấy vụn cùng bọt biển. Vận chuyển vật phẩm quý giá, đều là cái dạng này. Tùy tùng nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem từng kiện tươi mới lão vật đem ra, bày ở hoàng gỗ hoa lê án trên bàn. Những này lão vật bên trên, còn mang theo rất rõ ràng bùn đất khí thức cùng mốc meo khí thức. Tiêu Phàm cùng Lưu Mặc dạng này đại hành ra, một chút liền có thể nhìn ra được, Vương Nhạn mang tới những cổ vật này, hẳn là xuất từ đại minh quan viên mộ táng, mà lại chính là bọn hắn vừa mới đàm luận đến Minh Vũ Tông Minh Thế Tông thời kỳ đồ vật. Bởi vì Minh Thế Tông vững tin đạo giáo, đạt đến si mê trình độ, Thế Tông trong lúc đó rất nhiều quan viên cũng 10 điểm tín ngưỡng đạo giáo, hạ táng thời điểm, chôn cùng vật phẩm bên trong có đại lượng đạo giáo vật dụng pháp khí. Vương Nhạn tùy tùng lấy ra nhóm này văn vật, trong đó có hai mặt bát quái gương đồng, bất quá đường kính so Tiêu Phàm vừa mới xuất thủ cho Lưu Mặc chiếc gương đồng kia phải lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm có 24-5 công phân dáng vẻ. Còn có một cây phất trần. Đối những vật này, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt quét một lần, cũng không có đưa tay. Tại bình thường văn vật thương trong mắt người, những này cũng là đồ tốt, xoay tay một cái chính là thật lớn một bút giá kém lợi nhuận. Tiêu Phàm không thèm để ý, ngược lại là nhiều dò xét vị kia dáng người đơn bạc, mặt mang thần sắc có bệnh tuổi trẻ tùy tùng vài lần, tựa hồ đối với cái này tùy tùng tương đối cảm thấy hứng thú. Trẻ tuổi tùy tùng tựa hồ cũng phát giác được Tiêu Phàm đang đánh giá hắn, ngẩng đầu lên, hướng Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay lau vệt mồ hôi. Nhìn qua, hắn thể cốt xác thực tương đối suy yếu, lại không biết dạng này đơn bạc gầy yếu người trẻ tuổi, vì sao sẽ bị Vương Nhạn như thế đại hán vạm vỡ tuyển làm thiếp thân tùy tùng, mà lại làm là trộm mộ hoạt động. Cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đối lớn tay hãm trong bọc móc ra những vật này, Lưu Mặc hứng thú không lớn. Muốn tại Lưu Bát ra mực hiên hiến bảo, cái này nhưng kém chút đẳng cấp. Bất quá tựa hồ là xem ở Vương Nhạn trên mặt mũi, Lưu Mặc cầm lấy một thanh quạt xếp. Cái này quạt xếp là từ trong dương mật mã lấy ra, mặc dù là vừa mới đào được, mặt quạt nan quạt ngược lại đều bảo trì hoàn chỉnh, nhìn qua rất mới. Lưu Bát ra mở ra quạt xếp, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái này quạt xếp mặt quạt họa một bộ sơn thủy, giọng văn đơn sơ, ý cảnh thê lương, một cỗ tan nát chi ý, đập vào mặt. Sơn thủy chi bên cạnh, đề thơ bốn câu sinh ở dương gian có tan cuộc, chết về địa phủ lại có làm sao. Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ coi bồng bềnh tại tha hương. Đây là, đường dần bút tích thực, Lưu Bát ra nhìn kỹ phiến trên mặt thê lương sơn thủy cùng kia bốn câu đề thơ, tự lẩm bẩm, mắt thấy Tiêu Phàm ngay tại một bên, lập tức hai tay đem quạt xếp đưa tới. Một ít, ngài cho giám định một chút, Lưu Tổng cho rằng là bút tích thực, vậy liền nhất định là bút tích thực. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, nhưng cũng không khách khí, đưa tay từ Lưu Mặc trong tay tiếp nhận quạt xếp. Riêng là cái này quạt xếp mới tinh trình độ, rất khó để người đem nó cùng mấy trăm năm trước cổ vật liên hệ tới, như tại bình thường văn vật giám định người trong mắt, chỉ sợ ngắm một chút liền sẽ cho ném vào đi. 100% hàng nhái nha, nhưng Lưu Mặc tinh mắt cỡ nào, đường dần bút tích thực. Làm sao có thể phân biệt không ra? Bất quá Tiêu Phàm tiếp nhận quạt xếp về sau, trên mặt cũng cùng Lưu Mặc đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đường dần tác phẩm, chỉ thủy xem trong mật thất liền có chân tàng, từ cái này quạt xếp mặt quạt bên trên giải rác mấy bút tranh sơn thủy mà nói, vô luận họa phong, giọng văn, thần vận, đều thật là đường bá hổ bút tích thực không thể nghi ngờ. Ngô Trung bốn đại tài tử đứng đầu đường dần, danh khí quá lớn, công tranh sơn thủy, nhân vật họa, sơn thủy bắt trước Lý Đường. Lưu Lỏng năm, tiến hành biến hóa, họa bên trong núi nặng lĩnh phục, lấy búa nhỏ bổ thuân vì đó, hùng vĩ hiểm trở, mà bút mực mảnh tú, bố cục sơ lãng, phong cách tú giật tuấn tú. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đường dần tranh sơn thủy liền tất cả đều là một cái phong cách. Bức họa này ý cảnh cực kỳ tan nát thê lương, hẳn là đường dần tuổi già làm ra. Thế nhân đối đường dần hiểu rõ, đa số là xuất từ hương cảng nào đó nổi tiếng diễn viên hài một bộ không rời đầu khôi hài phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Nên diễn viên hài diễn dịch Đường Bá Hổ, phong lưu họ Thành, tuổi nhỏ tiền nhiều, là điển hình cao phú soái. Nhưng trên thực tế, chân thực trong lịch sử đường dần, lại vận mệnh nhiều thăng trầm, đừng bảo là tam thê tứ thiếp, tám cái lão bà loại hình, duy nhất thê tử đều bởi vì không thể chịu đựng được nghèo khó đến cực điểm sinh hoạt, cùng hắn cãi lộn, cuối cùng rời hắn mà đi. Đường dần chỉ có thể dựa vào bán họa sống tạm, nhất là tuổi già bệnh nặng, không thể thường xuyên vẽ tranh, sinh hoạt càng là túng quẫn quẫn bách. Thường xuyên cần nhờ hảo hữu chúc đồng ý minh, văn chương minh tiếp tế độ nói. Bất quá chuôi này quạt xếp lớn nhất bối rối, không ở chỗ này tấm sơn thủy, mà ở chỗ kia bốn câu thơ. Kia là đường dần tuyệt mệnh thơ, lúc sắp chết làm ra. Rất khó tưởng tượng một cái trước khi chết người,
thế mà lại còn có tâm tư cùng khí lực để phiến, đồng thời đem mình tuyệt mệnh thơ để tại phiến trên mặt. Nhưng từ kia bốn câu thơ bút pháp ý cảnh bên trên nhìn, nhưng lại thật sự là đường dần thủ bút. Bút tích thực không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm đưa tay phải ra, khoác lên nan quạt phía trên, hai mắt khép hờ, chậm rãi vuốt quá khứ, vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người ngừng ở động tác trong tay, hết sức chăm chú nhìn qua Tiêu Phàm. Vương Nhạn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm động tác này, Vương Nhạn giống như đã từng quen biết. Nhớ được Lưu Mặc như là đụng phải không dễ cầm đồ cổ, liền sẽ thanh ra động tác giống nhau, khỏi phải con mắt nhìn, mà là dùng tay mò, tựa hồ thật có thể cảm nhận được đồ cổ linh hồn. Hai vị này, thật là có điểm cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Lưu Tổng, là bút tích thực, bất quá. Tiêu Phàm tay phải chậm rãi vuốt qua mặt quạt, sau một lát, hai mắt vừa mở, nói. Bất quá cái gì, Lưu Mặc chưa trả lời, Vương Nhạn đã không nhịn được mở miệng hỏi, thần sắc rất có mấy phân thấp thỏm. Hôm nay hắn mang tới những đồ chơi này, liền lấy chuôi này quạt xếp chân quý nhất, đại hành ra phân biệt qua, thật là đường bá hổ bút tích thực không thể nghi ngờ. Nếu như không chiếm được Lưu Mặc tán thành, lần này sinh ý liền xem như nện. Tân Tân khổ khổ từ cổ nhân trong phần mộ đem đồ vật đào ra, lại bán không ra giá tốt, nó phiền muộn có thể nghĩ. Hiện tại xem ra, vị này cái gì Tiêu một thiếu, đối chuôi này quạt xếp tựa hồ có chút nghi vấn. Vương đại ca, cái này phiến chủ nhân, đến cùng là vị nào? Tiêu Phàm không đáp, hỏi ngược lại. Vương Nhạn lắc đầu liên tục, nói Tiêu một ít, thật xin lỗi, cái này ta còn thật không biết. Chỉ biết là cái đại minh đại quan, nhưng không có mộ bia, từ chôn cùng vật phẩm bên trong, cũng nhìn không ra trò gì tới. Nói thật, loại tình hình này, ta cũng là lần đầu đụng phải. Giống như cái này mộ táng chủ nhân, tận lực phải ẩn giấu thân phận của mình. Địa điểm ở đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, cái này, Vương Nhạn lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, nhìn Lưu Mặc một chút. Bình thường bọn hắn nghề này quy củ, chỉ hỏi vật thật giả, không hỏi lai lịch. Nhất là kẻ trộm mộ. Càng thêm sẽ không dễ dàng tiết lộ hành tung của mình. Nếu như không phải là bởi vì Lưu Bát Gia tại thủ đô giới cổ vật hiển hách thanh danh, cùng Lưu Bát Gia giao dịch chưa từng có đi ra sự tình, Vương Nhạn cũng sẽ không ngay trước mặt những người khác đem những này vật lấy ra. Tiêu Phàm cái này hỏi một chút, thực tế là phạm bọn hắn đại húy kỵ. Làm phiền Lưu Bát Gia mặt mũi, Vương Nhạn không tiện phát tác, bất quá sắc mặt tự nhiên cũng biến thành không phải đẹp như thế. Lưu Mặc từ tốn nói, Vương đại ca. Một hỏi ít hơn ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Lời này nghe vào không có gì đặc biệt, nhưng ý uy hiếp lại là cực kỳ minh bạch. Rất hiển nhiên, Vương Nhạn nếu là tại Tiêu một thiếu trước mặt trần chờ do dự, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lưu Bát Gia cũng không nguyện ý gây, thậm chí là không thể trêu vào người, ngươi Vương Nhạn một cái trộm mộ, tốt nhất đừng nếm thử đi đắc tội hắn. Vương Nhạn biến sắc, cùng vị kia dáng người đơn bạc mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh tùy tùng liếc nhau một cái. Lập tức trở nên có chút cường ngạnh, lãnh đạm nói, thật xin lỗi, Tiêu một ít, Lưu Bát Gia, đây là chúng ta nghề này quy củ, ta không thể hỏng quy củ của mình. Nói chính là vừa chắp tay, Vương Nhạn thái độ bỗng nhiên trở nên cường ngạnh, có chút ra ngoài ý định, càng ra ngoài ý định chính là, Lưu Bát Gia thế mà cũng là sắc mặt biến hóa, vẫn chưa thốt nhiên sắc giận, quát lớn Vương Nhạn, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm, cũng lộ ra một tia làm khó thần sắc. Tiêu Phàm liền cười, hướng Vương Nhạn nói. Vương đại ca, ngươi không nói cũng không quan hệ, ta cũng không có ác ý. Lại nói, chuyện này ngươi không làm chủ được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vương Nhạn đột nhiên đứng dậy, toàn thân khí thế đại thịnh. Hắn thân cao 1m9 trở lên, dáng người cực kỳ khôi ngô, đứng ở nơi đó, cơ hồ có hai cái Tiêu Phàm lớn như vậy, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn thẳng Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiêu một ít, ngươi đây là ý gì? Mực Hiên bầu không khí. Lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Lưu Mặc sầm mặt lại, nhẹ nhàng hừ một tiếng, hai mắt híp lại, tựa hồ hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ bỗng nhiên diễn biến thành cái dạng này. Vương Nhạn thốt nhiên sắc giận, tại Lưu Mặc trong mắt, chẳng đáng là gì. Đừng nhìn Vương Nhạn khôi ngô cao lớn, dũng lực hơn người, Lưu Bát Gia cũng là không thèm để ý chút nào. Giống Vương Nhạn dạng này, Lưu Bát Gia tiện tay liền có thể xử lý 2-3 cái. Lưu Bát Gia danh chấn kinh sư. Há có thể là chỉ là hư danh hạng người. Mấu chốt là Vương Nhạn đứng sau lưng vị kia, quá không dễ chọc, dù coi như cùng Tiêu Phàm tương đối, Lưu Mặc cũng không được khá lắm lựa chọn. Không phải, dựa vào Vương Nhạn dạng này một cái trộm mộ, làm sao có thể xuất hiện tại Mực Hiên bên trong, còn hưởng thụ nhất định khách quý đãi ngộ. Tiêu Phàm nhưng như cũng mỉm cười, đối khí thế hùng hổ Vương Nhạn, chính mắt cũng không nhìn một chút,
ánh mắt chậm rãi rơi vào vị kia gầy yếu đơn bạc tuổi trẻ tùy tùng trên mặt, lạnh nhạt nói, vị tiên sinh này họ gì đại danh, trang lâu như vậy, thật mệt mỏi a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vương Nhạn thân thể to lớn càng là nhẹ nhàng lắc một cái, song quyền nắm chặt, tự nhiên mà vậy liền ngăn ở gầy yếu thanh niên trước đó, căm tức nhìn Tiêu Phàm. Lưu Mặc khóe miệng lại cực nhanh hiện lên một vòng ý cười, sắc mặt ngược lại trở nên nhẹ nhõm mấy phân. Tiêu một thiếu chính là Tiêu một ít, cái này tướng người ánh mắt chi tinh chuẩn, xác thực khiến người không thể không bội phục. Tống Hoàn còn tưởng rằng hắn giả bộ nhiều giống đâu, ngược lại muốn xem, cái này không có việc gì liền thích trang bức Tống Hoàn, ứng đối như thế nào Tiêu Phàm. Vương Nhạn, lui ra. Sau một khắc, kia gầy yếu đơn bạc tuổi trẻ tùy tùng, liền chậm rãi rất thẳng người, trước kia kia khiêm tốn cẩn thận thần sắc, nhàn rỗi không gặp, thay vào đó chính là một sợi nhàn nhạt, như có như không ý cười, thần thái có chút bất cần đời. Vâng, cự hán Vương Nhạn đối vị này gầy yếu tùy tùng tựa hồ có chút tôn kính, nghe vậy khom người chào, liền là nhanh chân lui qua một bên, bày ra tùy tùng tư thế. Tống Hoàn hướng Tiêu Phàm ôm quyền chắp tay, lạnh nhạt nói, Tiêu một ít, ta gọi Tống Hoàn. Làm chúng ta nghề này, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, không thể không cẩn thận một chút, để một thiếu cùng bát ra chê cười. Chương 126, Thiên Nhãn Tống Tam Ca. Nói, Tống Hoàn tiến lên một bước, tại hoàng gỗ hoa lê ghế thái sư ngồi xuống, thân eo thẳng tắp, thần sắc nghiễm nhiên. Lưu bát ra đối Tống Hoàn động tác này, cũng không có sinh khí, tựa hồ tán đồng Tống Hoàn có cùng hắn ngồi đối diện nhau tư cách, chỉ là vừa cười vừa nói, Tống Tam Ca thật sự là thật có nhã hứng. Tống Hoàn tại trộm mộ giới cũng coi như phải là đại danh đỉnh đỉnh, người xưng Thiên Nhãn Tống Tam Ca. Tại trộm mộ cái nghề này bên trong, được người tôn xưng là Thiên Nhãn, nhưng thấy người này đào mộ bản sự. Tống Hoàn lại hướng Lưu Mặc vừa chắp tay, nói, bát gia, ta biết ta điểm này trò vặt không thể gạt được ngài Pháp Nhãn, nhiều năm như vậy, cảm tạ bát gia không có vạch trần, hoặc nhiều hoặc ít cho Tống Tam đầy đủ cái mặt mũi. Cảm ơn, trong nháy mắt, chính là một phương đại hào khí độ. Nghiễm nhiên cùng Lưu Bát Gia bình khởi bình tọa. Không dám, Lưu Mặc cũng chắp tay, từ tốn nói. Tống Hoàn ra vẻ Vương Nhạn tùy tùng, đến hắn biệt thự này bên trong tới qua không chỉ một lần, bình tĩnh mà xem xét, Lưu Mặc cũng không phải lần đầu tiên liền đem hắn nhận ra. Nhưng tương tự trò chơi chơi đến nhiều, luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm. Nhất là lặp đi lặp lại nhiều lần tại Lưu Bát Gia trước mặt giả ngu, thật làm Lưu Bát Gia là người chết a. Chỉ là Tống Hoàn mỗi lần tới, đều là quy củ. Làm xong giao dịch liền đi, không có bất kỳ cái gì dị động, Lưu Bát Gia cũng liền tùy vào hắn đi. Đã Tống Hoàn thích giả ngu, vậy liền để hắn đi sắp xếp gọn, có lẽ đây là người ta đặc thù yêu thích đâu. Lưu Bát Gia mình, cũng có đặc thù yêu tốt, không ngờ hôm nay lần thứ nhất đụng phải Tiêu Phàm, lập tức liền bị vạch trần. Điểm này, cũng làm cho Lưu Bát Gia trong đầu có chút cách ứng. Cái này tướng nhân ánh mắt, mình mấy chục năm lão giang hồ, sửng sốt so ra kém một vị trẻ tuổi con cháu thế gia. Tống tiên sinh, chuôi này quạt xếp có mấy phân kỳ lạ, nhìn cái này mặt quạt sơn thủy cùng đề thơ, đúng là xuất từ Đường Dần thủ bút. Nhưng kỳ quái là, Đường Dần tại sao phải đem mình tuyệt mệnh thơ để tại mặt quạt bên trên, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Mà lại có thể khẳng định, đây không phải xuất từ Đường Giải Nguyên trong hầm mộ đồ vật. Tiêu Phàm lại không để ý tới Tống Hoàn cùng Lưu Bát Gia ở giữa ngôn ngữ lời nói sắc bén, trực tiếp hỏi. Tống Hoàn trong đầu đã sớm có một cỗ khí chẳng phải thuận. Lưu Bát Gia đối Tiêu Phàm kính cẩn thận thái độ, để Tống Hoàn không vui lòng. Tống Tam cùng Lưu Tám trên bản chất cũng không phải là một loại người. Lưu Bát Gia là người làm ăn, mặc dù hắn làm ăn thủ đoạn chưa chắc như vậy chính quy hợp pháp, nhưng hắn thật sự là cái người làm ăn, hắn bây giờ ngàn tỷ gia tài, đều dựa vào làm đồ cổ chân bảo sinh ý kiếm được. Vì vậy Lưu Tám sâu rất rõ, cùng trên quan trường đại nhân vật bảo trì tốt đẹp quan hệ ra sao cùng trọng yếu. Tống Hoàn không giống. Thiên Nhãn Tống Tam Ca là không thể giả được người giang hồ, trộm mộ đại đầu mục. Cùng trên quan trường người, trời sinh liền không thích hợp. Nhất là đối với những cái kia ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời hào môn thế gia đại thiếu, càng là trái xem phải xem đều thấy ngứa mắt. Tống Hoàn nhưng không tin, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Tại Tống Tam xem ra, Lưu Tám phải cùng bọn hắn chính là kẻ giống nhau, một cái làm tặc, một cái thủ tiêu tang vật có thể so làm tặc cao thượng đi nơi nào. Hiện tại Lưu Tám đối Tiêu Phàm cung kính như thế có thừa, vừa rồi thậm chí trực tiếp uy hiếp Vương Nhạn, Tống Hoàn tự nhiên không cao hứng. Lưu Bát Gia đây là nói, vì lấy lòng thế gia đại thiếu, không tiếc dẫm giang hồ bằng hữu mặt. Tiêu tiên sinh, người có thể giám định, vậy liền giám định, không thể lời nói, vậy coi như.
Ngày hôm nay Lưu Bát gia nếu là chướng mắt chúng ta nhóm này hàng, cái kia cũng không quan hệ, chúng ta lúc này đi. Chỉ cần hàng tốt, không sợ tìm không thấy người mua. Tống Hoàn cười lạnh một tiếng, nói, yên lặng đứng tại Tiêu Phàm sau lưng Tân Lâm, lãnh diễm ánh mắt nhàn rỗi quét tới. Tiêu Phàm hàm dưỡng tốt, không cùng Tống Tam chấp nhặt. Tân thiếu chủ độ lượng nhưng không sánh được Tiêu Chân Nhân. Ai tại Tiêu Phàm trước mặt loạn mạo xương lớn cánh tỏi, Tân Lâm liền sẽ nhịn không được ngứa tay. Tân Lâm một mực tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, đối với hết thảy mạo xương lớn cánh tỏi ra hỏa, biện pháp tốt nhất chính là đánh cho đến bọn hắn thanh tỉnh mới thôi. Tân Lâm không ngại vì thế phí thêm chút công sức, Lưu Mặc sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Tống Tam, cùng ta trở mặt, ngươi có tư cách này sao? Ngươi làm được cái này chủ. Tống Hoàn không sợ hãi chút nào, cũng là cười lạnh, nói, Lưu Bát gia, trên thế giới này, không có ai địa cầu đều giống nhau chuyển. Ngài Lưu Bát gia là không tầm thường, ta không thể trêu vào lẫn mất lên, không hầu hạ được không? Nói, Tống Hoàn đột nhiên đứng dậy, vị này Tống Tam ca, nhìn qua dáng người đơn bạc, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, họ cách lại là như thế táo bạo, nói trở mặt liền trở mặt, ngược lại là điển hình nhất giang hồ hào kiệt diễn xuất. Lưu Mặc vững vàng ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, Tống Tam, không có đồng ý của ta, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đi ra biệt thự này sao? Ha ha, Lưu Bát gia, ta biết ngươi lợi hại, biệt thự này bên trong cơ quan không ít. Bất quá, Tống Tam ta còn thực sự muốn thử xem. Vương Nhạn cũng là trợn mắt nhìn, ngươi có thể đem lão tử giết, nhưng muốn lão tử dập đầu chịu thua, không có cửa đâu. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài, nói Tống tiên sinh, ngươi thật hiểu lầm. Ta cũng không có muốn dò xét nghe các ngươi cơ mật ý tứ. Các ngươi không nói, ta cũng có thể suy tính được đi ra, nhóm này vật, là tới từ núi xanh bớt bên kia. Cụ thể phương vị, ta liền không nói. Ta muốn hỏi rõ ràng, kỳ thật cũng là vì chính ngươi tốt. Tống Hoàn nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở to, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, lạnh lùng hỏi, Tiêu tiên sinh, ngươi là làm sao biết? Bất kỳ một cái nào tặc, đối hành tung của mình đều là cực kỳ để ý. Thật giống như trộm vương chi vương ra cát ánh huy, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bởi vì, ra cát ánh huy phát hiện hành tung của mình, tại Tiêu Phàm trong mắt không có chút nào bí mật có thể nói. Đây mới là uy hiếp lớn nhất, Tống Hoàn cũng là tặc, bất quá ra cát ánh huy trộm người sống đồ vật, Tống Hoàn trộm là người chết đồ vật. Tiêu Phàm cẩn thận chu đáo lấy Tống Hoàn tướng mạo, chậm rãi nói, Tống tiên sinh, người tùy thân đeo kia vật, tốt nhất là lấy xuống. Mặc dù kia là cái thứ tốt, được cho là bảo vật vô giá, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là độc nhất độc dược. Ngươi tiếp tục mang xuống dưới, bệnh của ngươi, sẽ so hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Dưới mắt, ngươi vẫn chỉ là toàn thân rét run, thỉnh thoảng bốc lên đổ mồ hôi, trước mắt hoa mắt, ngày mưa dầm khí toàn thân đau nhức. Không bao lâu, cùng âm hàn chi lực xâm nhập ngươi kỳ kinh bát mạch, ngươi khả năng liền dậy không nổi. Tống Hoàn sắc mặt, bỗng nhiên trở nên xanh xám, hung tợn chừng ở Tiêu Phàm. Vương Nhạn cùng một tên khác tùy tùng, thì há to miệng không khép lại được tới. Bọn hắn đương nhiên biết, Tống Hoàn có tật xấu này, đây là Tống Hoàn bí mật lớn nhất. Khác còn thì thôi, con mắt luôn luôn hoa mắt, lại là Tống Hoàn tuyệt đối khó mà chịu được. Tống Hoàn là ai? Là thiên nhãn Tống Tam ca. Tống Hoàn sở dĩ trên giang hồ có như vậy đại thanh danh, tại bọn hắn cái kia đội bên trong có địa vị cực cao, không phải là bởi vì hắn thân thủ nhanh nhẹn võ nghệ cao cường. Mà là bởi vì hắn có một đôi thiên nhãn. Hiện tại, thiên nhãn Tống Tam ca đều nhanh thấy không rõ đồ vật. Không có thiên nhãn Tống Hoàn, còn tính là gì? Chẳng phải là cái gì? Nhưng mà, bọn hắn có thể khẳng định, hôm nay bọn hắn là lần đầu cùng Tiêu Phàm gặp mặt, trước đó, tuyệt đối không có chạm qua mặt. Tiêu Phàm có thể nào mới mở miệng liền nói bên trong Tống Hoàn yếu hại? Ngươi đến cùng là ai? Tống Hoàn cắn răng, từng chữ từ miệng bên trong lóe ra tới. Lưu Mặc trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Trước đây, hắn chỉ biết Tiêu Phàm là lão Tiêu gia đích hệ tử đệ, biết Tiêu Phàm đối đồ cổ giám định rất tinh thông, cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm hay là cái thần y, hoặc là nói, là cái đại tướng sư. Lấy Lưu Mặc ánh mắt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Tống Hoàn có bệnh. Tống Hoàn lại thích giả ngu, cũng không cần thiết thanh mình giả dạng làm một cái ma bệnh. Đối với một vị giang hồ đại ca mà nói, giả dạng làm ma bệnh không có bất kỳ cái gì tích cực ý nghĩa. Bất quá, Lưu Mặc tuyệt đối không có cách nào liếc mắt liền nhìn ra Tống Hoàn chứng bệnh chỗ, đồng thời Tống Hoàn cái bệnh này, tựa hồ còn cùng hắn tùy thân đeo cái nào đó đồ trang sức có quan hệ. Tống Hoàn là cái trộm mộ, có thể suy ra chính là, hắn tùy thân đeo đồ trang sức,
hơn phân nửa cũng là từ trong huyệt mộ lấy ra, người chết đồ vật. Mắt thấy sự tình đã diễn biến thành Tiêu Phàm cùng Tống Hoàn ở giữa giao phong, Lưu Mặc cũng là không vội mà nhúng tay. Chân chính đại nhân vật, cùng người bình thường khác nhau ngay tại ở, có thể tốt hơn khống chế tâm tình của mình. Liên vừa rồi, Lưu Mặc nguyên vốn đã quyết định phải thật tốt giáo huấn một chút Tống Hoàn, cho hắn biết, Lưu Bát Gia không phải có thể tùy tiện đắc tội. Thoáng qua ở giữa, Lưu Mặc liền đè xuống lửa giận của mình, bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt. Một cái tổng là ưa thích xúc động người, làm sao khi lão đại. Tân Lâm lãnh đạm nói, Tống Hoàn, ta nếu là ngươi, ta trước hết quan tâm bệnh của mình. Tống Hoàn không khỏi sững sờ. Có vẻ như Tân Lâm lời nói này phải mặc dù ngay thẳng một chút, không có cho hắn Tống Tam Ca lưu nửa chút mặt mũi, lại nói đến rất hợp lý. Tiêu Phàm là ai, dưới mắt cũng không phải là vấn đề trọng yếu nhất. Chỉ cần Tiêu Phàm có thể cho hắn thanh trị hết bệnh, kiệt Tiêu Phàm chính là hắn Tống Hoàn ân nhân. Tống tiên sinh, mời ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Phàm vẫn như cũ nho nhã ôn hòa, không chậm không nhanh. Tống Hoàn hơi chần chờ, liền là một lần nữa tại hoàng gỗ hoa lê trong ghế ngồi xuống, không quá đổi hướng Tiêu Phàm ánh mắt, vẫn đầy cõi lòng cảnh giác chi ý. Làm hành tẩu tại hắc ám thế giới giang hồ nhân sĩ, Tống Hoàn thời thời khắc khắc đều duy trì cao độ cảnh giác. Cái này đã trở thành hắn bản năng. Không có loại bản năng này, Tống Hoàn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Tống tiên sinh, không ngại, mời người thanh tùy thân đeo như thế đồ vật lấy xuống cho ta xem một chút. Tiêu Phàm mắt nhìn Tống Hoàn, nhẹ nói, ánh mắt rơi vào Tống Hoàn cái cổ bộ vị. Tống Hoàn lần này không tiếp tục do dự, đầu có chút một thấp, từ trên cổ lấy khối tiếp theo dùng dây đỏ buộc lên bạch ngọc đồ trang sức, thoảng qua ngừng dừng một chút, lúc này mới đưa cho Tiêu Phàm. Cái này bạch ngọc đồ trang sức ước chừng 5 công phân lớn nhỏ, từ tạo hình bên trên nhìn, là trường mệnh phú quý khóa, nguyên liệu là thượng giai hòa điền dương chi bạch ngọc, chạm trổ tinh xảo, vào tay dịu dàng, ẩn ẩn có một tia huyết sắc tại trường mệnh khóa trung du động, tựa như vật sống. Lưu Mặc con mắt liền híp mắt một chút, dựa vào đồ cổ mọi người trực giác, Lưu Bát Gia liền có thể cảm giác được mảnh này trường mệnh phú quý khóa không hề tầm thường. Là cái thứ tốt, nhất là kia một sợi huyết sắc, không giống như là ngọc thạch tiên thiên hình thành, mà là về sau phát sinh dị biến. Phát sinh qua loại này dị biến ngọc thạch trang sức, càng nó chân quý. Chương 127, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tiêu Phàm tiếp nhận trường mệnh phú quý khóa, vẫn chưa như bình thường đồ cổ dám thưởng như thế, cẩn thận đối quang nghiệm nhìn, chỉ là đơn giản dò xét thêm vài lần trường mệnh phú quý khóa tạo hình, sau đó hai tay nắm ngọc khóa, ngón tay cái tại ngọc khóa lại chậm rãi đẩy qua, cùng Lưu Mặc vừa rồi kiểm nghiệm bát quái gương đồng dạng thủ pháp. Nhiều lần đẩy qua hai lần về sau, Tiêu Phàm đem ngọc khóa thuận tay đưa cho một bên Lưu Bát Gia, thấp giọng nói, Lưu Tổng, ngươi nghiệm một chút nhìn. Ha ha, có một ít tại, ta liền không cần múa búa trước cửa lỗ ban. Miệng bên trong là nói như vậy, Lưu Mặc lại không chút do dự đưa tay đem ngọc khóa tiếp tới, cẩn thận nghiệm nhìn, lại lấy ngón tay cái nhiều lần tại ngọc khóa mặt ngoài vuốt ve thật lâu, song mi có chút nhào lên, không nói một lời, lại đem ngọc khóa đưa trả cho Tiêu Phàm. Thấy hai người bọn họ chỉnh trọng như vậy, Tống Hoàn cũng có chút không vững tâm, hỏi, Bát Gia, ngươi là người trong nghề, ta cái này ngọc khóa, có vấn đề gì sao? Hắn vừa rồi mặc dù kém chút cùng Lưu Bát Gia sống mái với nhau, nhưng đối Lưu Mặc tại đồ cổ giám thưởng bên trên bản lĩnh, hay là không nghi ngờ. Người ta chính là có khả năng kia, không lấy hắn Tống Hoàn chủ quan ý nguyện mà thay đổi. Lưu Mặc cười cười, nói Tống Tam Ca, ngươi hỏi lầm người, chân chính người trong nghề không phải ta, là một thiếu. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Mặc thần sắc đặc biệt tự nhiên, giống như hắn là phát tại nội tâm, nhưng ở Tống Tam Vương Nhạn bọn người nghe tới, Lưu Bát Gia tự nhiên là tại khiêm tốn, cho vị này cái gì Tiêu một thiếu một cái mặt mũi. Bọn hắn những này tinh minh thương nhân, đều là cái dạng này, lợi ích vĩnh viễn so mặt mũi trọng yếu. Tân Lâm nhẹ nhàng nhếch miệng, cái này Lưu Tám cũng đủ khéo đưa đẩy, rõ ràng hắn nhìn không ra ngọc khóa bên trong bí mật, lại lấy loại này khiêm tốn phương thức biểu đạt ra đến, đã bảo trụ mặt mũi của mình, lại nâng Tiêu Phàm một chút, nhất cử lưỡng tiện. Xem ra Lưu Mặc có thể có hôm nay dạng này địa vị, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn tinh thông đồ cổ giám thưởng. Tinh thông đồ cổ giám thưởng người trong nghề không chỉ Lưu Tám một người, lại duy chỉ có hắn có thể thu được khổng lồ như thế thành tựu, kinh thương thiên phú mới là hắn thành công mấu chốt. Tống Hoàn khóe miệng giật một cái, đảo mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, đôi môi đóng chặt. Rất hiển nhiên, Tống Hoàn đối Tiêu Phàm không phục, ở xa Lưu Mặc phía trên, vô luận như thế nào, cũng không chịu mở miệng trước hỏi thăm. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Lưu Mặc ở giữa có sinh ý bên trên vãng lai, Lưu Mặc cũng coi là người giang hồ.
cùng Tiêu Phàm loại này thế gia đại thiếu có bản chất khác nhau. Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, trong tay vuốt vuốt ngọc khóa, nhẹ nói, Tống tiên sinh, cái này ngọc khóa cũng là tại núi xanh kia tòa cổ mộ bên trong khám phá ra a. Đeo tại mộ chủ trên ngực, Tống Hoàn từ tốn nói, trường mệnh khóa không đeo tại ngực, còn có thể đeo tại cái gì bộ vị. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, xem ra cái này ngọc khóa đào được thời gian vẫn chưa tới một tháng, Tống tiên sinh coi như tương đối may mắn. Nếu như nhiều đeo một tháng, có lẽ Tống tiên sinh hôm nay liền không thể đến nơi đây. Uy, Tiêu tiên sinh, người rốt cuộc là ý gì a? Có chuyện nói thẳng, ta không quen cùng người quanh co lòng vòng nói chuyện. Tống Hoàn song mi dương lên, có chút không kiên nhẫn nói. Ha ha, Tống tiên sinh quả nhiên là cái gấp họ Tử. Tống tiên sinh, nói như vậy, cái này ngọc khóa chủ nhân, khi còn sống là vị đại năng chi sĩ, thể bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Sau khi chết đem cái này ngọc khóa đeo ở trên người, ngọc có thể thông linh, cái này ngọc khóa hấp thu chủ nhân linh khí, đã coi như là một kiện cách sống khí. Vốn là cực đồ tốt, nếu như là người thích hợp đeo cái này mai ngọc khóa, có thể dần dần hấp thu ngọc khóa bên trong linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, có lợi ích to lớn. Nhưng Tống tiên sinh không thích hợp, Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này liền kỳ quái, ta vì cái gì không thích hợp đeo cái này ngọc khóa, chẳng lẽ chỉ có Tiêu tiên sinh mới thích hợp sao? Tống Hoàn không khách khí chút nào hỏi ngược lại, ta đương nhiên cũng là người thích hợp, trừ ta ra, còn có không ít người cũng phù hợp đeo kiện pháp khí này. Bất quá Tống tiên sinh xác thực không thích hợp, người xử lý nghề nghiệp, vốn là cùng âm linh liên hệ, thể nội ngưng tụ quá nhiều âm sát khí. Nếu như không nghĩ cách hóa giải, trường kỳ dĩ vãng, thân thể nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nhất là một chút tinh thông phong thủy thuật pháp thuật sư cho mình tạo mộ, càng là bày ra phong thủy tuyệt sát chi trận, bất kỳ cái gì kẻ xông vào, đều lại nhận tuyệt sát trận ảnh hưởng. Tống tiên sinh xử lý cái nghề này thời gian không ngắn, ta nhìn gương mặt ngươi, thể nội ngưng tụ âm sát khí quả thực không ít. Cái này mai ngọc khóa cũng là tử linh đeo đồ vật, cố nhiên ẩn chứa mộ chủ thể bên trong linh khí, nhưng càng nhiều hơn là âm sát khí. Tống tiên sinh thành cái này ngọc khóa tùy thân đeo, lại không hiểu được dẫn đạo chi pháp, mộ chủ linh khí ngươi hút không thu được một phân, âm sát khí đều không trở ngại chút nào tiến vào thân thể của ngươi, kia là tổn thương càng thêm tổn thương. Tống tiên sinh cẩn thận hồi ức một chút một tháng qua, thân thể ngươi biến hóa, liền có thể minh bạch. Tống Hoàn sắc mặt tái nhợt biến thành xám xanh chi sắc, mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà hạ. Hắn là người trong cuộc, tự nhiên minh bạch, Tiêu Phàm nói câu câu là thực, từ khi hắn đeo cái này mai trường mệnh khóa về sau, trên thân âm hàn chứng bệnh nói ích tăng thêm, nếu không phải hắn có cực kỳ cao minh võ thuật bản lĩnh, nội công thâm hậu, chỉ sợ sớm đã như là Tiêu Phàm lời nói, dài bệnh không dậy nổi. Tiêu tiên sinh, có quan hệ âm sát khí cùng thiên địa linh khí sự tình, ta cũng biết một chút. Liền không có ai là người giải thích như vậy, ta không thích hợp đeo cái này ngọc khóa, kia những người khác đeo, âm sát khí liền không đả thương được hắn. Ta nhìn không có đạo lý này, Tống Hoàn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vẫn mạnh miệng, không chịu thua. Ngươi hiểu được làm sao hấp thu thiên địa linh khí a? Ngươi lại hiểu được làm sao hóa giải âm sát khí a? Ra vẻ hiểu biết, Tiêu Phàm chưa mở miệng, Tân Lâm đã không khách khí chút nào đem Tống Hoàn dạy dỗ một trận. Tống Hoàn lập tức lại mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Tân Lâm. Nếu như Tân Lâm không phải nữ hài tử, chỉ sợ Tống Hoàn lại sắp nhịn không được cùng nàng đối bóp. Tân Lâm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn. Loại người này, rõ ràng đã bệnh phải muốn chết muốn sống, còn ở lại chỗ này gượng chống, ngược lại con lừa không ngã đỡ, đến chết vẫn sĩ diện. Tiêu Phàm cười cười, nói Tống tiên sinh, nhìn ra được, người luyện qua võ thuật, mà lại nội công rất không tệ. Nhưng thiên địa linh khí cùng âm sát khí, không thuộc về võ thuật phạm trù, thuộc về phong thủy thuật pháp phạm trù. Khác nghề như cách núi, vật này, xác thực không thể xính cường. Tống tiên sinh, không ngại, ta cho ngươi tay cầm mạch. Tống Hoàn cũng không đưa tay, lại hỏi ngược lại, Tiêu tiên sinh là lang trung. Tân Lâm không kiên nhẫn, nói ta nếu là ngươi, mới lười nhác quản hắn nhàn sự. Chính hắn muốn tìm đường chết, để hắn đi chết tốt. Câu nói này, lại là đối Tiêu Phàm nói. Tân Lâm thực tế đối Tiêu Phàm loại này làm người tốt như cách làm có chút không ưa. Cái này Tống Hoàn lại không phải người tốt lành gì, chính hắn vội vã hướng tử lộ bên trên chạy, còn hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, ai kiên nhẫn quản sống chết của hắn. Thiên hạ nhiều như vậy xuẩn tài, Tiêu chân nhân đều có thể quản được tới. Tống Hoàn mới vừa cùng chậm một điểm sắc mặt lập tức lại trở nên xanh xám. Vương Nhạn tức giận nói, uy, làm sao nói đâu.
Tân Lâm chính mắt cũng không nhìn hắn một chút. Tiêu Phàm cười cười, nói ta cũng không chỉ là muốn cho Tống tiên sinh chữa bệnh, ta chủ yếu là muốn cùng Tống tiên sinh làm cái giao dịch. Giao dịch, giao dịch gì? Ta cho Tống tiên sinh loại trừ thể nội âm sát khí, cái này Mai Ngọc Khóa liền làm thù lao. Tống Hoàn khẽ giật mình, lập tức cười ha hả, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, nói Tiêu tiên sinh, ta minh bạch. Người biên như thế một đống lớn nói dối, nguyên lai chính là muốn đánh ta cái này Ngọc Khóa chủ ý. Tay không bộ Bạch Lang a, người đem ta Tống Hoàn khi làm cái gì người? Ngớ ngẩn a, Vương Nhạn cùng một tên khác tùy tùng cũng cười ha hả. Lưu Mặc khóe miệng cũng hiện lên một vòng ý cười. Tiêu một thiếu đây cũng quá trung thực đi, nào có bộ dạng này cùng người nói giao dịch, người so ngớ ngẩn còn ngu. Tân Lâm cười lạnh một tiếng, nói, đủ, Tống Hoàn giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, còn không chờ hắn bão nổi, bỗng nhiên bóng người trước mắt lóe lên, Tân Lâm nhàn rỗi liền đến trước mặt của hắn, bấm tay như câu, thẳng đến hai mắt của hắn. Tống Hoàn phản ứng cũng là cực nhanh, một tiếng gầm thét, thi triển cầm nã chi thuật, trở tay chụp vào Tân Lâm thủ đoạn. Đồng thời thân thể hướng bên cạnh chấp nhoáng, muốn tránh đi sắc bén. Tân Lâm nói đánh là đánh, thực tế tới quá nhanh, Tống Hoàn một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ nghe ba một tiếng, Tân Lâm chụp vào hắn hai mắt tay phải đột nhiên nửa đường chuyển hướng, trùng điệp đánh vào Tống Hoàn cánh tay phải bên trên, Tống Hoàn cả cánh tay bỗng nhiên liền trở nên chịu nặng, tê liệt. Còn không có phải Tống Hoàn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mí mắt đau đớn một hồi, Tân Lâm ngón giữa và ngón trỏ đã đặt tại cặp mắt của hắn phía trên. Liền ngươi tên ngu ngốc như vậy, cũng đáng được cùng ngươi tay không bộ Bạch Lang. Ngươi có tư cách này sao? Ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn dám tự xưng thiên nhãn, cái này hai tròng mắt không cần cũng được. Tân Lâm một chiêu chế trụ Tống Hoàn, lạnh lùng quát. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lưu Mặc cũng biết Tân Lâm là một cùng một đại cao thủ, nhưng thiên nhãn Tống Tam Ca cũng xác thực không phải chỉ là hư danh hạng người, không ngờ tại Tân Lâm thủ hạ, một hiệp đều chống đỡ không được. Cố nhiên bởi vì Tân Lâm không tuyên mà chiến, đánh Tống Hoàn trở tay không kịp, Tống Hoàn lại có bệnh mang theo, cũng là bất lợi nhân tố. Nhưng một chiêu bị chế, hay là hoàn toàn ra khỏi Lưu Mặc ngoài ý liệu. Tiêu một thiếu vị này nha hoàn, không khỏi cường đại đến quá không hợp thói thường. Lưu Bát Gia tự nghĩ, cùng Tống Hoàn đổi chỗ mà xử, mặc dù không đến mức bị bại chật vật như thế, nhưng muốn chiến thắng, hy vọng nhưng cũng cực kỳ xa vời. Nha hoàn đã như thế cao minh, Tiêu một thiếu bản nhân càng không biết lợi hại tới trình độ nào. Đương nhiên, lấy Tiêu Phàm xuất thân lai lịch, cục cảnh vệ cho Tiêu gia đích trưởng tôn phối một vị đại nội cao thủ làm cận vệ, cũng rất có thể. Có lẽ Tiêu Phàm chính mình là cái văn nhược tú tài, tay trói gà không chặt. Già nhi, Tiêu Phàm vừa tức giận vừa buồn cười. Tân Lâm Hòa nói bên trong tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lại ngẫu nhiên cũng sẽ đùa giỡn một chút tiểu cô nương ra họ Tử. Tốt dưới tay có chừng mực, sẽ không thật đem Tống Hoàn một đôi mắt châu phế. Tân Lâm hừ một tiếng, tinh xảo ngón tay trắng nõn, thu hồi lại, thối lui đến Tiêu Phàm sau lưng. Tống Hoàn hai mắt kịch liệt đau nhức, một hồi lâu mới bớt đau đến, lại ngăn không được nước mắt chảy dài. Đường đường thiên nhãn Tống Tam Ca, kẻ trộm mộ bên trong thanh danh hiển hách đại đầu lĩnh, bị người ta một cái thiếp thân nha hoàn đánh cho nước mắt giao lưu. Hôm nay mặt mũi này, coi là thật ném đại phát. Chương 128, Dương Minh tiên sinh. Tống tiên sinh, ta biết ngươi không tin ta. Mà lại cái này Ngọc Khóa cũng không phải toàn bộ, dạng này trang sức, hẳn là trọn vẹn, ít nhất còn hẳn là có hai loại. Ta chỗ này có dạng đồ vật, ngươi mang về, chờ ngươi nghĩ kỹ, liên hệ Lưu Tổng. Thứ gì? Tống Hoàn hai mắt đỏ bừng, hỏi. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. Tân Lâm vừa ra tay, quả thực đem đoàn người đều chấn trụ. Trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tống Tam Ca, ngay cả người ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Xuất thủ còn không phải Tiêu một thiếu bản nhân. Chỉ là bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ xinh đẹp kiều tiểu cô nương mà thôi. Bất quá đoàn người không còn có nghĩ đến, Tiêu Phàm lấy ra, vậy mà là một tấm bùa chú. Một chương thô ráp giấy vàng phía trên, dùng đỏ tươi chu sa họa một cái kỳ quái đồ án. Loại bùa chú này, ở đây mỗi người đều quen thuộc vô so. Đều là làm đồ cổ, Tống Hoàn mấy vị càng là trộm mộ, thường xuyên sẽ tại một chút trong cổ mộ nhìn thấy cùng loại đồ án. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính chú ý qua những vật này. Trộm mộ mặc dù không phải cái quang minh chính đại nghề nghiệp, truyền thừa lại phi thường xa xưa, lão tổ tông có trọn vẹn quy tắc lưu truyền tới nay, bất quá càng về sau những quy tắc này bị tuân thủ phải càng ít, rất nhiều đều chỉ là đồ cụ hình thức thôi. Hiện đại kẻ trộm mộ, cũng càng ngày càng nhanh công cận lợi. Khoa học tự nhiên hưng thịnh,
để bọn hắn càng nhiều đem trộm mộ cái nghề này xem như phát tài làm giàu con đường, đối với lão tổ tông lời nói những cái kia cấm kỵ, khịt mũi coi thường. Bất quá là phong kiến mê tín thôi, cổ đại khoa học kỹ thuật không phát đạt, phong kiến mê tín đồ vật quá nhiều, rất nhiều cái gọi là quy củ, thuần túy chính là mình dọa chính mình. Tống Hoàn mặc dù không là hoàn toàn không tin lão tổ tông lưu lại đồ vật, nhưng tin phải cũng không phải quá nhiều. Nhất là hắn không có bệnh thời điểm, càng là cơ bản không tin. Làm một tên võ thuật cao thủ, Tống Hoàn tuổi không lớn lắm, lại tại trộm mộ cái này nghề bên trong cấp tốc ra mặt, bằng chính là mình thực lực. Cái này khiến Tống Hoàn đặc biệt tự tin, bất quá bây giờ, hắn hay là tiếp nhận tờ phù lục này. Hai tay tiếp nhận đi, giang hồ chính là như thế hiện thực, hắn ngay cả người ta một cái thiếp thân nha hoàn đều đánh không lại, vậy thì nhất định phải cúi đầu. Thế giới này chính là như vậy, thực lực tuyệt đối quyết định tuyệt đối quyền lên tiếng. Nhưng mà Tống Hoàn xác thực nhìn không ra, tờ phù lục này có tác dụng gì. Vương Nhạn, đồ vật thu lại, chúng ta đi. Vừa tiếp xúc với qua phù lục, Tống Hoàn cũng không có tiếp tục chờ đợi tâm tư. Quá không có mặt mũi. Vương Nhạn đáp ứng một tiếng, cùng một tên khác tùy tùng cùng một chỗ, tay chân lưu loát đem lấy ra từng kiện đồ cổ thu hồi vali mật mã cùng tay hãm bao. Bát gia, không có ý tứ, hôm nay huynh đệ tại ngài nơi này xấu mặt. Về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Tống Hoàn hướng Lưu Mặc vừa chắp tay, cũng không để ý tới Tiêu Phàm cùng Tân Lâm, xoay người rời đi. Lưu Mặc cũng không giữ lại, hiển nhiên một nhóm ba người tại thư ký dẫn dắt dưới rời đi Mực Hiên, Lưu Mặc lúc này mới chuyển hướng Tiêu Phàm, nói, một thiếu. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Lưu Tổng, không có ảnh hưởng ngươi làm ăn à. Lưu Mặc cười lắc đầu, nói, sinh ý không sinh ý, liền không nói. Lúc này bọn hắn mang tới, trừ chuôi này quạt xếp, cũng không có cái gì tinh phẩm. Chuôi này quạt xếp, quả thật có chút ý tứ. Từ họa phong đến xem, đúng là đường bá hổ bút tích thực, chính là tình hình tương đối quỷ dị. Ta cũng nghĩ như vậy, có thể làm cho đường dần tại trước khi chết vẽ tranh, còn đem tuyệt mệnh thơ để đi lên, cái này cây quạt chủ nhân, khẳng định là cái nhân vật không tầm thường, lại vẫn cứ là vô danh chi mộ. Mà lại, một thiếu suy đoán, cái này mộ là tại núi xanh, không phải Ngô Trung. Cái này liền càng thêm kỳ lạ, một nói ít. Kia trường mệnh khóa lại mang theo mộ chủ khi còn sống linh khí, chiếu nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới một người. Lưu Tổng nhớ tới ai rồi? Tiêu Phàm mỉm cười hỏi lại. Vương Thủ Nhân, Dương Minh tiên sinh, Tiêu Phàm liền cười. Vương Dương Minh là đại minh nổi tiếng đại nho, triết học gia, chuyên gia giáo dục, nhà quân sự, văn học gia. Lục Phương Tâm học chi góp lại người. Tinh thông nho thả nói ba nhà, mà lại là khí công đại sư, có lẽ còn là võ học cao thủ. Vương Thủ Nhân toàn tập ghi chép, Minh Vũ Tông chính đức 14 năm, Ninh Vương Chu Thần hào phản, Vương Dương Minh Phụng chỉ xuất quân thảo nghịch, ban đêm trong quân đội luyện khí, ầm ĩ thét dài, một quân phải sợ hãi. Lưu Mặc lập tức nói, về thời gian tựa hồ cũng có thể đối được hào. Vương Thủ Nhân tốt tại Gia Tĩnh 7 năm, cũng chính là công nguyên 1 năm 18 năm, Đường Dần tốt tại Gia Tĩnh 2 năm, công nguyên 1 năm 24 năm. Từ chính đức 16 năm đến Gia Tĩnh 6 năm. Vương Thủ Nhân ở quê hương xây thư viện, chỉnh sửa dạy và học lục. Trong lúc này, hắn có lẽ khả năng đi qua Ngô Trung, cùng Đường Dần gặp qua mặt. Mặc dù không thấy ở xử năm, nhưng cũng không phải là không có một điểm khả năng họ. Lấy hắn đại nho đương thời thân phận, mời Đường Dần cho hắn hỏa cái mặt quạt, hẳn là có mặt mũi này. Chỉ là, Lưu Mặc nói, lại trầm ngâm, tựa hồ có chuyện gì khó mà tác giải. Không hổ là thủ đô giới cổ vật số một đại hào cấp nhân vật. Lưu Bát Gia đối danh nhân trong lịch sử tình huống, hiểu nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Dương Minh tiên sinh mộ không tại núi xanh. Mà lại là nơi đó trọng điểm bảo hộ đơn vị, Tống Hoàn bọn hắn không đến mức điên cuồng như vậy, đi trộm trọng điểm bảo hộ cổ mộ. Đúng, mà lại một thiếu suy đoán bọn hắn là tại núi xanh cướp mộ, Dương Minh tiên sinh đúng là tốt tại núi xanh cảnh nội, nhưng mộ địa không tại núi xanh. Từ vừa rồi Tống Hoàn chấn nộ tình hình đến xem. Tiêu Phàm suy đoán bọn hắn tại núi xanh trộm mộ, hẳn là cực kỳ tinh chuẩn. Nếu không Tống Hoàn phản ứng không đến mức kịch liệt như vậy. Tiêu Phàm cười cười, nói, Lưu Tổng, Dương Minh tiên sinh là tinh thông ba nhà, là khí công đại sư. Ngươi không cảm thấy hắn số tuổi thọ quá thấp sao? Như thế, mới năm mười mấy tuổi không đến 60 tuổi. Mặc dù người cổ đại tuổi thọ phổ biến không dài, nhưng làm tinh thông khí công võ thuật cao thủ đến nói, cái này số tuổi thọ xác thực không cao. Một thiếu nói là, Lưu Mặc ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng lóng lánh, tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ thú vị khả năng. Tiêu Phàm cười mà không nói, lịch sử chân tướng đến cùng như thế nào,
hậu nhân cũng chỉ có thể bằng suy đoán. Chưa chắc sử thư ghi lại liền nhất định chân thực có thể tin. Tại hiện tại loại này khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt thời đại, một người muốn giả chết đều không phải cỡ nào phiền phức, chớ đừng nói chi là cổ đại. Minh triều đại quan mộ huyệt, hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì mộ chí ghi chép, không phải cũng rất kỳ quái sao. Cái này muốn thật sự là Dương Minh tiên sinh di vật, kia liền có chút ý tứ. Lưu Mặc cũng cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Bất quá dù coi như là Dương Minh tiên sinh di vật, tựa hồ cũng cùng Lưu Bát Gia quan hệ không lớn, Tiêu Một Thiếu nói rõ có hứng thú. Lưu Bát Gia sẽ không theo Tiêu Một ít đi cướp, coi như cướp được tay, cũng chưa chắc có thể sử dụng. Đối với loại này rõ ràng mang theo đạo giáo truyền thừa sắc thái âm khí, Lưu Bát Gia hiểu rõ, chưa chắc liền so Tống Hoàn càng nhiều. Chính như Tiêu Phàm lời nói, loại vật này, người biết lấy ra là cái bảo, không người biết cầm đi dùng, chính là độc nhất độc dược, bùa đòi mạng. Lưu Tổng, hôm nay quấy rầy, không có ý tứ. Tiêu Phàm tựa hồ không nguyện ý liền cái đề tài này nói chuyện nhiều, đứng dậy, chắp tay từ biệt. Lưu Mặc liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, vừa cười vừa nói, Một Thiếu quá khách khí, Một Thiếu là ta chỗ này khách nhân tôn quý nhất, ta Lưu Mặc mời cũng không mời được đâu. Khách khí tự mình đem Tiêu Phàm đưa tới cửa, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Tân Lâm bên trên bộ kia không chút nào thu hút nửa mới không cố đô sinh xe nhỏ. Tân Lâm nổ máy xe, lạnh lùng nói, Lưu Bát Gia cũng chưa chắc là người tốt lành gì. Tiêu Phàm cười cười, nói, hắn là người làm ăn, muốn cân nhắc phương diện tương đối nhiều. Cái này cũng không trách hắn, hai bên hắn đều không muốn đắc tội. Không đắc tội, tối thiểu đề tỉnh một câu a. Tống Hoàn đứng sau lưng người kia, cũng không dễ chọc. Không sao, chúng ta cũng không phải nghĩ chọc giận nàng, chính là làm cái giao dịch thôi. Tân Lâm gật gật đầu, đem xe lái ra Thiên Nguyên cư xá. Tống Hoàn nghẹn đầy bụng tức giận, ngồi trên xe, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, Vương Nhạn tự mình lái xe, câm như hến, sợ một câu nói sai, dẫn tới Tống Tam Ca lôi đình giận phát. Tống Tam Ca tính tình vốn cũng không bình thản, nhất là nhiễm bệnh về sau, càng thêm táo bạo, các huynh đệ không ít chịu hắn răn dạy. Bất quá tương đối mà nói, Tống Tam Ca so đại đương gia phải tốt hơn nhiều. Đại đương gia đối các huynh đệ bảo vệ là chân ái hộ, sinh khí thời điểm, cũng là thật sinh khí. Liền không có một cái huynh đệ không sợ. Vương Nhạn mở chính là một đài phổ thông xe van, thậm chí so Tân Lâm mở bộ kia xe còn muốn cũ, đương nhiên tuyệt không phá. Quá tốt xe sẽ hấp dẫn con mắt người khác, quá phá xe đồng dạng rất làm cho người chú mục. Không hiển sơn không lộ thủy, mới là điệu thấp phương đạo. Nhưng hiển núi thành nước, hạt xương thành núi, kia lại qua, nhất định phải nắm chắc một cái độ. Tống Hoàn ngược lại là không có hướng Vương Nhạn nổi giận, chỉ là mặt âm trầm. Tiêu Phàm giao cho hắn tấm bùa kia, cứ như vậy nhét vào đầu xe, kia đỏ tươi chu sa phù lục, đặc biệt lóa mắt. Tống Hoàn nhìn chằm chằm phù lục ánh mắt, thật giống như nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bản nhân, hận không thể cắn một cái xuống dưới, nhai cái nhão nhoẹt. Xe van vẫn chưa vào thành, theo một đầu rộng rãi mới đường cái, quẹo mấy cái cua quẹo, sau một tiếng, mở tiến vào một cái khác ngoại ô thành phố cư xá. Cái tiểu khu này đẳng cấp, mảy may cũng không tại Thiên Nguyên cư xá phía dưới. Là thủ đô nào đó cỡ lớn bất động sản công ty gần đây khai thác mấy cái cấp cao cư xá một trong. Có thể ở tại cái tiểu khu này bên trong chủ xí nghiệp, không phú thì quý. Cư xá hoàn cảnh tương đương ưu mỹ, gác cổng biện pháp cũng rất nghiêm khắc. Nếu không phải xe van bên trên mang theo xuất nhập giấy thông hành, chỉ sợ liền sẽ bị bảo an cản lại, cẩn thận đề ra nghi vấn. Ở tại cái tiểu khu này chủ xí nghiệp, thật đúng là không có ai là mở loại này xe nát. Mercedes-Benz BMW. Thậm chí kiểu mới nhất cấp cao xe thể thao sang trọng, tại trong khu cư xá khắp nơi có thể thấy được, thật giống như nhiều năm trước kia trong đại viện đặt xe đạp đồng dạng, lại bình thường bất quá. Xe van mở tiến vào một tòa độc lực biệt thự, luận quy mô tự nhiên không thể cùng Thiên Nguyên cư xá chữ thiên số một biệt thự đánh đồng, bất quá tại cái tiểu khu này bên trong, đã coi như là phi thường xa hoa biệt thự lớn. Xuống xe trước đó, Tống Hoàn đem tấm bùa kia cầm trong tay, rất cẩn thận dáng vẻ, tựa hồ sợ đem phù lục làm hư. Nhìn qua Tống Hoàn vội vã đi tiến vào biệt thự bóng lưng gầy yếu, Vương Nhạn kìm lòng không đặng lắc đầu. Tam ca ngày hôm nay mặt mũi này xác thực ném đến có chút lớn. Thật không biết đại đương gia nghe nói chuyện này về sau, sẽ là cái phản ứng gì. Đại đương gia bao che khuyết điểm, là có tiếng, đoán chừng kia họ Tiêu cái gì Một Thiếu có phiền phức. Làm không tốt sẽ còn là phiền toái rất lớn. Chương 129, son phấn xã đại đương gia. Thứ đặt tên buổi sáng. Một đài đen nhánh bóng lưỡng hoàn toàn mới đại bôn, mở tiến vào thất tinh quan. Xe là đổi, người không đổi.
Tiêu Phàm hay là màu xanh nhạt đường trang, màu đen dày vải, Tân Lâm cũng vẫn là áo thun áo quần jean, tóc đen áo choàng. Hai kẻ như vậy, tựa hồ cùng đài này uy phong lẫm liệt đại bôn không thế nào giáp với. Một hành tiên sinh đến thất tinh lều trà uống trà, đương nhiên vẫn như cũ là lão trang phục. Nếu như là Tiêu Một Thiếu cùng Tiêu Nhị Ca, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử đám này hoàn khố nha nội uống rượu giải trí, vậy liền thay đổi trang phục. Tiêu Phàm cũng không làm sao ngại phiền phức, giật mình nhất hay là thất tinh lều trà lão bản Thái Phong. Trên danh nghĩa, Thái Phong cũng là thất tinh quan đạo sĩ, trên thực tế, thất tinh lều trà là hắn nhận thầu, hắn là thất tinh quan trụ trì cậu em vợ. Vì tránh thuế, Thái Phong cũng thành người xuất gia, tại tông giáo cục lĩnh đạo sĩ độ điệp. Đối ngoại, thất tinh lều trà không phải kinh doanh họ đan vị, chỉ là khách hành hương nhóm mệt mỏi ngồi chơi uống trà nói chuyện phiếm một nơi, đạo quán thu chút hợp lý chi phí phí tổn, ngay cả dầu vừng tiền đều không đủ, tự nhiên cũng liền chưa nói tới nộp thuế không nộp thuế vấn đề. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm hòa nói rất ít tại thủ đô cái khác trường hợp công khai lộ diện, lại là thất tinh lều trà khách quen. Nói thật, thất tinh lều trà cũng đã trở nên càng lúc càng giống một cái kinh doanh họ nơi trốn, đến khách nhân ngũ hoa bát môn, sớm đã không còn ngày xưa thanh tĩnh an bình như cũ. Đây là Thái Phong công lao. Thái Phong là không thể giả được đạo sĩ, đồng thời cũng là không thể giả được người làm ăn, rất có kinh thương đầu não. Hắn tiếp nhận thất tinh lều trà quyền kinh doanh về sau, thất tinh lều trà liền nhanh chóng hướng thương nghiệp hóa dựa vào, các loại kinh doanh ôm khách thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thất tinh lều trà thương nghiệp hóa khí tức càng ngày càng đậm. Đương nhiên, chỉ là thương nghiệp hóa khí tức, đang sửa chữa cùng hoàn cảnh bên trên, thất tinh lều trà lại là càng ngày càng tràn đầy nét cổ xưa. Đây cũng là một loại kinh doanh thủ đoạn. Tại hiện đại lớn cuộc sống đô thị lão bản tổng giám đốc Bạch Lĩnh các tinh anh, cần như thế một cái tràn đầy nét cổ xưa địa phương ngẫu nhiên giết thì giờ thư giãn một tí. Thất tinh lều trà tương đối mấy năm trước, quy mô mở rộng, mới xây mấy chỗ trên nước quán chè, bên người là giả sơn quái thạch, dưới chân thì nước chảy róc rách, ý cảnh tuyệt hảo. Cái gọi là thương nghiệp hóa khí tức, chỉ là những này quán chè thu phí. Quán chè thu phí, xa so bao xương cùng phổ thông quán vỉa hè muốn quý, là thất tinh lều trà VIP quán vỉa hè, giá cả muốn đắt đến nhiều. Tại thất tinh lều trà trên nước quán chè uống trà, là một loại thân phận và địa vị thể hiện giữ tượng trưng. Nguyên bản đến thất tinh lều trà tới uống trà, giảng cứu chính là một cái thế ngoại đào nguyên thanh tĩnh, một loại ngồi mà quên tục ý cảnh. Hiện tại ý cảnh như thế này cũng bị Thái Phong làm hỏng rơi. Nhưng bây giờ, nơi này lại có diễn biến thành so rộng đấu phú nơi trốn manh mối. Tiêu Phàm cảm thấy không lâu sau đó, mình khả năng liền không cần đến thất tinh lều trà uống trà. Dưới mắt thất tinh lều trà, đã dần dần cùng thị khu trà lâu không có quá nhiều khác nhau. Nhưng ở Thái Phong trong mắt, Tiêu Phàm biến hóa càng làm cho hắn giật mình. Thái Phong nhận biết Tiêu Phàm, biết hắn là tông giáo cục quản lý cán bộ. Kia là một lần thuần túy ngẫu nhiên gặp, Thái Phong đi tông giáo cục làm việc thời điểm, rất trùng hợp đụng phải Tiêu Phàm đi trong cục đi làm. Tiêu Phàm quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể đi tông giáo cục mấy ngày, hết lần này tới lần khác lần kia đi, liền cùng Thái Phong đụng tới, cũng coi là hữu duyên. Thái Phong là cái rất tinh minh người làm ăn, từ đó về sau, liền ghi nhớ Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm đến thất tinh lều trà đến tiêu phí, hắn luôn luôn sẽ cho Tiêu trưởng phòng một chút ưu đãi. Ưu đãi biên độ không lớn, nhưng cũng là cái nho nhỏ ân tình. Không có người để ý chút tiền này, mấu chốt là có mặt mũi. Làm ăn, để khách nhân cảm thấy mình có mặt mũi, là cực kỳ trọng yếu một cái khiếu môn. Bất kỳ một cái nào sinh ý nơi trốn, chỉ cần làm được điểm này, sinh ý không nóng nảy liền không có thiên lý. Tiêu Phàm không thèm để ý cái này. Nhưng cũng sẽ không tận lực đi cùng Thái Phong giải nói rõ ràng, nói mình không cần ưu đãi. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên tốt, Thái Phong cũng biết Tiêu Phàm tại tông giáo cục không nắm quyền, cho nên mỗi lần đều chỉ là cho như vậy một cái nho nhỏ ưu đãi, liền đầy đủ. Người làm ăn đều hiểu được đầu nhập sản xuất đạo lý. Chỉ là Thái Phong rốt cuộc không nghĩ tới, lần này, Tiêu Phàm là đang ngồi hoàn toàn mới đại bôn đến. Loại này đại bôn, là Thái Phong trong mộng yêu nhất. Cũng là hắn gần đây bên trong lớn nhất truy cầu, vọng tưởng có hướng nhất viết, mình cũng có thể cầm lái như thế một đài đại bôn uy phong uy phong. Đây mới là thân phận và địa vị biểu tượng, làm sao Tiêu Phàm một cái bình thường tông giáo cục phó sự cấp cán bộ, bỗng nhiên liền trở nên như thế xa hoa rồi. Còn không có cùng Thái Phong nghĩ được rõ ràng, một chuyện khác lại để cho Thái Phong trợn mắt hốc mồm. Lưu Bát ra vậy mà tự mình từ lều trà bên trong đi ra đến, nghênh đón Tiêu Phàm. Thái Phong nhận biết Lưu Mặc, Lưu Bát gia tại thủ đô văn vật giới địa vị, không thể nghi ngờ. Thái Phong cũng thích chơi đồ cổ,
tại điều kiện kinh tế cho phép tình huống dưới, cất giữ chút đồ chơi nhỏ. So đem tiền tồn tại ngân hàng muốn tính ra, những này đồ chơi nhỏ coi như tăng trị biên độ không lớn, ít nhất có bảo đảm giá trị tiền gửi công năng. Đối với Lưu Bát Gia, Thái Phong là chân chính xuất phát từ nội tâm sùng bái. Hắn sùng bái hết thảy kẻ có tiền. Mỗi lần Lưu Bát Gia đi tới lều trà, Thái Phong đều đụng lên đi cùng Lưu Bát Gia nói mấy câu, có thể kích động cả buổi. Lưu Bát Gia cũng ôn hòa, cũng không tự cao tự đại. Nhưng Thái Phong biết, không có giá đỡ kỳ thật chính là lớn nhất giá đỡ. Cái gọi là bình dị gần gũi, là đại nhân vật đặc hữu hình dung từ. Người kéo một phát xe ba gác ca môn, có tư cách gì bình dị gần gũi. Thái Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lưu Bát Gia thế mà lại tự mình đi nghênh đón người khác. Cái này quá phá vỡ, nhất là nghênh tiếp hay là Tiêu Phàm, tông giáo cục một cái không hiển sơn không lộ thủy tiểu phó sư cấp cán bộ. Tiêu Phàm đối Lưu Bát Gia khách khí, cư chi không nghi ngờ, cùng Lưu Bát Gia dựng một chút tay, hàn huyên một câu, liền là cất bước hướng về phía trước, Lưu Bát Gia làm bạn ở bên, thoảng qua lạc hậu nửa người. Tại Thái Phong trong mắt, cái này liền rõ ràng tỏ rõ lấy, Tiêu Phàm thân phận so Lưu Bát Gia cao hơn, địa vị chỉ sợ cũng lớn hơn. Hợp lấy mình trước kia một mực nhìn nhầm, vị này Tiêu trưởng phòng, mới thật sự là đại nhân vật. Đối với Thái Phong trong lòng những này xoắn suýt, Tiêu Phàm Lưu Mặc tự nhiên sẽ không đi để ý, trực tiếp đi số một trên nước quán chè. Lưu Bát Gia tự mình pha trà, nhất thượng đẳng phổ nhị. Riêng này ngâm phổ nhị, Lưu Bát Gia liền phải móc hơn 10.000 đại dương. Tuyệt đối là kẻ có tiền trò chơi. Tại Thái Phong xem ra, đây không phải uống trà, đây là đốt tiền. Làm lều trà thực tế người quản lý, Thái Phong cũng hưởng qua cực phẩm phổ nhị, tựa hồ cũng không có đặc biệt chỗ khác biệt. Hắn mặc dù là thất tinh lều trà người phụ trách, thưởng thức trà lại cũng không người trong nghề. Hắn sẽ chỉ làm ăn, thưởng thức trà cần ý cảnh, thứ này, miễn cưỡng không tới. Thái Phong đánh chết cũng không tin, ngâm phổ nhị giá trị, chân chính có thể đáng 10.000 thậm chí là mấy chục nghìn nguyên. Lẫn lộn thôi, người có tiền, thiêu đến hoảng, người quản được a. Thấy cái này tư thế, Thái Phong thậm chí cũng không dám đụng lên đi nói chuyện. Một vị Lưu Bát Gia đều cần nịnh bợ đại nhân vật, mình trước kia thực tế quá tùy tiện vô lễ, ai biết Tiêu Phàm trong đầu đến cùng ngại hay không. Vạn nhất để ý, mình lúc này đụng lên đi, không phải liền là tự tìm phiền phức a. Một ít, khoan hãy nói, ngài tấm bùa kia láo lỉnh, cái này không sáng sớm, bên kia liền có tin tức, nói muốn hẹn ngài gặp mặt đâu. Lưu Bát Gia mỉm cười vì Tiêu Phàm đầu quá khứ một chén vàng cam cam nước trà, nói, động tác nhu hòa, 10 điểm ưu nhã. Tại công chúng trường hợp, Lưu Bát Gia cho tới bây giờ đều là một vị phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, ẩn ẩn lộ ra cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất quý tộc. Cái này cũng bình thường, chơi đồ cổ nếu là chơi thành nhà giàu mới nổi, kia mới khôi hài. Lưu Bát Gia nội tình, không phải người bình thường có thể phỏng đoán nổi. Trong quán trà liền ba người bọn họ. Hai tòa một trạm. Tân Lâm vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lấy hộ vệ bổn phận, tuyệt không cùng Tiêu Phàm ngồi chung. Thất Diệu Cung là có quy củ, càng là truyền thừa nói lâu lưu phái, quy củ càng nghiêm. Có chút quy củ nếu là mất đi, cả môn phái truyền thừa cũng liền cơ bản đoạn tuyệt. Nhưng ở quán trẻ bốn phía không thấy được địa phương, lại ẩn giấu đi không ít cao thủ. Vô luận đi đâu, an toàn thứ nhất, đây cũng là Lưu Bát Gia nguyên tắc, nếu như người không có, tiền lại nhiều, đồ cổ lại chân quý, còn có ý nghĩa gì? Lưu Bát Gia như thế tân tân khổ khổ tranh đấu giành thiên hạ, góp nhặt bạc triệu gia tài, cũng không phải vì có hướng nhất phiết bị người khác cướp đi, muốn cho, cũng chỉ có thể cho con của mình cháu trai. Bất quá Lưu Bát Gia tin tưởng, bằng hắn bản lãnh của mình cùng các biện pháp an ninh nghiêm mật, người bình thường muốn làm bị thương hắn, thật đúng là không dễ dàng. Ngay cả Gia Cát Ánh Huy đều đi không tiến vào hắn dưới mặt đất kho bảo hiểm. Bảo an đoàn đội cao nhất bảo an nguyên tắc cũng không phải là bảo hộ kho bảo hiểm an toàn, mà là thứ nhất ưu tiên bảo hộ Lưu Bát Gia thân người an toàn. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, mỉm cười nói, theo như nhu cầu thôi. Lưu Bát Gia cười gật đầu, đem mình nội tâm kinh ngạc che giấu rất khá. Kỳ thật hắn không phải hôm nay sáng sớm tiếp vào bên kia điện thoại là đêm qua đánh tới, thiên nhãn tống tam ca lão đại. Trên giang hồ trộm mộ lớn nhất đoàn thể son phấn xã Đại Đương Gia tự mình cho hắn gọi điện thoại. Đại Đương Gia rất khách khí mời Lưu Bát Gia an bài một lần gặp mặt, nói là muốn cùng Tiêu Một Thiếu gặp mặt, phiếm vài câu. Lưu Bát Gia không dám chút nào lãnh đạm, hắn có thể không đem Tống Tam để vào mắt, nhưng đối với vị này danh chấn giang hồ son phấn xã Đại Đương Gia, lại tuyệt không thể là cùng một loại thái độ. Vị này Đại Đương Gia tính tình không tốt, trên giang hồ là có tiếng.
phàm là đắc tội qua đại đương gia người, mặc kệ hữu tâm vô tâm, liền không có một cái có kết cục tốt. Lưu Bát Gia thực tế rất muốn biết, Tiêu Phàm giao cho Tống Tam tấm bùa kia, đến cùng có gì đặc biệt hơn người ma lực, ngay cả son phấn xã đại đương gia đều kìm nén không được, vội vã muốn cùng Tiêu Một Thiếu gặp mặt. Gần đây đã rất ít có chuyện gì, có thể gây nên Lưu Bát Gia to lớn hứng thú. Hôm nay khí trời tốt, xuân về hoa nở, chính là dạo chơi ngoại thành thưởng thức trà tốt tiết khí. Thất Tinh lều trà khách không ít người, trong đó có một ít là đến đạo quán đến du ngoạn du khách, mệt mỏi ngay tại lều trà bốn phía tản bộ. Nói thật, lều trà đã trở thành Thất Tinh quan tốt nhất cảnh quan, so Thất Tinh quan bản thân càng thêm hấp dẫn người. Hai tên cô nương vừa nói vừa cười từ bên kia đi tới. Đều rất trẻ trung, hơi lớn tuổi vị kia, ước chừng 15-16 tuổi, trang phục cao nhã hào phóng, là điển hình bạch lĩnh mỹ nhân, một vị khác có thể là tiểu muội muội của nàng, mặc một bộ màu đỏ áo len, màu đen bó sát người lực đàn hồi quần, một đôi đại đại màu trắng dày, tóc dài xõa vai, cầm trong tay một thanh quạt xếp, nhảy nhảy nhót nhót, nhìn qua nhiều nhất chính là 17-18 tuổi, lại khuôn mặt như vẽ, tú mỹ tuyệt luân, 100% mỹ nhân tuyệt sắc phôi tử. Hai vị cô nương vừa nói vừa cười đi tới, Hồng Y tiểu nha đầu một chút thoáng nhìn Tân Lâm, lập tức cười hì hì đi tiến vào quán chè. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp, thanh âm hồn nhiên, giống như chuông bạc, nói không nên lời yêu mỹ dễ nghe. Lưu Bát Gia trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái. Tân Lâm liếc nàng một cái, thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Đại đương gia, không dám nhận. Chương 130, thứ nhất nữ ma đầu. Hồng Y mỹ nữ tú mỹ mắt phượng nhẹ nhàng nhíu lại, lập tức nhếch miệng, nói, nguyên lai ngươi đã sớm nhận biết ta, không dễ chơi, quá không dễ chơi. Ai, Bát Gia, có phải hay không là ngươi cho để lọt phong thanh a? Lưu Bát Gia cười ha ha một tiếng, hai tay ôm quyền làm lễ, nói, đại đương gia, cái này ngươi thế nhưng là trách oan ta. Muốn trách, liền trách đại đương gia mình, thanh danh quá lớn. Ha ha, hợp lấy vị này nhìn qua còn vị thành niên. Xinh xắn tú mỹ tiểu nha đầu, cư lại chính là trên giang hồ khiến người nghe tiếng biến sắc son phấn xã đại đương gia, danh xưng giang hồ ma nữ thứ nhất son phấn đỏ. Tân Lâm từ tốn nói, khó trách Tống Tam thích trang tiểu. Lời này ý tứ chính là nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có dạng này thích trang tiểu nhân đại đương gia, liền có y dạng họa hồ lô, đồng thời làm không biết mệt Tống Tam ca. Son phấn đỏ liếc Tân Lâm một chút, cười như không cười nói, tỷ tỷ, mặc dù dung mạo ngươi nhìn rất đẹp, nhưng là cũng không thể nói lung tung nha. Chúng ta nhỏ, tâm nhãn cũng nhỏ, rất thích mang thù. Ngươi đã đắc tội ta. Tân Lâm hay là nhàn nhạt đáp một chữ. Son phấn đỏ ngập nước mắt to lại nhẹ nhàng híp mắt một chút. Tân Lâm cái này ử chữ, thực tế có chút đả thương người. Vô luận Tân Lâm là hoàn toàn không để ý tới uy hiếp của nàng hoặc là chế giễu lại, đều tại son phấn đỏ trong dự liệu, duy chỉ có cái này bình bình đạm đạm một cái ử chữ, làm cho lòng người bên trong rất không thoải mái. Tân Lâm căn bản liền không có đem uy hiếp của nàng để ở trong lòng. Tại Tân Lâm trong mắt, nàng là phổ thông tiểu cô nương cũng tốt, là danh chấn giang hồ thứ nhất nữ ma đầu cũng tốt, đều không có gì quan trọng. Vô luận người có cái chiêu số gì, xử hết ra, ta tận lực bồi tiếp. Tỷ tỷ, người rất kiêu ngạo đâu. Son phấn đỏ vẫn như cũ cười hì hì nói. Vô luận tướng mạo, cách ăn mặc, hay là lời nói cử chỉ, vị này danh chấn giang hồ son phấn xã đại đương gia. Đều là một cái 10 phần vị thành niên tiểu cô nương. Dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử, bình thường đều sẽ rất kiêu ngạo. Ta cũng giống vậy a. Đại đương gia, người tìm nhầm đối tượng, có thể trị bệnh cho ngươi người là hắn, không phải ta. Ta chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Thật sao, vậy quá bổng, cùng ta họ cách đồng dạng ai, ta cũng chỉ thích giết người, không thích cứu người. Tỷ tỷ, ta tin tưởng, chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Son phấn đỏ vừa cười vừa nói. Hồn nhiên ngây thơ, không có nửa điểm xảo trá dáng vẻ. Thế nhưng là hai tên xinh đẹp động người như vậy tiểu cô nương, mở miệng ngậm miệng một mực giết người, nghe vào vô luận như thế nào đều mang mấy phân quỷ dị. Hết lần này tới lần khác hai nàng nói, cũng đều là sự thật. Tân Lâm song mi có chút nhăn lại, không nói gì thêm. Nàng họ cách, cùng son phấn đỏ vừa vặn tương phản, Tân Lâm không thích nói chuyện, không phải nói không thể thời điểm, phái tử dùng câu đều phi thường ngắn gọn, tuyệt thiếu lắm mồm. Son phấn xã đại đương gia lại tựa hồ như rất thích nói chuyện. Một tiến vào quán chè, nàng vẫn tại nói, Lưu Tám còn nói một câu nói, Tiêu Phàm căn bản ngay cả xen vào cơ hội đều không có, chỉ có thể chậm rãi thưởng thức trà. À, đúng, ta quên hôm nay ta không phải đến tìm mỹ nữ, là đến tìm soái ca. Nói,
mang theo điểm nhảy nhót ý tứ, đi tới Tiêu Phàm trước mặt, tuyết trắng tinh xảo tay nhỏ giơ lên, hướng Tiêu Phàm giương hai lần. "Này, đại soái ca, người tốt." Tiêu Phàm đứng dậy, hạ thấp người làm lễ, khẽ cười nói, "Uyển cô nương, người tốt." "Ai, đại soái ca, người có thể hay không không muốn như thế chính thức a?" "Uyển cô nương, Uyển cô nương, nghe được ta toàn thân nổi da gà. Ta gọi Uyển Thiên Thiên, người gọi ta Thiên Thiên tốt." Uyển Thiên Thiên nghiêng đầu một cái, lại lộ ra loại kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, trắng noãn chỉnh tề răng, lóng lánh chân châu quang trạch, cùng nàng kiều diễm môi đỏ hình thành cực kỳ diễm lệ sắc thái tương phản, hỗn hợp thành một loại cực hạn dụ hoặc. Tiêu Phàm khe khẽ thở dài. "Ai, đại soái ca, thở dài làm gì? Xem thường ta a, để ngươi thất vọng đúng hay không?" Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, nói, "Ta chỉ là vì có chút nam đồng bào lo lắng mà thôi." Uyển Thiên Thiên ngoại hình như thế thanh thuần kiều mị, nhìn qua thực tế là rất dễ bắt nạt, chỉ cần là tâm thuật bất chính nam tử đụng phải nàng hôm nay ăn mặc như vậy, chỉ sợ đều sẽ tâm sinh tà niệm. Đụng đầu vào thứ nhất nữ ma đầu trong tay, không chết cũng lột ra. Uyển Thiên Thiên vừa rồi nói đến rõ ràng, nàng chỉ thích giết người, không thích cứu người. Uyển Thiên Thiên liền sợ hãi thán phục nói, "Không nghĩ tới đại soái ca như thế trách trời thương dân a. Bát gia, cái này đến cùng phải hay không bằng hữu của ngươi? Ngươi làm sao lại có loại này người tốt bằng hữu? Bồ Tát sống a." Lưu Mặc cười khổ nói, "Đại đương gia không khỏi quá coi thường ta Lưu Tám, đã ta có thể có đại đương gia bằng hữu như vậy, tự nhiên cũng có thể có Bồ Tát sống bằng hữu. Cũng không có ai quy định, ta Lưu Tám bằng hữu chỉ có thể là người xấu a." Chậc chậc, "Bát gia, người bây giờ nói chuyện càng ngày càng sắc bén, tổn hại người đều không mang chữ thô tục, không tầm thường. Khó trách người sinh ý càng làm càng lớn, cho các huynh đệ lưu đường sống lại càng ngày càng hẹp a." Uyển Thiên Thiên ngẹo đầu, hướng Lưu Mặc vươn xanh thẳm ngón tay cái. "Đại đương gia nói quá lời, có tài đại nhà phát, cái này là sinh ý bên trên quy củ. Chỉ cần là đại đương gia gọi người đưa tới đồ vật, ta Lưu Tám còn chưa nói qua một chữ không. Hôm qua là Tống Tam ca mình không chịu bán, ta cũng không tốt ép ở lại hắn." Lưu Bát gia vừa cười vừa nói, ngôn ngữ khách khí, lời nói ra nhưng cũng nghiêm túc. Uyển Thiên Thiên cố nhiên là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tăng thứ nhất ma nữ, Lưu Bát gia nhưng cũng không phải ăn chay. "Đúng, hôm qua chuyện này, không thể trách ngươi. Bất quá, giống như cũng không thể trách Lão Tam." Tiêu Phàm mỉm cười, nói, "Thiên Thiên cô nương, ngươi muốn nhất định quái tại trên người ta, ta cũng không có cách nào cãi lại." "Thiên Thiên cô nương." Uyển Thiên Thiên không chịu được đưa tay vỗ vỗ trán của mình, ai thán một tiếng. "Tiêu công tử, Tiêu một ít, ngươi không phải như thế chứng trạc đàng hoàng sao? Ngươi gọi tiếng Thiên Thiên, ta cũng sẽ không ỷ lại vào ngươi, sẽ không khóc hô hào muốn làm cho ngươi bạn gái, ngươi cứ yên tâm đi." Tân Lâm lãnh đạm nói, "Đại đương gia, mỗi người đều có mỗi người quy củ. Có phải là mỗi người đều muốn dựa theo quy củ của ngươi đến?" "Không, không nhất định." Uyển Thiên Thiên lập tức lắc đầu, phần phật một chút, tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống. "Uyển cô nương cũng tốt, Thiên Thiên cô nương cũng được, người thích gọi thế nào liền gọi thế nào, ta yêu làm sao nghe liền làm sao nghe." Tân Lâm gật gật đầu, lại hồi phục yên lặng thần thái. Uyển Thiên Thiên lần ngồi xuống này dưới, Lưu Bát gia lập tức đem một chén vàng cam cam nước trà đưa tới trước mặt nàng, lại hướng na vị cùng Uyển Thiên Thiên cùng đi 15-16 tuổi diễm lệ nữ tử nói, "Nhị đương gia, mời ngồi." Hợp lấy vị này nhìn qua tiêu chuẩn bạch lĩnh mỹ nhân, thế mà là son phấn xã nhị đương gia. Trộm mộ giới thanh danh hiển hách nhất son phấn xã, hai vị chủ nhà đều là nữ nhân, mà lại niên kỷ cũng không lớn. Bạch lĩnh mỹ nhân khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Không cần, Bát gia, ta đứng liền tốt." Bước liên tục khoan thai, đi đến Uyển Thiên Thiên sau lưng cách đó không xa đứng vững, cùng Tân Lâm xa xa tương đối. Kỳ thật son phấn xã vị này nhị đương gia, cũng coi như phải là đại mỹ nữ, ngũ quan đoan chính, dáng người cao gầy, đường cong linh lung, đoan trang cao nhã, khí độ nhã nhặn, cùng đại đương gia Uyển Thiên Thiên là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình. Mấu chốt nhất chính là, nàng thủ quy củ, đã Tiêu một thiếu có ngưu bức hống hống thiếp thân nha hoàn, son phấn đỏ làm sao có thể không có trung thành cảnh cảnh nữ thuộc hạ. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên cười hì hì, tựa hồ đối với hết thảy đều không để ý, mặt mũi này, không thể mất. Càng thêm không thể vừa lên đến liền trên khí thế bại bởi Tiêu Phàm một đầu. Lưu Bát gia âm thầm lắc đầu, son phấn xã tại Uyển Thiên Thiên chấp dưới lòng bàn tay, mấy năm này phát triển được cũng không nhanh lắm, khí thế khinh người. Chỉ là làm việc không khỏi quá mức cao điệu, nhất là Uyển Thiên Thiên ra tay ác độc vô tình, trên giang hồ gây thù hằn không ít.
Tại Lưu Bát Gia loại này ổn trọng dị thường hơn 40 tuổi đại thúc trong mắt, đây là lấy họa chi đạo. Dù sao thời đại khác biệt, Uyển Thiên Thiên võ công lại cao, xuất thủ lại hung ác, cũng không thể khoe khoang vô địch thiên hạ. Vũ khí nóng thời đại cùng vũ khí lạnh thời đại, có rõ ràng khác nhau. Nhưng đây là người ta son phấn xã việc nhà, Lưu Bát Gia cũng không tốt lên tiếng. Lại nói, hắn tại sao phải lên tiếng? Son phấn xã thật đổ xuống dưới, đối Lưu Bát Gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ thế đạo này, trộm mộ còn nhiều. Ai cũng biết, đây là phát tài mà lại là phát đại tài đường tắt. Mặc dù phong hiểm cũng rất lớn, nhưng dọa không được chân chính gan lớn ra hỏa. Tương phản, không có son phấn xã dạng này tổ chức nghiêm mật, thế lực khổng lồ nhóm người trộm mộ, cái khác quân lính tản mạn không thành quy mô, Lưu Bát Gia tại nhập hàng thời điểm, có thể thanh giá cả ép tới thấp hơn chút, mình lợi nhuận không gian càng lớn. Mà lại Lưu Bát Gia ngầm trộm nghe nói, son phấn xã có tự lập môn hộ, tự ích đường dây tiêu thụ dự định, ngay tại tích cực cùng trong nước một chút dưới mặt đất phòng đấu giá cùng nước ngoài sân đấu giá lớn liên hệ. Nếu thật là để bọn hắn làm thành, đối Lưu Bát Gia sinh ý, thế nhưng là cái đả kích. Sinh cùng tiêu đều một con rồng, còn muốn Lưu Bát Gia người trung gian này làm cái gì? Bất quá việc này, cũng vẫn chỉ là nghe nói, Lưu Bát Gia đương nhiên sẽ không ở trên mặt mang ra nửa điểm đến. Đại soái ca, ta họ Tiêu, Tiêu một nhóm. Tiêu Phàm mỉm cười đánh gãy Uyển Thiên Thiên. Thực tế cái này đại soái ca ba chữ nghe vào trong tai, cảm giác có điểm là lạ. May mắn Uyển Thiên Thiên hôm nay hóa trang đủ kiều nột, không phải, Tiêu soái ca thật là có chút không chịu đựng nổi. Ta biết, ta thích gọi như vậy ngươi. Vừa rồi vị tỷ tỷ này không phải nói nha, mỗi người đều có quy củ của mình. Ta không quản được người khác, còn không quản được mình a. Uyển Thiên Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, nhếch miệng, nói. Tiêu Phàm cảm thấy đầu bắt đầu có chút phát chướng. Nhiều năm như vậy dạo chơi giang hồ, cùng các loại giang hồ bằng hữu cũng đánh qua không ít quan hệ, nhưng son phấn đỏ dạng này ma nữ thứ nhất, Tiêu Phàm thật đúng là lần đầu kiến thức. Hết lần này tới lần khác Uyển Thiên Thiên còn không phải thật thanh thuần thiếu nữ, tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ định vị rất rõ ràng nữ ma đầu. Trên giang hồ có quan hệ Uyển Thiên Thiên ra tay ác độc vô tình nghe đồn thực tế nhiều lắm, hỏng ở trong tay nàng hảo hán, không biết một cái hai cái. Muốn Tiêu Phàm ở trong lòng coi nàng là thành tiểu cô nương đối đãi, xác thực khó mà làm được. Ngươi gọi ta Thiên Thiên, ta gọi ngươi Tiêu một thiếu. Uyển Thiên Thiên mắt nhìn Tiêu Phàm, lạc lạc cười, cười đến giống đầu trộm 18 con gà mái tiểu hồ ly. Chương 131, ăn dấm. Đại đương gia, ngươi hay là nói chính sự đi. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Tân Lâm nhắc nhở một câu, ngữ khí nhàn nhạt. Uyển Thiên Thiên liếc nhìn Tân Lâm, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, tỷ tỷ, ngươi so ta còn nóng vội. Đúng, ta còn không có thỉnh giáo tỷ tỷ họ gì đại danh. Tân Lâm, Tân tỷ tỷ ngươi tốt. Uyển Thiên Thiên hướng Tân Lâm nâng tay lên, lộ ra một cái sán lạn vô so tiếu dung. Thiên Thiên cô nương, Tống tiên sinh buổi tối hôm qua hẳn là thanh ta tấm bùa kia giao cho ngươi đi. Tiêu Phàm quyết định trực tiếp tiến vào chủ đề. Soái ca, kia phù là ai họa? Không phải là ngươi chứ? Ngươi nhìn qua, không giống cái đạo sĩ a. Đã Tiêu Phàm không lên nói, kiên quyết không chịu thỏa hiệp, Uyển Thiên Thiên cũng chỉ phải tiếp tục gọi hắn soái ca, cười hì hì, mang theo rất rõ ràng trêu tức chi ý. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, Thiên Thiên cô nương, ta sở dĩ đem tấm kia chính khí phù mang cho ngươi, là hy vọng có thể giúp ngươi hóa giải một chút ốm đau lúc phát tác thống khổ. Đương nhiên cũng muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, làm dịu ta ốm đau lúc phát tác thống khổ. Soái ca, lời này ta làm sao nghe được không đúng vị a? Chúng ta là lần đầu gặp mặt a. Ta trước kia không có đắc tội ngươi, ngươi mới mở miệng liền rủa ta, bộ dạng này nhưng không đúng a. Uyển Thiên Thiên yêu kiều cười vẫn như cũ, ngập nước trong mắt to lại nhàn rỗi hiện lên một vòng lăng lệ đến cực điểm thần sắc. Giờ khắc này, mới là giang hồ nữ ma đầu thứ nhất chân thực phong thái. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói Thiên Thiên cô nương, ta không có muốn điều tra ngươi ý tứ. Hôm qua ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tống tiên sinh, hắn âm sát nhập thể tình hình không phải thường minh hiển. Mấy năm này, hắn tiếp xúc âm sát chi địa thực tế nhiều lắm. Thiên Thiên cô nương, các ngươi một chuyến này, có quy củ của tổ truyền, tiến vào âm sát chi địa tần suất không thể quá cao. Nếu như tần suất quá cao, mặc kệ ngươi có cỡ nào cao minh trừ tà chi thuật, âm sát khí ăn mòn đều là khó mà chống cự. Nhất là một chút phong thủy đại sư mộ địa, càng thêm không thể tùy tiện tiến vào. Lần này núi xanh tòa kia mộ, các ngươi thực tế không nên đi vào. Quấy rầy Dương Minh tiên sinh âm linh, âm sát phản phệ chi lực, tuyệt đối vượt qua dự liệu của các ngươi bên ngoài. Uyển Thiên Thiên không cười, ngồi thẳng người,
hai mắt tinh quang lấp lóe, tiếp cận Tiêu Phàm. Soái ca, ngươi đừng nói cho ta, đây là ngươi dùng phong thủy thuật bói toán suy tính ra. Thanh âm trở nên có chút lạnh, Lưu Bát Gia kinh ngạc nói, một ít, kia thật là Dương Minh tiên sinh mộ huyệt. Vương Dương Minh mộ, rõ ràng là tại Đông Hải Bớt, quốc gia trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, treo biển hành nghề. Tiêu Phàm nói, từ đường dần chỗ đề mặt quạt cùng Tống tiên sinh đeo viên kia ngọc khóa lại khí tức đến xem, thanh bên kia núi, có thể là Dương Minh tiên sinh chân chính mộ huyệt. Vương Dương Minh là phong thủy lý luận tâm học lưu phái góp lại người, thậm chí có thể nói là nên lưu phái chân chính khai sơn tổ sư, so một vị khác tâm học lưu phái tổ sư Lục Cửu Uyên tiên sinh danh khí phải lớn hơn nhiều. Vô cực thuật tàng bên trong, có quan tâm học lưu phái phong thủy lý luận, có một cái hoàn chỉnh thiên chương tiến hành ghi chép, Tiêu Phàm đã từng tiến hành qua cực kỳ xâm nhập nghiên cứu. Vô cực truyền thừa lý niệm, vốn là cá độ chúng ra sở trường. Cho tới bây giờ cũng không khỏi dừng môn nhân đệ tử nghiên cứu cái khác tướng thuật phong thủy lưu phái lý luận cùng truyền thừa. Câu nệ tại môn phái ý kiến, là trở ngại tiến bộ lớn nhất hàng rào. Làm vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo chân nhân, cầm tới Dương Minh tiên sinh sau khi chết đeo ở trước ngực trường mệnh khóa, có thể rất cảm nhận được rõ ràng tâm học lưu phái lưu lại tại ngọc khóa phía trên rất nhiều khí tức. Dựa theo Dương Minh tiên sinh tại phong thủy thuật pháp bên trên cao thâm tạo nghệ cùng luyện khí đại tông sư thân phận đến phân tích. Tiêu Phàm đối trong lịch sử có quan hệ Dương Minh tiên sinh qua đời ghi chép, một mực cầm giữ lại thái độ. Dạng này đại tông sư, không có lý do ngay cả 60 tuổi đều không sống tới. Đại Minh gia tính 7 năm, Dương Minh tiên sinh bệnh nặng xin hài cốt, trở về nhà trên đường chết bệnh tại núi Xanh Cảnh Nội, Tiêu Phàm luôn cảm thấy ở trong đó hẳn là có ẩn tình khác. Về phần là dạng gì ẩn tình, niên đại quá xa xưa, liền không tốt suy đoán lung tung. Uyển Thiên Thiên nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, coi như kia là Vương Dương Minh chân chính mộ huyệt, chúng ta quấy rầy hắn âm linh, lại sẽ như thế nào? Tiêu Phàm trên dưới ngắm nghĩa Uyển Thiên Thiên, tại trong mắt người bình thường, vị này son phấn xã đại đương gia chính là cái búp bê xinh đẹp thanh thuần mỹ thiếu nữ, khỏe mạnh hoạt bát, thanh xuân sức sống vô hạn, tại Tiêu Phàm xem ra, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Uyển Thiên Thiên ấn đường ẩn ẩn phát xanh, thái dương cũng chỉnh xám xanh chi sắc, chân núi sương mù bốc hơi. Tất cả những này dấu hiệu, vô không cho thấy trong cơ thể nàng trầm tích âm sát khí nồng đậm vô so. Thiên Thiên cô nương, người đối phong thủy nghiên cứu phải không đủ thấu triệt. Tâm học lưu phái phong thủy sát cục, nhìn như bình thản, kỳ thực hung hiểm vô so, chỗ dành dụng âm sát khí, thẳng vào tâm kinh, khó khăn nhất loại trừ. Ta đưa cho ngươi tấm kia chính khí phù, chỉ có thể bảo đảm ngươi một tháng an bình. Tại cái này trong vòng một tháng, chỉ cần ngươi không hút thêm càng nhiều âm sát khí. Như vậy bệnh của ngươi đau nhức sẽ tạm thời đè xuống. Qua tháng này, kia sẽ rất khó nói. Uyển Thiên Thiên đưa tay nâng mình trắng nõn nà hai gò má, ngập nước mắt đẹp không ngừng chuyển động, tựa hồ tại rất chân thành suy nghĩ Tiêu Phàm đoạn văn này độ đáng tin. Giang hồ ma nữ thứ nhất, tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị người thuyết phục. Bất luận một vị nào người thành đại sự, thực chất bên trong đầu đều 10 điểm cố chấp, sẽ không tùy tiện cải biến mình ý nghĩ. Tốt a, soái ca. Xem ra người đối với mình kia là tương đương tự tin. Ta có bệnh không có bệnh, mình nói không tính, người nói mới tính. Tốt, coi như người nói đúng, người thì có biện pháp gì đến giúp ta đây? Chốc lát, Uyển Thiên Thiên hỏi. Tiêu Phàm nói, thứ nhất, lấy từ Dương Minh tiên sinh mộ huyệt kia 3 món đồ, các người không thể lại đeo. Thiên Thiên cô nương, trên tay người cái này mai nhẫn ngọc, còn có nhị đương ra đeo viên kia chân châu đen, Tống tiên sinh tùy thân đeo ngọc khóa, đều phải lập tức lấy xuống. Nhiều đeo một ngày, sát khí liền xâm nhập một ngày, đối ba vị không có nửa phân chỗ tốt, liền như là kịch độc dược vật, mỗi nhiều một ngày, độc hại liền nhiều một phân. Uyển Thiên Thiên nhìn một chút mình xanh thẳm trên ngón tay ngọc kia xanh biêng biếc ban chỉ, ngọc chất cực dai, là thượng đẳng phỉ thúy điêu thành, đem trọn bàn tay đều chiếu rọi thành xanh mơn mởn màu sắc, có một loại yêu nghiệt cảm giác. Nhị đương ra cao ngất trước ngực, thì đeo một đầu dây chuyền chân châu, đen kịt, chính giữa viên kia chân châu đen có lớn bằng ngón cái. Ô quang lấp lóe, lộ ra đặc biệt lóa mắt. Viên này chân châu đen, vốn là ngậm tại mộ chủ miệng bên trong. Nhị đương gia kìm lòng không đặng duỗi tay vuốt ve một chút, lại vội vàng rụt trở về, xinh đẹp trên mặt hiện lên một vòng tiên diễm đỏ ửng. Lại là đã giữa bất chi bất giác đem Tiêu Phàm lời nói tất cả đều nghe đi vào. Nàng rất rõ ràng, buổi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Tống Tam mang về tấm kia chính khí phù, quả thật ngừng lại Uyển Thiên Thiên ngay tại phát tác ốm đau. Uyển Thiên Thiên phát tác phải càng ngày càng tấp nập tim đau thắt, như là mây đen, chiếu nặng đặt ở đoàn người đỉnh đầu. Son phấn đỏ là toàn bộ son phấn xã chủ tâm cốt,
Uyển Thiên Thiên nếu như đổ xuống dưới, kia toàn bộ son phấn xã liền đều đổ. Điểm này, căn bản liền khỏi phải chất vấn. Chính là bởi vì Tiêu Phàm tấm bùa kia có đặc biệt hiệu dụng, Uyển Thiên Thiên mới trong đêm cho Lưu Bát Gia gọi điện thoại, định ngày hẹn Tiêu Phàm. Chỉ là không nghĩ tới gặp mặt về sau, mới phát hiện Tiêu Phàm thì ra là thế trẻ tuổi, hay là vị đại soái ca, khí độ trầm ổn, nho nhã bên trong lộ ra một cỗ khí quyển. Cùng Tống Hoàn miệng bên trong miêu tả có phần không nhất trí. Theo Lưu Bát Gia lộ ra, vị này Tiêu một thiếu tựa hồ cùng kinh sư một cùng một đại hào môn Tiêu gia có chút liên quan. Nếu thật là lão Tiêu gia tử đệ, vậy liền khó trách. Như thế hào môn, tuyệt không phải bình thường người có thể tùy tiện phỏng đoán. Uyển Thiên Thiên đem thúy nhẫn ngọc lấy xuống, đặt tại mình tuyết trắng lòng bàn tay, chậm rãi vuốt vuốt. Hai, chính là trị liệu. Thiên Thiên cô nương, ta trước hết cho hai vị tay cầm mạch. Hai vị tu luyện nội công khác biệt, trị liệu phương pháp cũng sẽ có điều khác nhau. Mắt nhìn Uyển Thiên Thiên, Tiêu Phàm ôn hòa nói. Uyển Thiên Thiên khanh khách một tiếng, hướng Tiêu Phàm vươn tinh xảo cổ tay trắng. Tốt a, liền để ngươi chiếm chút lợi lộc. Miệng bên trong là nói như vậy, ánh mắt sư quang lại thẳng tại Tân Lâm trên mặt liếc đến liếc đi, mang theo điểm danh mãnh chi ý. Tân Lâm sắc mặt bình tĩnh thoảng qua trầm xuống. Tiêu Phàm cho người ta bắt mạch chẩn bệnh, Tân Lâm chưa bao giờ có dị dạng, mắt thấy Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng dựng vào Uyển Thiên Thiên như ngọc cổ tay trắng. Tân Lâm trong lòng lại hào không lý do mà dâng lên một cỗ ghen tuông. Thực tế Uyển Thiên Thiên ánh mắt tương đối chọc người. Tiêu Phàm ngón tay thon dài một dựng vào mình mạch cổ tay, Uyển Thiên Thiên liền lạc lạc một tiếng cười khẽ, mắt đẹp đảo mắt, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng lưu chuyển, một lúc kiều mỹ liên tục xuất hiện, yêu dã tận xương. Ngay cả ngồi ở một bên làm bàng quan Lưu Bát Gia, cũng nhịn không được trong lòng rung động. Mỗi một cái xinh xắn nữ nhân, đều phảng phất là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Chuyên xuống đến thế gian đến điên đảo chúng sinh. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, dốc lòng bắt mạch, tâm vô bàng vụ. Sau một lát, thon dài song mi nhẹ nhàng nhào lên, trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, mới chậm rãi đem ngón tay thu về, hai mắt khép hờ, suy nghĩ xuất thần. Lần này, Uyển Thiên Thiên khó được bảo trì trầm mặc, không có mở miệng quấy rầy. Toàn bộ quán trẻ đều yên tĩnh. Thật lâu, Tiêu Phàm lông mày giãn ra, chuyển hướng đứng ở Uyển Thiên Thiên sau lưng cao gầy mỹ nữ. Nhẹ gật đầu, nói, nhị đương gia. Nhị đương gia liếc Uyển Thiên Thiên một chút, Uyển Thiên Thiên cười duyên một tiếng, nói, nhị tỷ, người ta soái ca nghĩ chiếm tiện nghi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ăn chút thiệt thòi, ai bảo hắn trang đại phu đâu. Tiêu Phàm không chịu được nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ một vị ôn hòa huynh trưởng, đối mặt thích hồ nháo tiểu muội muội, rất có điểm không thể làm gì chi ý. Tiêu Phàm họ Tử, vốn cũng không thích cùng người đấu khẩu. Đụng phải Uyển Thiên Thiên loại này xảo trá tai quái yêu nữ, càng thêm chói chân chói tay. Cao gầy mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi tiến lên, hướng Tiêu Phàm vươn tay cổ tay, nói Tiêu một ít, làm phiền. Nhị đương gia khách khí, Tiêu Phàm đặt tay lên nàng mạch cổ tay, ngưng thần chẩn bệnh. Cho nhị đương gia bắt mạch thời gian, so ra mà nói muốn ngắn ngủi một chút. Gia nhi, giấy bút, Tân Lâm từ tùy thân mang theo tiểu khôn trong bọc lấy ra giấy bút, giao đến Tiêu Phàm trong tay. Uyển Thiên Thiên lại là khanh khách một tiếng. Tựa hồ đối với Tiêu Phàm cùng Tân Lâm ở giữa loại quan hệ này cảm thấy đặc biệt có thú. Tân Lâm sắc mặt lại là thoảng qua trầm xuống. Loại tình hình này, tại Tân Lâm mà nói, thực tế cũng là phi thường hiếm thấy. Mỹ nữ cùng khác một vị mỹ nữ, ước chừng trời sinh liền sẽ là địch nhân. Chương 132, nhất là một kiếm kia phong tình, một màn kia son phấn đỏ. Tiêu Phàm nâng bút không chút do dự, vung lên mà liền, rất nhanh liền viết hai tờ phương thuốc. Giao cho cao gầy mỹ nữ, nói, nhị đương gia, cái này thứ một cái toa thuốc, là cho ngươi dùng. Mặt khác kia một chương, cho Tống tiên sinh, cách dùng dùng lượng, đơn thuốc bên trên viết rất rõ ràng, chiếu đơn uống thuốc, nửa năm không gián đoạn. Trong nửa năm này, đề nghị các ngươi nghỉ ngơi, đi ánh nắng tươi sáng bờ biển độ nghỉ phép, rất không tệ, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tạ ơn, nhị đương gia thuận miệng nói một câu, tiếp nhận phương thuốc. Chỉ thấy thứ một cái toa thuốc bên trên. Dùng xinh đẹp hành giai thể viết hai chữ Đường Huyên. Đây là tên của nàng, nguyên lai người ta đã sớm biết nàng họ gì tên gì. Mà bọn hắn đến bây giờ cũng chỉ là biết Tiêu Phàm có lẽ cùng danh chấn hoa hạ lão Tiêu nhà có chút quan hệ, đến cùng là loại quan hệ nào, không được biết. Tại trận này tình báo chiến bên trong, rõ ràng son phấn xã rơi vào hạ phong. Đường Huyên cũng không có nhìn kỹ kia hai tờ phương thuốc, liếc một cái về sau, quen thuộc họ giao cho Uyển Thiên Thiên. Uyển Thiên Thiên ngược lại là thấy tương đối cẩn thận, hai tờ phương thuốc nhiều lần nhìn nhiều lần,
lúc này mới trả lại cho Đường Huyên, nhìn về phía Tiêu Phàm, cười như không cười hỏi, soái ca, phương thuốc của ta đâu? Tiêu Phàm lắc đầu, nói Thiên Thiên cô nương, người không có phương thuốc. Tại sao vậy, bọn hắn đều có, liền ta không có, khi dễ ta à? Tiêu Phàm nói, bệnh của ngươi là tâm bệnh, dùng thuốc rất khó trị tận gốc. Ai, soái ca, không mang nói như ngươi vậy, ngươi đây không phải mắng chửi người đó sao? Uyển Thiên Thiên xinh đẹp mặt trầm xuống, có chút không vui, ta đã nói với ngươi rồi, ta người này đâu, tâm nhãn nhỏ, khí lượng không lớn. Ngươi lão dạng này, ta không cao hứng a. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói Thiên Thiên cô nương, ta cho ngươi thêm 3 tấm chính khí phủ, trong vòng 3 tháng, có thể áp chế bệnh tình của ngươi. Nhưng cái này là cực hạn, lại sau này, chính khí phủ cũng sẽ không có tác dụng. Trừ phi cái gì, Uyển Thiên Thiên lập tức truy vấn. Ai, ngươi ngược lại là mau nói a, ta không thích nhất nam nhân lề mề chậm chạp. Thẳng thắn chút, Tiêu Phàm trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc khó khăn, tựa hồ có chuyện gì, không được tốt mở miệng. Tân Lâm lạnh nhạt nói, ngươi đi theo hắn, hắn mỗi ngày vì ngươi cách làm một lần, có lẽ có thể loại trừ trong cơ thể ngươi trầm tích âm sát khí. Đối với phong thủy kham dư chi học, Tân Lâm nguyên vốn cũng không hiểu lắm, bất quá cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ sinh hoạt 3 năm, Tân Lâm mưa dầm thấm đất, cũng học được không ít. Lấy thiên phú của nàng, Tiêu Phàm lại cái gì đều không dối gạt nàng, thời gian 3 năm, đầy đủ cho nàng vỡ lòng. Có quan hệ âm sát nhập thể, tâm kinh bị hao tổn trị liệu chi pháp, Tân Lâm đã từng cùng Tiêu Phàm nghiên cứu thảo luận qua. Tiêu Phàm nói cho Tân Lâm, cùng loại tình hình này, tốt nhất trị liệu chi pháp. Chính là từ tinh thông phong thủy thuật pháp đại năng chi sĩ, mỗi gọi là bệnh người cách làm một lần, dần dần liền có thể đem trầm tích tâm mạch bên trong âm sát khí một chút xíu loại trừ rơi. Tiêu Phàm cho Yến Tây Lâu chữa bệnh, dùng cũng là phương pháp giống nhau. Bất quá Yến Tây Lâu là chúng độc chướng, thấm vào kỳ kinh bát mạch, Tiêu Phàm lấy hạo nhiên chính khí trợ giúp hắn khử độc, nguyên lý ngược lại là đồng dạng. Tất cả mọi người con mắt lập tức đều trừng lớn, Uyển Thiên Thiên nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, Lạc Lạc yêu kiều cười không thôi, đại soái ca, được a, cô gái phương pháp đều không giống bình thường. Ngươi không bằng nói thẳng, để ta đưa tới cửa cùng ngươi là được. Mình không mở miệng, để bạn gái mở miệng, hai người thật đúng là một đôi kỳ hoa. Tiêu Phàm trắng nõn trên gương mặt, khó được nổi lên một vòng đỏ thắm. Tân Lâm lạnh lùng nói, đại đương gia, nói chuyện cẩn thận. Uyển Thiên Thiên lớn con mắt đảo một vòng. Vẫn như cũ cười hì hì nói, ta nếu là không cẩn thận đâu. Người đem ta giết rồi. Trong quán trà bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Tân Lâm chậm rãi tiến về phía trước một bước, từ tốn nói, nghe qua son phấn kiếm tàn nhẫn vô tình, Tân Lâm nghĩ muốn lãnh giáo một chút. Uyển Thiên Thiên cười khanh khách không thôi, Tân tỷ tỷ, nguyên lai các người hôm nay là muốn áng chừng ta cân lượng a. Nói sớm đi, ta rất tình nguyện phụng bồi. Hàn quang lóe lên. Tân Lâm trong tay đã nhiều một thanh cực mỏng cực nhỏ nhuyễn kiếm, rung động nhẹ nhẹ không thôi, một đôi mắt đẹp, định tại Uyển Thiên Thiên nhìn như thiên chân vô tà trên mặt. Lưu Mặc lấy làm kinh hãi, ngay cả vội vàng đứng dậy, nói, đại đương gia, tân cô nương, chuyện gì cũng từ từ, không cần thiết mặt đỏ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hồng mang lấp lóe, cười khanh khách Uyển Thiên Thiên kiều tiểu nhân thân thể nhảy lên một cái, một đạo sắc bén vô so hồng mang, như giải lụa vẩy hơn phân nửa không. Thẳng đến Tân Lâm cái cổ, nhanh như thiểm điện. Son phấn kiếm, nhất là một kiếm kia phong tình, một màn kia son phấn đỏ. Phụt phụt phụt, liên tiếp 3 vang, hàn quang hồng mang hòa lẫn, trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ 3 lần. Uyển Thiên Thiên luyện công 3 chiêu, Tân Lâm thủ 3 chiêu. Hét lên một tiếng, bạch mang bạo khởi, tựa như trường hồng kinh thiên, phản kích tới. Vụt, một chuỗi trường âm, nhưng mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Có thể rõ ràng nghe tới, tiếng sắt thép va chạm hết thảy 7 vang. Lần này, là Tân Lâm công, Uyển Thiên Thiên thủ. Vụt, cuối cùng lại là một tiếng vang giòn. Màu đỏ xinh xắn thân ảnh nhàn rỗi ở giữa lui ra, Uyển Thiên Thiên đứng tại mấy bước bên ngoài, cười như không cười nhìn qua Tân Lâm, nói, phi vũ ngay cả điểm thất tuyệt trảm. Tân tỷ tỷ, ta biết ngươi là ai. Tân Lâm cổ tay rung lên, nhuyễn kiếm thu vào, chậm rãi đi đến Tiêu Phàm sau lưng, yên lặng, cũng không tiếp tục đưa một từ. Uyển Thiên Thiên trong tay hồng mang lóe lên, nháy mắt cũng không thấy bóng dáng. Hai người động tác mau lẹ, giao thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí đều không ai chú ý tới bên này trong quán trà, vừa mới phát sinh một trận kịch chiến. Uyển Thiên Thiên cũng trở lại trước bàn ngồi xuống, nhấc tay chống cằm, nhiều hứng thú lần nữa quan sát Tiêu Phàm đến, hai mắt sáng lóng lánh.
Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, ứng phó xảo trá tai quái nữ hài, thực tế không phải Tiêu Một thiếu cường hạng. Ngay cả Tân Lâm như vậy yên lặng nữ hài tử, hợp pháp ở chung người, Tiêu Phàm có đôi khi đều cảm thấy không biết nên như thế nào ở chung. Chớ đừng nói chi là son phấn đỏ. Được a, Tiêu Một ít, xem ra ta thật sự là đánh giá thấp ngươi, đại soái ca. Dò xét Tiêu Phàm một trận, Uyển Thiên Thiên vừa cười vừa nói, ý nhạo báng càng thêm rõ ràng. Bất quá, ngươi sách điều kiện ta còn phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đưa hàng tới cửa việc này, không phải mỗi cái nữ hài tử đều nguyện ý làm. Coi như ngươi là cao phú soái, nữ hài tử cũng có mình thận trọng nha. Tiêu Phàm lắc đầu, nói Thiên Thiên cô nương, không phải như thế. Ta cho ngươi viết cái đạo khí chi pháp, ngươi về trước đi nhìn thử một chút, cũng có thể có hiệu quả. Cũng có thể có hiệu quả. Như vậy từ Tiêu Phàm miệng bên trong nói ra, thật đúng là lần đầu. Cũng là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể để cho Uyển Thiên Thiên cùng Tân Lâm đồng dạng, nói nói hàng đêm ở tại bên cạnh mình. Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên căn bản không phải một cái loại hình nữ hài, tình huống cũng hoàn toàn khác biệt, chỉ thủy tổ sư tự tay tại Tân Lâm trên thân dưới đồng mệnh cấm chế, Tiêu Phàm lại không thể tại Uyển Thiên Thiên trên thân cũng kế tiếp đồng mệnh cấm chế, cái này cùng hắn họ cách không hợp. Mà lại nhất định phải Uyển Thiên Thiên mình hoàn toàn phối hợp mới được. Uyển Thiên Thiên nếu như không phải cam tâm tình nguyện, triệt để phóng khai tâm thần, cái này đồng mệnh cấm chế là không có cách nào vải đi xuống. Được, ngươi viết đi, ta chờ đâu. Uyển Thiên Thiên lúc này ngược lại là quy củ, như cùng nàng mình lời nói, nàng đã biết Tân Lâm là ai, đối Tiêu Phàm nhận biết, lại phát sinh biến chuyển cực lớn. Hôm qua Tống Hoàn đem hắn cùng Tân Lâm giao thủ trải qua một năm một mười đều bẩm báo minh bạch, lúc ấy Đường Huyên có chút không tin tưởng lắm. Tống Hoàn dưới tay như thế nào, Đường Huyên nhất thanh nhị sở. Thế mà ngay cả Tân Lâm một chiêu cũng đỡ không nổi, không khỏi quá dọa người. Tại toàn bộ son phấn xã, đoán chừng cũng liền đại đương ra có loại này bản sự. Đường Huyên cũng không cho rằng Uyển Thiên Thiên đã trải qua vô địch thiên hạ, nhưng Tân Lâm nếu như cùng Uyển Thiên Thiên khó phân trên dưới, cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Thân thủ như thế, lại cam nguyện cho người ta làm thiếp thân nha hoàn, đây mới là để Đường Huyên khó có thể tin nguyên nhân. Uyển Thiên Thiên từ chối cho ý kiến. Đợi đến hiện tại tự mình cùng Tân Lâm giao thủ một cái, Uyển Thiên Thiên liền biết, Tống Hoàn thua không oan. Tiêu Phàm nghiu bức hống hống, quả nhiên là có lực lượng. Tiêu Phàm trầm ngâm, chậm rãi trên giấy viết kế tiếp đạo khí chi pháp, tuy chỉ giải rác vài câu, lại ẩn chứa Tiêu Phàm đối nội hơi thở dẫn đường chi thuật khắc sâu lý giải. Vô cực môn trưởng giáo chân nhân tự tay viết đạo khí thuật, thực tế không thể coi thường. Uyển Thiên Thiên đưa tay tiếp nhận đi, cẩn thận nghiên cứu, âm thầm vận khí điều tức. Trầm tích trong lòng mạch bên trong dị chủng khí tức, lập tức liền có điều buông lòng, cả người nhất thời cũng vì đó một trận nhẹ nhõm. Đừng nhìn Uyển Thiên Thiên trên mặt mũi vui cười giận mắng, tựa hồ đối với hết thảy đều không để trong lòng. Kỳ thực cái này họa lớn trong lòng đã bối rối nàng một đoạn thời gian rất dài. Thân là son phấn xã đại đương gia, phương Bắc kẻ trộm mộ cờ tiêu nhân vật, Uyển Thiên Thiên đối âm linh phản phệ tình hình, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Soái ca, còn có ba tấm chính khí phủ đâu? Uyển Thiên Thiên đem đạo khí thuật chuyển tay giao cho Đường Huyên, cười hỏi. Tiêu Phàm từ đường trang trong túi móc ra ba tấm đỏ tươi phù lục, giao đến Uyển Thiên Thiên trong tay. Tốt, cái này ba món đồ, ta liền tặng cho ngươi. Uyển Thiên Thiên thu hồi phù lục, tiện tay đem nhẫn ngọc lấy xuống, Đường Huyên cũng đem trên cổ đen dây chuyền trân châu gỡ xuống, tăng thêm Tống Hoàn đeo viên kia ngọc khóa, cùng nhau bày ở Tiêu Phàm trước mặt. Đúng, lại thêm cái này cây quạt, đã ngươi thích, cũng tặng cho ngươi. Coi như là lễ gặp mặt. Bất quá đại soái ca, ta đã nói trước, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt. Người biện pháp này nếu là không dùng được, ta coi như ỷ lại vào ngươi. Đến lúc đó, hi hi, Tân tỷ tỷ, ngươi cũng đừng ăn dấm, ta mạng nhỏ quan trọng. Uyển Thiên Thiên cười hi hi đưa trong tay quạt xếp cũng đặt tại Tiêu Phàm trước mặt, hướng Tân Lâm nhếch miệng cười một tiếng, làm cái mặt quỷ. Tân Lâm hoàn toàn không có phản ứng, coi như không nghe thấy. Bát ra. Cảm ơn. Uyển Thiên Thiên đứng dậy, hướng Lưu Mặc Dương giơ tay, vừa cười vừa nói. Lưu Mặc cười khổ một tiếng, nói chỉ cần đại đương gia hài lòng, ta lão bát cũng yên lòng. Nói thật, Lưu Mặc thật đúng là không tình nguyện lắm trêu chọc nữ sát tinh này. Hài lòng, người giới thiệu ta biết đại soái ca, ta khẳng định hài lòng. Dạng này lại soái lại bản lãnh cao phú soái công tử ca, ai không có thèm a, à, đúng hay không? Gặp lại sau, đại soái ca. Gặp lại sau. Tân tỷ tỷ, Uyển Thiên Thiên lại cười hì hì hướng Tiêu Phàm cùng Tân Lâm giơ tay, hai tay chắp sau lưng,
nhảy nhảy nhót nhót ra quán trẻ, cùng phổ thông nữ cao trung sinh thù không hai gây nên. Ai có thể biết, đây là danh xưng giang hồ ma nữ thứ nhất nữ sát tinh son phấn đỏ. Chương 133, Cẩu Vương. Yến Bắc cây mộc lan bãi săn một góc, có một cái quy mô rất lớn nuôi chó trận. Cây mộc lan bãi săn cùng đại thảo nguyên giáp giới, từ xưa đến nay là một chỗ thủy thảo phong mỹ, cầm thú sinh sôi thảo nguyên, từng là Liêu đế đi săn chi địa, là đời nhà Thanh hoàng gia đi săn chỗ, đời nhà Thanh nửa trước lá, hoàng đế hàng năm đều muốn xuất phương công đại thần, bắt kỳ tinh binh đến nơi đây tiến hành săn bắn, sử xưng cây mộc lan thu tiền. Tại Khang Hy đến Gia Khánh hơn 140 năm bên trong, ngay ở chỗ này cử hành cây mộc lan thu tiền 105 lần. Bất quá bây giờ, cây mộc lan bãi săn đã biến thành một chỗ du lịch thắng địa. Nghiêm Bác nuôi chó trận ngay tại cây mộc lan bãi săn. Cải cách mở ra về sau, trong nước kinh tế đại phát triển, một đêm chợt giàu không còn là thần thoại, mãnh liệt phát triển kinh tế triều cường, tạo nên một nhóm lại một nhóm tân quý. Chất lượng sinh hoạt đi lên, sủng vật dần dần tiến vào thiên gia vạn hộ. Không ít người trong nhà đều nuôi mèo mèo chó chó. Nuôi chó trận ngay tại loại tình thế này dưới nhanh chóng phát triển. Cây mộc lan bãi săn nuôi chó trận không chỉ một nhà, Nghiêm Bác nuôi chó trận quy mô lớn nhất. Cẩu Vương chi danh, không những ở cây mộc lan bãi săn đại danh đỉnh đỉnh, coi như tại kinh sư chi địa, cũng là lớn có danh tiếng. Rất nhiều người đều thích đến Nghiêm Bác chó trận đến tuyển chó. Nghiêm Bác không nuôi sủng vật chó, hắn nuôi đều là pitbull. Chính tông nhất đấu chó. Bởi vậy ra vào Nghiêm Bác nuôi chó trận khách nhân, cơ bản đều là một cùng một tai to mặt lớn. Người bình thường mua không nổi đấu chó, càng thêm nuôi không nổi. Quốc gia sớm ra sân khấu tương quan pháp lệnh, đối liệt họ khuyển nuôi dưỡng có cực kỳ khắc nghiệt quy định, người bình thường căn bản là làm không được chứng. Không có chứng, phi pháp nuôi pitbull, rất dễ dàng bị kiện. Nhưng Nghiêm Bác được xưng là Cẩu Vương, cũng không phải là bởi vì hắn nuôi chó nuôi thật tốt, mà là bởi vì hắn nơi này, có toàn cây mộc lan bãi săn lớn nhất đấu chó trận. Thủ đô Hoàn Khố nhà nội, người giàu có nhà giàu mới nổi, phàm là ưa thích chơi chó, đều là Nghiêm Bác khách quen của nơi này. Nghiêm Bác mỗi tuần lễ nâng làm một lần đấu chó giải thi đấu. Đấu chó giải thi đấu có hai loại quy tắc, nó một là võ đài. Đài chủ chính là Nghiêm Bác bản nhân nuôi đấu chó, toàn thế giới nổi tiếng nhất đấu chó loài chó, hắn nơi này đều có. Thích chơi chó tai to mặt lớn, có thể trực tiếp hướng Nghiêm Bác nuôi dưỡng đấu chó khiêu chiến. Tiền đặt cược xong phương tự hành ước định. Một loại khác đấu chó giải thi đấu, thì là hỗn chiến. Nếu như chơi chó nhiều người, tất cả mọi người tập tại một khối, Nghiêm Bác liền cung cấp sân bãi. Tiền đặt cược cũng là tự hành ước định, cùng một trận đấu chó, ai cũng có thể đặt cược. Nếu như đụng phải không ai tiếp chú tình huống, Nghiêm Bác sẽ đem những này tiền đặt cược đều tiếp xuống, đương nhiên bàn khẩu sẽ có khác nhau rất lớn. Cái này muốn xem song phương pitbull tình huống mà định ra. Thân cao thể trọng sức chiến đấu nhìn qua khó phân trên dưới. Bàn khẩu chính là 1:1, rõ ràng chênh lệch rất lớn, bàn khẩu có thể là 1:3, thậm chí 1:5. 1:5 bàn khẩu, cơ bản cũng là cực hạn. Vượt qua cái này bàn khẩu, Nghiêm Bác sẽ không đồng ý tiến hành trận đấu này. Đấu chó chênh lệch quá lớn, vậy thì không phải là đấu chó, kia là ngược sát, quá mức huyết tinh. Yêu chó người cũng sẽ phản cảm, thích chơi đấu chó người, đa số đều là yêu chó người. Cái này một tháng, Tiêu Thiên say mê đấu chó. Tiêu Thiên không chơi nổi chó, hắn không có tiền. 1 triệu gia sản, căn bản cũng không phải là chơi đấu chó đẳng cấp. Cho nên trước đó, Tiêu Thiên đối với đấu chó chuyện này, tiếp xúc phải không nhiều. Tiêu Nhị Ca là sĩ diện người, không chơi nổi liền không chơi, càng không sẽ nhàm chán chạy tới vây xem người khác đấu chó. Vì người khác chó hò hét trợ uy, Tiêu Nhị Ca không có cái thói quen này. Sở dĩ đột nhiên say mê đấu chó, là bởi vì Tiêu Nhị Ca giao đến một vị thích chơi chó người giàu có làm bằng hữu. Nghiêm chỉnh mà nói, vị này phương Nam đến người giàu có cân bằng không phải Tiêu Nhị Ca bằng hữu, là Tiểu Quế Tử bằng hữu. Nói đến, cân bằng cũng là đen đủi, vừa mới dự định tại thành phố thủ đô phát triển, công ty chưa khai trương, liền gây phiền toái. Cái này phiền phức còn có chút mất mặt, đang tắm trận cùng người tranh một tiểu cô nương, đụng tới địa điểm rắn. Loại sự tình này, rất hiếm thấy. Tất cả mọi người là đi tìm thú vui, tắm rửa trận lại không chỉ một kỹ sư, hoàn toàn không cần thiết tranh giành tình nhân, có người coi trọng cái này một cái, vậy liền đổi một cái tốt. Vì một cái tắm rửa trận tiểu cô nương tranh giành tình nhân, xác thực rất mất mặt. Loại này chuyện mất mặt, lại trùng hợp để cân bằng cho bày ra. Đối phương là kinh thành mặt đất tiểu địa đầu xa, cân bằng tiếng phổ thông lại quá không thuần khiết, cho dù ai nghe xong đều biết hắn là nơi khác lão.
kết quả song phương một câu không đúng liền đòn khiêng bên trên. Đối phương địa đầu quen, lại người đông thế mạnh, cân bằng bị đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu địa đầu xà còn không chịu bỏ qua, lại gọi kết thúc tử bên trong bằng hữu tới, chuẩn bị cho cân bằng câu lưu mấy ngày, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nơi khác nhà giàu mới nổi. Cho hắn biết, tại cái này tứ cửu thành bên trong, chỉ có tiền thí sự đều không đỉnh. Cũng nên khi cân bằng vận khí, may mắn thế nào, liền để tiểu quế tử đụng tới. Tiểu quế tử không vừa mắt, tiến lên quát lớn vài câu, đem mấy cái tiểu địa đầu xà và cục cảnh sát bên trong tới cảnh sát đều cho cưỡng chế di rời. Tiểu quế tử nhà lão đầu tử, đứng đắn là thủ đô cục thành phố phó cục trưởng, mấy cái này tiểu địa đầu xà và cục cảnh sát bên trong người dân bình thường cảnh, ai dám không cho quế ca mặt mũi. Cứ như vậy, cân bằng lập tức liền ỉ lại vào tiểu quế tử, nhất định phải mời quế ca ăn cơm giải trí. Một tới hai đi, mọi người cũng liền quen, muốn nói cân bằng thật đúng là đủ ý tứ, có tiền lại hào phóng, đối quế ca nịnh nọt đến 10 điểm. Tiểu quế tử cũng thật thích hắn, liền giới thiệu cho tiêu nhị ca, Giang Vũ Thành cái này một bang ca môn. Cân bằng rốt cuộc không nghĩ tới, chịu một trận đánh cho tê người, thế mà có thể như vậy kết bạn đến giả tiêu gia nhị thiếu gia, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Những này nơi khác đến thủ đô đến làm ăn thương nhân, ai không phải vót đến nhọn cả đầu, muốn hướng kinh sư nha nội vòng tròn bên trong chui. Thế đạo này, cho dù ai cũng biết, cấp trên có người bảo bọc, làm chuyện gì đều thuận tiện. Tiểu quế tử cấp bậc như vậy nha nội, đối với phổ thông người làm ăn mà nói, cũng đã là cao không thể chạm đại thiếu, lại càng không cần phải nói lão tiêu gia đích tôn, kia càng là trong truyền thuyết nhân vật như bức. Riêng là tiêu gia hai chữ này, đều có thể đem người dọa một lảo đảo. Trận đòn này, chịu được thật mẹ nó đáng giá. Cân bằng thích chơi chó. Theo cân bằng nói, hắn tại phương Nam, cơ hồ mỗi tháng đều muốn đi đấu một trận chó, tại hắn ven biển trong biệt thự xa hoa, nuôi 4 đầu tên loại đấu chó, trong đó một đầu nói bản thổ tá, danh xưng Pitbull Chi Vương, chồm người lên còn cao hơn hắn, chỉ cần đầu này thổ tá lên đài, cho tới bây giờ đều không có thua qua. Lần này, cân bằng xem như tìm tới tri âm, tiểu quế tử liền đặc biệt mê chó. Nói đến kiếm tiền, tiểu quế tử kỳ thật so tiêu thiên sẽ đến sự tình. Chớ nhìn hắn niên kỷ so tiêu thiên nhỏ, lại là quỷ tinh, nơi nào có tiền kiếm, liền hướng nơi nào chui. Lão đầu tử nhà hắn chức vụ, tự nhiên không thể cùng tiêu trạm đánh đồng, mấu chốt là nắm giữ thực quyền, tiếp địa khí. Tiêu trạm địa vị thực tế quá cao, hắn cũng tuyệt không có khả năng sẽ vì tiêu thiên ra mặt đi kiếm tiền. Quá không biết xấu hổ sự tình, tiêu thiên mình cũng không lớn làm không được. Tại một đám tiểu huynh đệ bên trong, tiểu quế tử tính được là cái thằng giàu có. Bất quá tiểu quế tử rất hiểu quy củ, xưa nay không tại tiêu thiên Giang Vũ Thành chờ ca nhóm trước mặt khoe khoang. Hoàn khố vòng tròn bên trong phân biệt đối xử, rất có giảng cứu, tuyệt không phải ai có tiền nhất liền nhất có địa vị. Căn bản không phải có chuyện như vậy. Tiểu quế tử đã từng cổ động tiêu thiên Giang Vũ Thành bọn người đi cây mộc lan bãi săn bên kia chơi chó, tiêu thiên hỏi giá cả, trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt. Tiểu quế tử cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu giếm tiêu thiên, một người vụng trộm chạy tới cây mộc lan bãi săn đánh cược bên ngoài qua làm nghiện. Tiểu quế tử là thật nghĩ mình nuôi mấy đầu lợi hại đấu chó, hảo hảo chơi vài ván. Cân bằng xuất hiện, hữu hiệu giúp tiểu quế tử giải khai cái vấn đề khó khăn này. Tiêu nhị ca sẽ không hoa ca nhóm tiền đi chơi đấu chó, nhưng hoa cân bằng tiền, ngược lại là không có vấn đề. Đây cũng là hoàn khố vòng tròn bên trong quy định bất thành văn. Những này nhà giàu mới nổi, tại đám công tử bột trong mắt, chính là từng con lớn dê béo. Lớn dê béo chủ động đưa tới cửa, không làm thịt thì phí. Tiêu nhị ca cũng không phải cái gì cứng nhắc cổ hủ lão phu tử. Chỉ cần mấy vị này công tử ca chơi đến vui vẻ, cân bằng đương nhiên là kiệt lực nịnh nọt. Chơi chó nói trắng ra chính là chơi tiền, cân bằng có tiền, cùng loại tiêu nhị ca dạng này, tại tứ cửu thành bên trong đều gọi được danh tiếng đỉnh cấp nha nội, người bình thường có tiền nữa, cũng là cao trèo không lên. Nếu không phải cân bằng cơ duyên xảo hợp, hắn coi như ôm một đống lớn tiền giấy, cũng không tìm tới phương pháp. Gặp gỡ tương tự, đến đây thủ đô tìm quan hệ người làm ăn, nhưng đụng phải không ít. Mấy trăm ngàn hơn triệu hiện tiền giấy nện đi vào, một điểm bọt nước đều tung tóe không dậy, cuối cùng phát hiện. Cái gọi là hàng hiệu công tử ca, bất quá là một đám lừa đảo thôi. Có ít người bị lừa, còn không dám lên tiếng, sợ bị người chê cười, chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Cái này một tháng, tiêu thiên Giang Vũ Thành tiểu quế tử bọn người, cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều muốn đi cây mộc lan bãi săn một lần. Cân bằng nuôi đấu chó, không có từ phương Nam mang tới, liền trực tiếp thuê Nghiêm bác nuôi chó ra sân.
Đương nhiên đây chỉ là lâm thời họ biện pháp, cũng không thể chơi đến quá lớn. Đấu chó là cái việc cần kỹ thuật. Người khác nuôi đấu chó, từ đầu đến cuối đều là người khác, cùng chủ nhân ở giữa không có ăn ý. Dạng này đấu chó lên trận, sức chiến đấu đều sẽ giảm bớt trừ. Tốt đấu chó, tuyệt đối có thể hiểu được chủ tâm tư người, ra sân về sau, liều chết hướng về phía trước, vì chính là lấy chủ nhân niềm vui, không vì chủ nhân mất mặt. Dù là như thế, Tiêu Thiên cũng chơi đến quên cả trời đất. Đối với đấu chó, hắn là người ngoài ngành, vừa mới nhập môn, có thể ở ngoại vi chơi như vậy một chơi, đã rất kích thích rất đã. Về phần thắng thua, ngược lại là thứ yếu. 3 năm mấy chục nghìn tiền đặt cược, Tiêu Nhị Ca còn không quá để ở trong lòng. Nhưng lần này đến cây mộc lan bãi săn, cùng dĩ vãng không giống. Một đài cải tiến qua xe thương vụ, Phong Trần mệt mỏi mở tiến vào Nghiêm Bác nuôi chó trận. Nghiêm Bác cái này nuôi chó trận, quy mô cực lớn, vòng lên một khối rất lớn mặt đất, vào cửa cách đó không xa, một tòa 5 tầng ký túc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trang trí xa xỉ, khí thế rộng rãi. Cẩu Vương Tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người. Những năm này, dựa vào nuôi chó đấu chó, Nghiêm Bác túi tiền, đều sắp bị phình vỡ. Tại cây mộc lan bãi săn, chỉ cần nâng lên Cẩu Vương Nghiêm Bác, người người đều sẽ giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng châu. Xe thương vụ tại đại lâu văn phòng cổng ngừng lại, Tiêu Thiên, Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử bọn người lần lượt xuống xe, sau đó là Cân Bằng. Nhưng Cân Bằng không phải cuối cùng xuống xe, tại phía sau hắn, chậm rãi đi xuống một đầu cao lớn uy mãnh pitbull. Toàn thân kim hoàng, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, chính là Cân Bằng nuôi dưỡng ở phương Nam đầu kia pitbull chi vương nói bản thổ tá. Chương 134, đấu chó trận. Nghiêm Bác nuôi chó trận công trình đầy đủ, phục vụ chu đáo. Tiêu Thiên bọn người vừa xuống xe, lập tức liền có một cái khôn khéo giả dặn người trẻ tuổi tiến lên đón, mỉm cười cho đoàn người chào hỏi. Tiêu Nhị Thiếu, Giang Thiếu, Quế Ít, Tề Tổng. Tiểu Hòa Tử hiển nhiên cùng đoàn người đều rất quen. Đối với Tiêu Nhị Thiếu dạng này một cùng một lớn nha nội, nuôi chó trận bên này, đều an bài có người chuyên tiếp đãi. Tiểu Hoa Tử, Tiêu Thiên chào hỏi người trẻ tuổi một tiếng, cũng không kiêu căng. Tiêu Nhị Thiếu họ Cách, có Quan Nhị Ca đặc điểm ngạo bên trên mà không nhịn xuống. Không có người có thể áp đảo hắn, cho dù là hắn lão tử Tiêu Bộ trưởng đều không được. Tiêu Nhị Thiếu, lần này ta cho ngài đề cử một đầu chó ngoan, chúng ta mới vừa từ Italia dẫn vào xoay sóng lợi đốn. Trời sinh đấu chó A, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Tiểu Hoa Tử cười ha hả nói. Tiêu Nhị Thiếu mặc dù địa vị lão đại, nhưng ở chơi chó lĩnh vực này, lại là 100% tân thủ, mỗi lần đều là tại nuôi chó trận thuê chó, đây là điển hình thái điểu. Không có mình một tay điều giáo pitbull, mãi mãi cũng là cấp độ nhập môn. Trên một điểm này, Tiêu Nhị Thiếu so với Diệp Đại Ít, Uông Nhị Thiếu những này một cùng nha nội, kém đến có chút xa. Nếu như không phải có lão Tiêu gia hàng hiệu tử bảo bọc, Tiêu Nhị Thiếu thật đúng là rất khó tại hoàn khố vòng tròn bên trong ra mặt. Tiêu Thiên liền cùng Giang Vũ Thành Tiểu Quế Tử liếc nhau, Tiểu Quế Tử cười ha ha một tiếng, nói Tiểu Hoa Tử, lúc này a, khỏi phải chó của ngươi, chính chúng ta mang đến. Thật sao, vậy liền quá tốt, chính tốt kiến thức một chút mấy vị gia mang tới chó ngoan. Tiểu Hoa Tử cười ha hả, trên mặt thần sắc lộ ra hiếu kỳ, càng nhiều thì là ẩn tàng rất khá xem thường. Khác không dám nói, tại đấu chó phương diện này, Tiểu Hoa Tử thật đúng là đại hành gia, Cẩu Vương thủ hạ, tuyệt không phải là hư danh. Cái dạng gì hung mãnh lợi hại đấu chó, Tiểu Hoa Tử chưa thấy qua. Cùng đầu kia lớn đến không hề tầm thường thổ tá từ trong xe chậm rãi xuống tới, yên lặng đứng tại Cân Bằng bên người thời điểm, Tiểu Hoa Tử giật nảy mình, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Lấy hắn nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt, một chút liền có thể nhìn ra được, đầu này thổ tá thực tế là một cùng một pitbull. Đơn giản nhìn ra một chút, vai cao chỉ ít vượt qua 70 công phân, thể trọng cũng tại 60 kg trở lên. Số liệu này, mới có lẽ đã là nói bản thổ tá cực hạn. Riêng lấy ngoại hình mà nói, chỉ sợ chỉ có chuyên nghiệp đấu chó hoành cương cấp bậc quán quân cấp thổ tá, mới có dạng này to lớn hình thể. Trên thực tế, tại nói vốn đấu chó giới, hoành cương cấp bậc thổ tá, cũng là cấp bậc quốc bảo, cực kỳ hiếm thấy. Đầu này thổ tá khổng lồ như thế, cũng không biết kinh nghiệm chiến đấu phải chăng phong phú. Tiểu Hoa Tử biết, Cân Bằng là phương Nam đến lão bản, tại phương Nam cũng có đấu chó giải thi đấu, bất quá Tiểu Hoa Tử không có thấy tận mắt biết qua, không biết phương Nam đấu chó giải thi đấu, đến cùng là cái dạng gì trình độ. Nhưng Cân Bằng chuyên đem cái này thổ tá từ phương Nam đưa đến thủ đô đến, có thể thấy được con chó này chỉ ít tại đủ bình tâm trong mắt là sức chiến đấu cường hãn nhất. Nếu như không có qua tham gia chính thức đấu chó tranh tài kinh nghiệm,
chắc hẳn cân bằng cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Nuôi ra như thế một đầu đại cẩu đến, tương đương không dễ dàng, không có người nào nguyện ý để nó tùy tiện đi chịu chết. Diệp đại thiếu Bỉ Đặc, Uông nhị thiếu Đỗ Cao, đều là danh phù kỳ thực Pitbull chi vương, tại Nghiêm Bác nuôi chó trận, cơ hồ chưa từng có thất bại ghi chép. Đầu này thổ tá, tối thiểu về mặt hình thể cùng Diệp Hạo Văn Bỉ Đặc cùng Uông Thuật Văn Đỗ Cao, tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Thế nào, tiểu hoa tử? Tiểu Quế Tử đắc ý hỏi. Dĩ vãng bọn hắn tại nuôi chó trận thuê chó, đều chỉ có thể tham gia giải trí họ chất tranh tài. Chân chính đấu chó giải thi đấu thời điểm, chỉ có thể làm bên ngoài sân người xem. Nhìn xem Diệp Hạo Văn Uông Thuật Văn những tên kia, như bức hống hống sung làm nhân vật chính. Ngày hôm nay rốt cục có thể mở mày mở mặt một phen. Lão tề thế nhưng là nói, hắn đầu này thổ tá tại phương Nam, bách chiến bách thắng, chưa hề đụng phải đối thủ. Tiểu hoa tử hít một hơi thật sâu, từ đáy lòng tán thán nói, chó ngoan. Ta ở đây 5 năm, còn chưa thấy qua như thế uy mãnh thổ tá. Nghiêm Bác nuôi chó trận cố nhiên quy mô cực lớn, nhưng cũng không có từng nuôi được Hoành Cương cấp bậc thổ tá. Chỉ bồi dưỡng một đầu cửa ải lớn cấp bậc, cơ vốn cũng là không đâu địch nổi, năm ngoái thua ở Diệp đại thiếu Bỉ Đặc miệng dưới, bị tại chỗ cắn chết. Đương nhiên, nuôi chó trận đầu kia thổ tá, chỉ là tương đương với cửa ải lớn cấp bậc, dù sao không có đi nói vốn tham gia qua thi đấu, không có chính thức cấp bậc đánh giá. Bất quá dựa theo sức chiến đấu ước định, hẳn là đạt tới cửa ải lớn cấp sức chiến đấu. Tối nay hay là lão quy tắc a? Tiểu Quế Tử hỏi, Diệp đại ít đeo đầu cao cây dần. Uông nhị thiếu mang Italia nữ ba lợi đốn. Vì cái gì, bọn hắn Bỉ Đặc cùng Đỗ Cao đâu? Tiểu Quế Tử kinh ngạc truy hỏi một câu. Tiểu Hoa Tử cười nói, Diệp đại thiếu Bỉ Đặc cùng Uông nhị thiếu Đỗ Cao, đều là quán quân cấp bậc, cũng không thể mỗi trận đều xuất chiến, cần nhất định tĩnh dưỡng, để cầu cầu khôi phục một chút tinh thần. Cân bằng liền có vẻ hơi thất vọng, lại chưa từng nói ra được. Diệp đại thiếu cùng Uông nhị thiếu như thế hàng hiệu nha nội, không phải hắn có thể đánh giá. Ngay cả như vậy đề cũng không thể tùy tiện tiếp lời. Bình thường sự tình, Tiêu Nhị Thiếu cùng Giang Thiếu Quế Thiếu sẽ chiếu cố hắn, nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn cùng hai vị khác cùng phân lượng lớn nha nội lên xung đột. Tiểu Quế Tử lại rất hưng phấn, vừa cười vừa nói, nhị ca, xem ra ngày hôm nay muốn phát bút tiểu tài. Tiểu Quế Tử thích chơi chó, nhưng ở trong mắt hắn, kiếm tiền vĩnh viễn là vị thứ nhất. Cân bằng chuyên từ phương Nam lấy được đầu này thổ tá, cố nhiên cực kỳ dũng mãnh. Nhưng đối đầu với Diệp Hạo Văn Bỉ Đặc hoặc là đối đầu Uông Thuật Văn Đỗ Cao, liền chưa hẳn thấy chắc thắng. Bây giờ cái này hai đầu khuyển vương đô không ra sân, thổ tá phần thắng phi thường cao. Bình thường mà nói, hàng hiệu nha nội ở giữa sẽ không phát sinh dạng này trực tiếp đối kháng. Diệp Hạo Văn Bỉ Đặc liền chưa từng có cùng Uông Thuật Văn Đỗ Cao hơn qua cùng một cái lôi đài. Ai thua ai thắng đều không tốt, tổn thương mặt mũi, cũng tổn thương cảm tình. Lần trước vì Azelena, Tiêu lão đại trực tiếp giáo huấn Uông Tam Thiếu cùng Diệp Đại Ít, tính được là cái trường hợp đặc biệt. Azelena thực tế quá vư vật, là cái nam nhân liền không nhịn được muốn tranh một chút. Tiêu Thiên mỉm cười, nói, nhìn kỹ hãng nói đi, cũng không thể phớt lờ. Cân bằng bận bịu tức nói, nhị thiếu, yên tâm. Lại nhìn bên người thổ tá một chút, lòng tin 10 phần. Mấy vị, mời, tiểu hoa tử dẫn mấy người hướng đấu chó trận mà đi. Nghiêm Bác cái này đấu chó trận. Chẳng những chiếm diện tích rộng lớn, nội bộ trang trí cũng là cực kỳ xa hoa, có điểm giống là cổ Roma đấu thú trường. Ở giữa nhất hình tròn đài cao, mối hàn lấy thô to cốt thép hàng rào, tầm mắt tốt đẹp. Đó chính là đấu chó trận, hình tròn khán đài, ngăn cách thành từng cái bao xương, mỗi cái bao xương trang trí cũng rất cao ngăn. Cũng không nhìn một chút, đến đều là ai. Đương nhiên, giống Diệp Đại Ít, Uông Nhị Thiếu, Tiêu Nhị Thiếu dạng này cấp cao khí quyển cao cấp hàng hiệu xịn nha nội. Ở đây dù sao cũng là cực thiểu số, đa số đều là có tiền có thế người làm ăn. Đối với mấy vị này hàng hiệu nha nội thân phận, nuôi chó trận bên này, cũng là bảo mật. Mấy vị công tử ra là tới làm trò cười, nếu rơi vào tay một đống thấy người sang bắt quàng làm họ sốt ruột người làm ăn vây quanh, thoát thân không ra, liền không dễ chơi. Đoàn người chỉ biết Diệp thiếu, Uông thiếu, Tiêu thiếu có lai lịch, cụ thể địa vị bao nhiêu lợi hại, vậy liền không được biết. Ngày hôm nay chàng tử bên trong rất náo nhiệt, đã có không ít khách nhân ở cái, cao đàm khoát luận, không coi ai ra gì. Thổ tá không cùng lấy vào sân, bị tiểu hoa tử mang đi nghỉ ngơi thất. Tất cả đấu chó, cũng sẽ không cho phép tiến vào người xem khu. Những này đấu chó nhìn quen máu, dã họ 10 phần, thực tế quá mức hung mãnh. Vạn nhất tại người xem khu khởi xướng điên đến, nhưng không dễ khống chế. Có thể đi vào cái này đấu chó trận khách nhân, cái đỉnh cái dễ hỏng.
vô luận cắn bị thương ai, Nghiêm bác đều không tiện bàn giao. Vạn nhất cắn bị thương Diệp đại thiếu, Uông nhị thiếu, Tiêu nhị thiếu dạng này khách nhân tôn quý, nhưng cũng không phải là bồi thường tiền đơn giản như vậy, làm không tốt cái này chàng tử liền sẽ bị phong lại. Dạng này hiểm, tuyệt đối không thể bốc lên. Diệp Hạo Văn cùng Uông Thuật Văn, Uông Phi hai anh em, không tại một cái ghế lô, cách có chút xa. Bao xương của bọn họ, vị trí tốt nhất, cao cao tại thượng, tầm mắt nhất khoáng đạt, toàn bộ đấu chó đài thu hết vào mắt. Tiêu Thiên tại đoàn người chen chúc dưới xuất hiện tại một cái khác cùng cao độ bao xương, Diệp Hạo Văn, Uông Thuật Văn, Uông Phi sắc mặt lập tức liền trở nên có mấy phút giây chìm. Uông Phi lạnh lùng hừ một tiếng, Tết xuân trước, Uông Phi ra viện, bất quá trải qua 3 tháng tỉ mỉ điều trị, Uông Phi xuất viện lúc, nội thương cũng chưa từng hoàn toàn tốt lưu loát. Lại điều dưỡng mấy tháng, mới miễn cưỡng xem như tốt. Tiêu Phàm một quyền kia, thực tế không dễ chịu, đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục nguyên khí, không có thời gian một năm, sợ là không thể nào. Mắt thấy Tiêu Thiên cùng Giang Vũ Thành, Tiểu Quế Tử bọn người cười cười nói nói, Uông Phi yêu mị sắc mặt càng thêm đen thành đáy nồi. Uông Tam thiếu dáng dấp hai mười mấy tuổi, chưa ăn qua thiệt thòi như vậy. Thù này, sớm muộn muốn báo. Chỉ là vừa nghĩ tới Tiêu Phàm, Uông Phi đầy bụng oán khí liền hóa thành toàn thân mồ hôi lạnh. Làm sao báo thù, thật đúng là phải hảo hảo chuẩn bị một chút, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất lần nữa dẫn lửa Tiêu Phàm, Uông Tam thiếu sợ là muốn về đến Tây Bắc vùng đất nghèo nàn tránh họa. Kia địa phương cứt chim cũng không có, Uông Phi thật sự là ngốc dính, chỉ cần vừa nghĩ tới quá khứ thời gian, Uông Phi liền nhìn không được tê cả da đầu, thật không nghĩ lại nếm thử một lần. Bất quá Diệp đại thiếu cùng Uông nhị thiếu, Uông Tam thiếu cũng không có chú ý Tiêu nhị thiếu quá lâu, lực chú ý rất nhanh liền bị khác một cái ghế lô hấp dẫn. Cùng loại bao xương, hết thảy có 6 cái, lẫn nhau có thể tương hỗ nhìn thấy, trong bao xương có điện thoại, có thể tương hỗ trò chuyện. Xuất hiện tại khác một cái ghế lô, là hai vị mỹ nữ. Niên kỷ hơi lớn vị kia, ước chừng 15-16 tuổi, một thân hoa hồng tử váy trang, cuộn lại tinh xảo búi tóc, khí độ đoan trang hiền thục. Niên kỷ tiểu nhân, nhiều nhất không đến 18 tuổi, tân triều thời thượng, tóc nhuộm thành lục sắc, một đôi mắt to ngập nước sáng lóng lánh, thật dài tiệp mao lóe lên, quả thực chính là cái chân nhân bản ba so búp bê. Mà lại, ba so búp bê tuyệt đối không có nàng xinh đẹp như vậy, càng thêm không có dạng này linh động. Đại mỹ nữ chậm rãi ngồi xuống, tiểu mỹ nữ thì trực tiếp ghé vào bao xương trên lan can, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Tựa hồ là lần đầu đi tới dạng này nơi trốn, đối hết thảy đều tràn đầy hiếu kỳ. Đấu chó trận lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận, một đống hưng phấn nam nhân nhìn không được châu đầu ghé tai, nhao nhao nghe ngóng, tiểu mỹ nữ này là đánh từ đâu xuất hiện. Có thể đi vào cái này đấu chó trận khách nhân, ai không phải kiến thức rộng rãi. Có lẽ bọn hắn chơi qua mỹ nữ, so phổ thông nam nhân cả một đời thấy qua còn nhiều. Nhưng dạng này kiều mỹ đáng yêu đến cực hạn tiểu mỹ nhân, thật đúng là hiếm có. Uyển Thiên Thiên mỉm cười, ánh mắt giống như là rất lơ đãng tại Tiêu Thiên, Diệp Hạo Văn, Uông Thuật Văn, Uông Phi mấy vị hàng hiệu nha nội trên mặt một quét qua, xinh xắn khóe miệng, nhẹ nhàng vểnh. Chương 135, cơ khinh xa. Mặt khác hai cái bao xương rèm chưa kéo ra, bất quá cũng đã sáng lên ánh đèn. Trong bao xương sang trọng, cơ khinh xa ngồi yên lặng, một thân đen, thon dài trắng nõn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, kẹp lấy một chi bạc hà vị nữ sĩ thuốc lá. Trên móng tay thoa màu đen sơn móng tay, đen nhánh tóc xanh, cuộn thành tinh xảo búi tóc. Tuyết trắng thon dài trên cổ, hồng bảo thạch dây truyền tại mông lung dưới ánh đèn lóng lánh mê ly quang trạch. Trắng là tuyết trắng, đỏ là huyết hồng, mang theo nói không nên lời dụ hoặc thậm chí là tà mị. Kinh yến một vùng, ngọc quan âm cơ khinh xa là một cái truyền kỳ. Cơ khinh xa rất đẹp, đẹp đến yêu diễm, thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ xa xa không đủ để hình dung ngọc quan âm yêu dã. Gặp qua nàng diện mạo thật nam nhân, đều điên cuồng. Không chỉ một nam nhân hình dung, cơ khinh xa có thanh xuân ngọc nữ khuôn mặt, có nóng bỏng thiếu phụ dáng người, có biết họ mỹ nữ khí chất. Đây là một cái có thể để cho bất kỳ nam nhân nào gặp một lần phía dưới liền quên nàng tuổi tác nữ nhân. Cơ khinh xa danh nghĩa có được cực kỳ sản nghiệp khổng lồ, cơ hồ không có ai biết nàng đến cùng có bao nhiêu xí nghiệp, đến cùng khống chế bao nhiêu tài nguyên, càng không biết nàng quan hệ cực lớn đến loại trình độ nào. Bất luận kẻ nào muốn thăm dò ngọc quan âm nội tình đều là phí công. Cùng cơ khinh xa tương quan truyền ngôn, có vô số phiên bản, không có một cái phiên bản là đầy đủ, càng không có một cái phiên bản khiến người hoàn toàn tin phục. Những này phiên bản điểm giống nhau chỉ có 3 cái. Thứ nhất, cơ khinh xa phụ thân, năm đó từng là kinh yến một vùng nổi danh nhất nhìn xí nghiệp lớn nhà,
cũng là nổi danh nhất dưới mặt đất trọng tài. Tại thời kỳ toàn thịnh, bỗng nhiên liền bị hại, to lớn vô so cơ thị tập đoàn nháy mắt liền đứng trước sụp đổ xấu nhất cục diện, trong bóng tối địch nhân đều nhao nhao nhảy ra ngoài. Trong đó bao quát trên quan trường đại nhân vật, quyền nghiêng một tỉnh đại tướng nơi biên cương. Thứ hai, lúc ấy còn ở nước ngoài du học Cơ Khinh Xa tại phụ thân đầu bảy vội vàng chạy về quốc nội, tiếp trưởng đầu này tại bấp bênh bên trong tràn ngập nguy hiểm to lớn cự hạm. Không đến một tháng, cơ thị tập đoàn liền một lần nữa ổn định lại. Tiếp xuống 3 năm, Kinh Yến một vùng nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ, cơ ra tất cả cửu nhân, từng cái ngã xuống. Chết chết bắt thì bắt, không có một cái có thể được kết thúc yên lành. Thứ ba, cơ thị tập đoàn tại Cơ Khinh Xa trong tay, siêu việt phụ thân nàng, đạt tới một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Tại cố sự này bên trong, Cơ Khinh Xa đến cùng đóng vai cái dạng gì nhân vật, đến cùng lên cái dạng gì tác dụng, không người biết được. Mọi người chỉ biết, Kinh Yến một vùng thế giới ngầm, Ngọc Quan Âm thuận miệng nói một câu nói, chính là vương pháp. Người có thể không nghe, nhưng người nhất định phải làm tốt xấu nhất tâm lý chuẩn bị, lên giường trước đó, nghiêm túc nhìn xem chung quanh thế giới. Rất có thể, đây chính là ngươi một lần cuối cùng dò xét bên người quen thuộc hết thảy. Cơ Khinh Xa phía sau, ánh đèn chiếu xạ không đến hắc ám chỗ, đứng một cái cao lớn bóng đen, an tĩnh tựa hồ hoàn toàn không tồn tại, duy chỉ có hai con mắt lóe ra óng ánh quang mang. Đây là một cái đêm tối ma thần nam nhân, ngắn tóc húi cua, dù coi như ẩn tàng trong bóng đêm, kia cỗ kinh người sát khí, cũng vô luận như thế nào đều không che giấu được, tràn ngập cả gian bao xương, ở khắp mọi nơi. Cơ Khinh Xa từng ngụm hút thuốc, màu đen váy dài bao vây lấy yểu điệu thân thể, tại đồng dạng màu đen ghế salon bằng da thật bên trong, hình thành một đạo uyển chuyển đường vòng cung, giống như một cái tinh đẹp đến mức tận cùng điêu khắc. Đạc đạc, cửa bao xương bị người gõ vang, mang theo rõ ràng kính cẩn chi ý, cẩn thận từng ly từng tí. Mời tiến vào, Cơ Khinh Xa môi đỏ khẽ mở, thanh âm mang theo khàn khàn, tràn đầy từ họ. Cửa bao xương nhẹ nhàng đẩy ra, Nghiêm Bác rón rén đi đến. Nghiêm Bác khoảng 40 tuổi, vóc dáng không cao, toàn thân đều lộ ra khôn khéo giả dặn chi ý. Nhưng nhìn ra được, danh chấn Kinh Yến Cẩu Vương có chút khẩn trương. Tại Cơ Khinh Xa trước mặt, Nghiêm Bác không có cách nào không khẩn trương. Cơ Khinh Xa dưới trướng tất cả tướng tài đắc lực, ở trước mặt nàng biểu hiện, đều cùng Nghiêm Bác không có sai biệt. Có lẽ, chỉ có thời thời khắc khắc đi theo Cơ Khinh Xa bên người Phạm Nhạc là duy nhất ngoại lệ. Tại trong mắt mọi người, Phạm Nhạc cùng Cơ Khinh Xa là cùng một người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai phỏng đoán qua Cơ Khinh Xa cùng Phạm Nhạc quan hệ trong đó, tất cả mọi người vững tin, Cơ Khinh Xa cả đời này sẽ không lấy chồng. Không có có bất kỳ nam nhân nào, xứng với nàng. Phạm Nhạc cũng giống vậy. Cứ việc Phạm Nhạc lai lịch, so Cơ Khinh Xa còn muốn thần bí. Cơ Khinh Xa từ nước ngoài trở về thời điểm, Phạm Nhạc liền đi theo bên người nàng, từ đó về sau, không còn có rời đi. Không có người biết Phạm Nhạc là nơi nào người, lại không người biết Phạm Nhạc tại sao phải giống cái bóng như đi theo Cơ Khinh Xa. Cùng Cơ Khinh Xa đồng dạng, Phạm Nhạc cũng là một bí mật. Không người biết được đáp án, mọi người chỉ biết một chút, bất kỳ cái gì muốn đối Cơ Khinh Xa bất lợi người, đầu tiên nhất định phải giết chết Phạm Nhạc. Vấn đề ở chỗ, cho tới nay, phàm là làm qua loại này nếm thử, đều đã biến thành người chết. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, Nghiêm Bác nhẹ nhàng đi tới Cơ Khinh Xa trước mặt cách đó không xa đứng vững, khom lưng, thấp giọng nói, Cơ Tổng, Đoàn Khổng Tước đến. Mời hắn vào, vâng, Nghiêm Bác một chữ không dám nhiều lời, lại nhẹ nhàng lui ra ngoài, lập tức, dẫn tiến vào tới một người. Một cái chừng 30 tuổi tuấn Mỹ nam nhân, trên mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, tay vượn eo ong, gọn gàng. Chính là danh xưng Thiên Nam tiểu vương gia Đoàn Khổng Tước. Nhìn qua, Đoàn Khổng Tước sắc mặt có chút tái nhợt, tương đối gầy. Trước đó Đoàn tiểu vương gia, không phải cái dạng này. Cơ Khinh Xa một chút liền có thể nhìn ra, Đoàn Khổng Tước mang theo nội thương. Hòa nói bên trong mắt cao hơn đầu, kiêu căng khinh người Đoàn tiểu vương gia, tại Cơ Khinh Xa trước mặt, cùng Nghiêm Bác đồng dạng kính cẩn, quy củ đi tới Cơ Khinh Xa trước mặt, quy củ cúi đầu, cung cung kính kính thỉnh an vấn an, Cơ A Di, ngài tốt. Trên thực tế, Đoàn Khổng Tước căn bản cũng không thể xác định, Cơ Khinh Xa niên kỷ có phải là lớn hơn mình. Cơ Khinh Xa năm đó ra nước ngoài học thời điểm, niên kỷ liền không lớn. Nhưng cụ thể là bao nhiêu tuổi, không có người biết. Cơ Khinh Xa không có huynh đệ tỷ muội, phụ thân sau khi chết, cơ hồ liền không người nào biết nàng số tuổi thật sự. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Đoàn Khổng Tước nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Mấy năm trước đó,
Đoàn Khổng Tước từng theo lấy phụ thân Đoàn Thất Tinh từng tới thủ đô, bồi tiếp Đoàn Thất Tinh tự mình đến nhà bái phỏng qua Cơ Khinh Sa. Lúc kia, Đoàn Thất Tinh liền để hắn gọi Cơ A Di. Cơ Khinh Sa là một cái duy nhất để ngang ngược càn rỡ Đoàn Khổng Tước xuất phát từ nội tâm kính sợ người. Hơn một tháng trước, tại Khánh Nguyên khách sạn, bị Yến Tây Lâu một trưởng đánh bại, miệng phun máu tươi, đối mặt uy chấn Tây Nam Bảo Ca Tổng Đà Cầm Hoàng Bân, Đoàn Khổng Tước cũng chưa từng thấp qua đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Nguyên nhân ngay tại ở phụ thân hắn Đoàn Thất Tinh đối Cơ Khinh Sa thái độ. Từ khi Đoàn Khổng Tước hiểu chuyện chi nói lên, liền chưa từng thấy Đoàn Thất Tinh đối bất cứ người nào khách khí như vậy qua. Trong đó bao quát Thiên Nam bí thư tỉnh ủy, bao quát thủ đô đại nhân vật, nghe nói so Thiên Nam tỉnh ủy thư ký vị còn cao. Đoàn Thất Tinh tại trước mặt bọn hắn, cũng là chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm Giang Sơn kích Dương Văn Tự, không rơi mảy may hạ phong. Đến rồi, một đường vất vả, Cơ Khinh Sa duỗi ra thon dài ngón tay trắng nõn, đem điếu thuốc nhẹ nhàng đặt tại cái gạt tàn thuốc bên trên, mỉm cười nói. Tạ ơn Cơ A Di quan tâm, không khổ cực, Đoàn Khổng Tước vội vàng nói. Trên thực tế, hắn đến thủ đô cũng có một đoạn thời gian, cầu kiến Cơ Khinh Sa ba lần, hôm nay mới thu hoạch được cho phép đến nơi đây gặp mặt. Ở đây, Đoàn Khổng Tước phi thường thu liếm, không có lộ ra một tia nửa điểm xấu tính. Đoàn Thất Tinh minh bạch đã cảnh cáo hắn, Cơ Khinh Sa cùng Hoàng Bân không phải đồng dạng họ cách, hắn tại Khánh Nguyên hồ nháo, có thể còn sống trở về, kia là Hoàng Bân nhớ lấy Tây Nam giang hồ đồng đạo nghĩa khí, không nguyện ý Bảo Ca cùng Thiên Nam Đoàn ra lên xung đột chính diện. Nếu như tại Kinh Yến cũng như thế hỗn chướng, kết quả có thể sẽ khác nhau rất lớn. Nhiều năm như vậy, Đoàn Khổng Tước hành tẩu giang hồ, Đoàn Thất Tinh hay là lần đầu nghiêm túc như thế đối với hắn tiến hành khuyên bảo. Đoàn Khổng Tước tin tưởng phụ thân tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tiểu vương gia, mời ngồi. Đoàn Khổng Tước vội vàng khom người một chút, luôn miệng nói, không dám nhận, mời Cơ A Di trực tiếp gọi tên của ta. Cơ Khinh Sa nhàn nhạt cười một tiếng, nói, mời ngồi đi. Vâng, Đoàn Khổng Tước theo lời tại một bên ghế sofa bên trong ngồi xuống, hai tay phủ đầu gối, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính vô so, hết sức chăm chú nhìn qua Cơ Khinh Sa, không dám có chút thất lễ. Cơ Khinh Sa ánh mắt tại Đoàn Khổng Tước trên mặt quấn một vòng, mười điểm nhu hòa. Đoàn Khổng Tước lại khom người. Khổng Tước, Khánh Nguyên phát sinh chuyện kia, Đoàn Vương gia ở trong điện thoại cùng ta đề cập tới. Làm sao, tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Đoàn Khổng Tước trên mặt nổi lên một mạt chiều hồng, nói Cơ A Di, đều tại ta học nghệ không tinh, cho phụ thân ta mất mặt. Ha ha, không thể nói như thế, giang hồ quá lớn, thiên ngoại hữu thiên, người trên có người, không có người nào dám tự xưng vô địch thiên hạ. Ta tin tưởng, Thiên Nam Đoàn gia, không có yếu ớt. Tạ ơn Cơ A Di khích lệ, ta thật sự là quá hổ thẹn. Đoàn Khổng Tước trước nay chưa từng có nho nhã lễ độ. Đoàn Thất Tinh nhi tử, nguyên vốn liền không khả năng là bao cỏ. Ngang ngược cùng ngu xuẩn ngớ ngẩn là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Nghe Nghiêm bác nói, người từ phía trên nam mang một đầu chó ngao Tây Tạng tới. Đúng vậy, Cơ A Di, đầu này chó ngao Tây Tạng là phụ thân ta một người bạn tặng, Cao Nguyên Ba Tan Lạt Ma. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Ba Tan Lạt Ma là tuyết vực cao nguyên nổi danh nhất huấn chó đại sư, hắn tự tay điều giáo chó ngao Tây Tạng, khẳng định là cực phẩm. Vẫn được, nghe nói đầu này chó ngao Tây Tạng là dựa theo nhất truyền thống phương pháp bồi dưỡng, là chân chính chó ngao, không phải nuôi trong nhà. Đoàn Khổng Tước cung cung kính kính đáp, trên mặt rốt cục hiện lên một vòng tốt sắc. Chân chính chó ngao. Cơ Khinh Sa khẽ vuốt cằm, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nói như vậy, tối nay ta có thể thưởng thức được một trận long tranh hổ đấu rồi. Đầu kia thổ tá, ta vừa rồi nhìn qua, tuyệt đối có hoành cương cấp sức chiến đấu. Trong mắt người ngoài, Nghiêm bác là cẩu vương, nhưng ở đấu chó lĩnh vực này, Cơ Khinh Sa mới thật sự là người trong nghề. Cái này nuôi chó trận cùng đấu chó trận, đều là nàng chính miệng chỉ thị Nghiêm bác làm. Đoàn Khổng Tước vội vàng nói, ta cũng rất chờ mong, tranh thủ không để Cơ A Di thất vọng. Như vậy cũng tốt, lập tức liền muốn bắt đầu, người đi đi. Nghiêm bác biết sẽ làm thế nào. Vâng, tạ ơn Cơ A Di. Đoàn Khổng Tước một câu không dám nhiều lời, đứng dậy, hướng Cơ Khinh Sa cúi người chào thật sâu, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Người thật muốn giúp hắn. Một mực ẩn thân trong bóng đêm Phạm Nhạc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng gật đầu. Kia là lão Tiêu gia đích hệ tử đệ. Vậy thì thế nào? Cơ Khinh Sa nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Phạm Nhạc không nói thêm gì nữa, một lần nữa yên lặng trong bóng đêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.